Ngày xưa, có vợ chồng nhà phú hộ nọ sinh được 5 người con gái. Nhà giàu nhưng lại không có con trai, nên bao nhiêu tình thương họ đều dồn vào những cô con gái. Lần lượt 5 cô lớn lên, ai nấy đều lập gia đình và đi ở riêng. Vì các cô lấy chồng xa nên hai ông bà phú hộ cảm thấy nhớ con quá. Một hôm, bà bảo chồng: "Sắp tới, ông chịu khó trông nhà cửa cho tôi đi thăm chúng một lượt. Sau đó, tôi lại về trông để ông đi." "Phải đó," ông đáp, "nhưng bà phải đi nhanh nhanh lên mới được, đừng bắt tôi đợi lâu." "Không được đâu, tôi tính ở lại với các con, đứa nào ít nhất cũng 1 tháng, 5 đứa vị chì là 5 tháng, còn đi đường cũng độ vài 30 ngày, như vậy cũng mất ngót nửa năm rồi ông ạ." "Thôi được, thế thì bà nó đi đi. Bà nhớ đừng để cho đứa nào quấn quýt quá, rồi ăn dầm nằm về ở đó, làm cho tôi mỏi mòn trông đợi." Rồi người vợ cùng con hầu ra đi. Nhưng chỉ được vài tháng đã thấy bà trở về vẻ mặt buồn xo. Thấy thế, ông liền hỏi dồn: "Cần cớ làm sao mà bà về nhanh như vậy? Có gặp điều gì khó khăn dọc đường hay không mà vẻ mặt bà không được vui?" Bà phú hộ đáp: "Chẳng có gì hết, tôi vẫn bình yên, chúng nó đều mạnh khỏe cả. Tôi về sớm là vì tôi muốn ông khỏi trông, ông cứ đi một lần cho biết." Thấy vợ nói úp úp mở mở, ông phú hộ chẳng hiểu gì nên cuối cùng cũng sắm sửa hành lý ra đi. Ông ghé thăm nhà người con gái thứ nhất, chàng rể tiếp đón niềm nở làm ông hài lòng. Nhưng con gái ông lại không được như thế, nó chỉ chuyện trò giả lả được đôi câu rồi quay vào công việc của nó. Đến khi chồng nó ra đồng trông coi thợ cày cấy thì con gái ông lúi húi lo việc bếp núc, cha con chẳng có dịp chuyện trò. Mãi đến gần trưa, ông cảm thấy bụng đói cồn cào, định bảo nó dọn cho mình ăn trước như khi còn ở nhà. Nhưng rồi lại nghĩ thầm, để xem nó đối đãi với cha nó ra sao cho biết. Ông thấy con gái chờ chồng về mới dọn cơm ra. Chàng rể của ông lúc ấy tuy đã về rồi mà vẫn còn bận một số công việc nên ông phải đợi tiếp. Đến khi thấy quá trưa, con gái ông mới gọi chồng: "Mình ơi, hãy để đó vào ăn cơm đi cho ông già ăn với." Nghe con gái nói thế, ông cảm thấy không được vui. Chiều hôm ấy và liên tiếp những ngày sau cũng vậy. Ông nghiệm ra rằng con gái ông chăm sóc cho chồng nó chứ không phải cho ông. Thì ra bây giờ nó coi cha nó chẳng ra cái quái gì. Nếu chồng nó không ăn thì có lẽ mình cũng phải ngồi nhịn đói. Ở chơi được ít ngày, thấy con gái không được vồn vã đầm thắm như xưa, ông liền từ giã vợ chồng nó mà đi đến nhà đứa khác xem sao. Lần này vừa đi, ông vừa lẩm bẩm: "Chắc thế nào những đứa sau cũng phải khác chứ. Chẳng lẽ đứa nào cũng như vậy cả sao? Vợ chồng ta trông cậy chúng nó, rồi đây sẽ chia nhau về phụng dưỡng một khi bố mẹ tuổi già kia mà." Nhưng khi đến nơi, ông thấy đứa thứ hai cũng chẳng khác gì đứa đầu. Nghe bố đến thăm cũng tiếp đãi, gọi lại cho tròn bổn phận, rồi lại loay hoay vào công việc nhà chồng, bỏ mặc ông chẳng chút quan tâm. Lần lượt ông đi thăm đủ 5 cô con gái yêu quý, nhưng chẳng đứa nào là không say mê với công việc của nó, chẳng đứa nào quan tâm chăm sóc đến ông như lúc còn ở nhà. Sau cùng ông chép miệng: "Vậy là con gái một khi bước về nhà chồng thì chẳng còn là con mình nữa, nó xem chồng trọng hơn bố mẹ nó nhiều." Nghĩ vậy,
nên ông quầy quả trở về. Ông tính lại thời gian thăm con, cả đi lẫn về còn ngắn hơn cả bà. Khi về, ông gọi vợ lại bàn rằng: "Thế là mấy đứa con gái có cũng như không, chẳng hy vọng gì vào chúng nó, đỡ đần mình tuổi già nữa rồi. Bây giờ bà để tôi đi kiếm một đứa con nuôi, đặng sau này nó săn sóc chúng mình, lúc mắt lòa chân chậm, bà nó nghĩ sao?" Vợ Phú Hộ trả lời: "Thôi ông ạ, đừng có đi mà mất công, lại nhọc xác. Con đẻ rứt ruột ra mà chúng không đoái hoài thì con nuôi có làm được gì?" Phú ông liền bảo: "Trên đời này có kẻ tốt người xấu, đâu phải ai cũng như ai, bà đừng ngại." "Được rồi, ông cứ đi đi, cố tìm một đứa con ngoan phụng dưỡng, mọi việc ở nhà mặc tôi lo liệu." Phú Hộ bèn đóng vai một ông già nghèo khó, rồi ra đi từ làng này đến làng khác, đến đâu ông cũng rao: "Ai mua cha không? Có ai mua cha thì ra mà mua, mua ta về làm cha chỉ mất 5 quan tiền thôi." Mọi người nghe ông già rao như vậy thì tưởng ông điên, có người còn vui miệng nói: "Mua lão ấy để về nhà mà hầu ư? Và để rồi đây lão ta 100 tuổi qua đời, có được đồng nào còn phải lo tống táng nữa sao? Thà là nuôi một người đầy tớ còn hơn." Tuy có nghe nhiều lời mỉa mai cười cợt, Phú ông vẫn không nản chí, vẫn đi hết xóm này đến ấp kia, miệng rao không ngớt: "Có ai mua cha không này?" Bấy giờ ở làng nọ có 2 vợ chồng một nông phu nghèo, nghe có người đi bán mình làm cha, chồng bảo vợ: "Hai vợ chồng mình mồ côi từ bé, chưa bao giờ được hưởng tình cha con, lại chưa có mụn con nào, thật là buồn. Thôi thì ta mua ông già này về thủ thỉ với nhau khuya sớm cho vui cửa vui nhà." Thấy vợ bằng lòng, anh chàng chạy ra đón ông già vào nhà và nói: "Ông định bán bao nhiêu tiền?" "5 quan không bớt." Anh chồng liền thưa: "Thú thật với ông, nhà tôi nghèo quá, muốn mua ông nhưng không sẵn tiền. Vậy ông ngồi chơi, để tôi bảo nhà tôi đi vay xem sao." Phú Hộ ngồi chờ hồi lâu, thấy chị vợ chạy đi một lát rồi lại quay về, nhưng số tiền vay được cùng với tiền nhà gom lại cũng chỉ có 2 quan. Anh chồng liền nói: "Thôi thì ông thông cảm cho, 2 ngày nữa mời ông trở lại, chúng tôi sẽ có đủ tiền." 2 ngày sau, vợ chồng anh nông phu trao tiền cho ông, mời ông vào nhà, cha cha con rất thân tình. Phú Hộ thấy đầu tóc người vợ bây giờ biến đi đâu mất, liền hỏi: "Này con ơi, tại sao đầu tóc của vợ con lại cắt cục đi như vậy?" Anh chồng tần ngần đáp: "Chẳng giấu gì cha, nhà con nghèo quá, không đủ tiền mua. Mà nếu không mua thì biết có dịp nào tốt hơn. Vì vậy vợ con phải cắt tóc đi bán mới có đủ số tiền 5 quan đó." Từ ngày có người cha nuôi, 2 vợ chồng nông phu tỏ ra rất niềm nở và chịu khó chăm sóc hầu hạ ông không biết mệt. Phú ông vẫn không cho biết gốc tích quê quán thật của mình, hằng ngày vẫn cứ ăn no ngủ kỹ, đôi lúc lại kêu ván đầu mỏi lưng, bắt họ phải xoa bóp hoặc tìm thầy chạy thuốc. Mặc dầu vậy, 2 vợ chồng vẫn cơm nước săn sóc không bê trễ. Cứ như vậy được vài tháng, nhà họ đã nghèo lại càng mạt thêm. 2 vợ chồng phải cố gắng làm thêm để nuôi cha, có bữa phải nhịn đói để nhường cơm cho ông già. Tình hình như vậy kéo dài nửa năm, nợ nần của vợ chồng họ chồng chất quá nhiều mà trong nhà tiền đã kiệt. Tuy vậy, họ vẫn không hề lộ vẻ mỏi mệt, cố làm vui lòng cha già. Một hôm, 2 vợ chồng ngủ dậy, đã thấy người cha nuôi khăn gói chỉnh tề.
Ông bảo họ: "Các con, hãy đốt cái nhà này rồi đi theo ta." Vợ chồng anh nông phu trố mắt nhìn nhau, tưởng ông phát điên. Nhưng sau đó lại thấy ông phú hộ dục bảo: "Làm con thì phải vâng theo cha mẹ, chớ có sai lời. Cha đã bảo các con đi theo cha kiếm ăn thì cứ việc đi, còn cái nhà này ọp ẹp chẳng đáng bao nhiêu, đừng tiếc nữa." Vợ chồng nghe thế thì biết ông nói thật, không dám cãi, đành nhặt nhạnh một vài món đồ buộc thành một gói rồi châm lửa đốt nhà. Đi theo ông già, họ thấy ông ban ngày lần hồi xin ăn, tối tối lại vào nhà người xin ngủ nhờ, họ vẫn vâng lời, không chút phân vân. Ba người đi xin ăn như thế được 5 ngày, cuối cùng đến trước một ngôi nhà ngói tường vôi, ông mới vui vẻ bảo họ: "Các con ơi, đã đến nhà ta rồi." Bà phú hộ bước ra cổng đón vào. Ông tươi cười bảo vợ: "Bà nó này, đây mới thật là con của chúng ta đấy." Bấy giờ vợ chồng anh nông phu mới ngớ người ra, biết được cha mẹ nuôi mình là một nhà giàu có. Phú hộ bảo anh nông phu lấy theo họ mình, và từ đó hai vợ chồng bước vào một cuộc đời sung sướng. Ít lâu sau, phú hộ lâm bệnh nặng, biết mình sắp gần đất xa trời, ông bèn làm tờ di chúc để phần lớn gia tài cho đứa con nuôi. Đoạn ông gọi vợ đến trăn trối rằng: "Sau khi tôi chết, bà nhớ đừng cho 5 đứa con gái biết tin đấy." Ông nói tiếp: "Nếu chúng nó có nghe ai mách mà về đây, chưa biết chừng tôi sẽ bứt nếu trỗi dậy cho mà coi. Việc để tang thì đứa con trai cứ theo cố tục cắt tóc, đội mũ, quấn rơm trên đầu để chứng tỏ mình chịu cực chịu khổ với cha mẹ thì thôi cũng được. Nhưng đứa con dâu thì bà bảo nó khỏi cắt tóc, vì tôi chưa bao giờ quên được cái việc nó đã hy sinh mái tóc dài của nó để mua cha. Vậy nó chỉ cần đội khăn tang là đủ." Nhưng khi khâm liệm cho chồng xong, bà phú hộ vì nặng lòng nên cũng cho người lén báo tin cho 5 đứa con gái biết. Khi chúng về, bà đón ở cổng, thuật lại lời trối của cha cho chúng nghe và bảo chúng đừng có vào nhà, kẻo có sự chẳng lành. 5 đứa con gái hối hận lắm, nhưng việc đã rồi, biết làm sao. Khi đưa linh cữu cha, chúng đòi đi đưa cho bằng được. Khuyên can còn mãi không xong, cuối cùng bà buộc lòng phải xé cho chúng ngoài khăn tang ra, còn thêm mỗi đứa 1 vuông vải cho chúng che mặt lại, để mong linh hồn bố chúng khỏi biết. Từ đó, người ta bắt chước để tang theo cách gia đình này đã làm. Con trai cắt tóc vành rơm, mũ mấn, dây lưng chuối như cổ tục. Con dâu được miễn cắt tóc, chỉ đội khăn tang, lại miễn cả che mặt. Còn con gái ngoài khăn tang còn có thêm 1 mảnh vải che mặt. Trong việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, chúng ta nên nhớ những điều cụ thể sau đây. Thứ nhất, hiếu dưỡng là cung cấp thuốc men, chỗ ở, vật ăn, thức uống. Thứ hai, hiếu hạnh là đối với cha mẹ phải giữ thái độ, hành vi, ứng xử, cung kính, lễ phép, nhẹ nhàng, mềm mỏng, lựa ý, lựa lời. Khi cha mẹ ốm đau bệnh tật, phải kiên nhẫn thuốc thang, chăm sóc, bồi dưỡng chu đáo, không được tỏ ra điều gì bất hiếu. Thứ ba, hiếu tâm là sự quan tâm, nghĩ ngợi hết lòng lo lắng một cách chân thành, chân thật, kính trọng đối với cha mẹ, biểu hiện mình là người con có hiếu thảo. Thứ tư, hiếu đạo là hướng dẫn cha mẹ quy y, giữ giới, ăn chay niệm Phật, làm lành lãnh dữ. Hơn nữa, tự thân mình đi xuất gia tu hành như gương hiếu của Đức Phật và Ngài Mục Kiền Liên, cứu giúp cha mẹ thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử. Chúng ta hãy ghi nhớ câu ca dao nói lên tất cả những niềm thiết tha của người con hiếu: công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta.
phận làm con phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Thứ tư, chữ hiếu trong kinh A Hàm và kinh Trường Bộ. Một, Phật dạy phàm làm con phải lấy những điều sau đây để kính thuận cha mẹ. A, cung phụng cha mẹ không để thiếu thốn, có nghĩa là những việc nặng nhọc cho đến việc bế em bầu cháu không nên giao cho cha mẹ. Bổn phận làm con là phải hết lòng chăm sóc lo cho cha mẹ từng miếng ăn giấc ngủ, tùy theo thời tiết mà may mặc cho cha mẹ được ấm áp mát mẻ. Ở trong nhà, ta phải chọn một căn phòng nào tốt nhất, sạch sẽ, mát mẻ, thanh tịnh và đầy đủ tiện nghi để cho cha mẹ tịnh dưỡng trong lúc tuổi già. Khi cha mẹ ốm đau, phải sớm thăm tối giếng, cơm cháo và lo chạy chữa thuốc thang mà không nể tốn hao tiền của. Đây là dịp tốt để tỏ lòng hiếu của mình đối với đấng sanh thành, dù công việc săn sóc đó có cực nhọc dơ bẩn hay tốn kém đến đâu, ta cũng phải lo cho chu toàn. Không nên có tâm tính toán so đo, để cho cha mẹ vừa lòng rồi ân cần an ủi giải khuây những nỗi đau đớn lo buồn. Hãy nhớ lại những ngày nào khi ta còn thơ dại, mỗi khi ấm tráng, cha mẹ đã tận tâm chạy thầy lo thuốc, chăm sóc cho ta đến quên ăn bỏ ngủ, cực khổ biết giường nào. Từ đó ta mới thấy được rằng báo hiếu cho cha mẹ là một bổn phận thiêng liêng, không ai có thể xem thường được. Người nào trốn tránh trách nhiệm đó là kẻ đáng khinh, không xứng đáng làm người sống trong xã hội. Trong việc chăm sóc cha mẹ lúc già cả đau yếu, chúng ta thấy có nhiều người con bỏ ra bạc triệu để lo cho cha mẹ một cách dễ dàng, nhưng có khi lại không chịu đựng được sự dơ dái, hôi hám, sự khó tánh la rầy, hoặc là lười biếng không chịu thức đêm để hầu hạ săn sóc cha mẹ. Chúng ta hãy xem qua tấm gương hiếu của Văn Đế. Truyện kể, một hôm Bạc Hậu đau yếu suốt 3 năm liền. Ngoài những buổi lâm triều, Văn Đế vẫn mặc long bào uy nghi đi vào tận bên giường mẹ đứng hầu, quên cả ăn ngủ, đêm ngày túc trực canh chừng, chờ đợi lời sai bảo của mẹ. Mỗi khi ngự y dâng thuốc chữa trị bệnh, Văn Đế đỡ lấy nếm thử trước, xem mùi vị như thế nào để chia sẻ nỗi khốn khổ cùng mẹ. Bà mẹ nhìn con thương xót khuyên rằng: trong cung thiếu gì người, con cho gọi cung nữ đến chăm sóc cho mẹ cũng được, con không nên vất vả vì mẹ như vậy. Nghe mẹ nói thế, ông quỳ xuống thưa rằng: mẹ bệnh mà con không tự mình chăm sóc cho mẹ được, chẳng may mẹ mất thì con đâu còn dịp để đền đáp công ơn của mẹ. Các quan trong triều và dân chúng biết Văn Đế là bậc hiếu tử, ai nấy đều noi gương theo. Nhờ vậy, người người trong nước đều giữ lòng hiếu thảo với cha mẹ, nên thiên hạ được thái bình thịnh trị. Tấm gương hiếu thảo của Văn Đế trong việc chăm sóc mẹ bệnh đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Hay là chuyện đời Đường, có ông Tăng Trực làm quan đến chức thái sử. Tuy làm quan chức cao, nhà có nhiều người hầu hạ, nhưng ông vẫn tự mình săn sóc và cung cấp những thứ cần dùng cho cha mẹ. Mặc dù việc làm đó có dơ bẩn thế nào, ông cũng chính tay lau rửa mà không bảo gia nhân làm. Hai chuyện trên cho chúng ta thấy Văn Đế và quan Tăng Trực muốn bao nhiêu người phụ giúp chăm sóc cho cha mẹ cũng được, nhưng tại sao quý ngài không làm như vậy mà tự tay mình chăm sóc cho cha mẹ? Một là để tỏ lòng tri ân báo ân, hai là làm cho cha mẹ được vui lòng. Trái lại, mướn người khác phục vụ cho cha mẹ thì đâu có tình nghĩa gì. Cho nên ngoài việc nhờ người phụ giúp ra, chúng ta còn phải quan tâm chăm sóc cha mẹ để tỏ lòng tri ân báo ân, nêu gương lành cho con cháu và tích lũy phước đức về sau.
phụng dưỡng cha mẹ còn sống được trọn vẹn, chúng ta tránh khỏi cảnh hối tiếc khi cha mẹ qua đời. Từ xưa đến nay, các bậc hiền trí từ vua quan cho đến hạng bình dân đều hết lòng chăm sóc khi cha mẹ bệnh hoạn. Chúng ta hãy xem tiếp tấm gương hiếu của Đinh Thường Lương chăm sóc người cha già mang bệnh nan y. Ông sinh vào thời Gia Khánh Triệu Thanh. Ông là người con rất chí hiếu. Mẹ ông mất sớm và không bao lâu người cha đột nhiên bị trúng gió bại liệt nửa thân. Thằng ơi, Đinh Thuận Lương mới 12 tuổi mà lâm vào hoàn cảnh mẹ mất, cha lâm trọng bệnh, gia đình lại nghèo. Ông lo cho cha xong lại phải ra làm việc kiếm tiền nuôi cha. Sau đó bệnh tình của người cha ngày càng nặng, bại liệt toàn thân. Từ đó về sau, hằng ngày ông không nể cực khổ dơ bẩn, đút cơm cho cha ăn, mặc quần áo, tắm rửa, giặt giũ, xoa bóp thuốc thang dọn dẹp. Khi rảnh, ông bế cha ra sân ngắm cảnh, phụng dưỡng cha hết sức chu đáo mà không nửa lời than thở. Công việc này kéo dài đến 16 năm dài, người cha mới qua đời. Đinh Thuật Lương đã để lại cho đời một tấm gương hiếu đối với người cha bệnh tật, đáng để cho chúng ta noi theo. Đó là những tấm gương hiếu bên Trung Quốc. Còn ở Việt Nam, vào năm 1825, An Thường công chúa mới lên 9 tuổi. Mẹ là bà mỹ nhân họ Nguyễn Thọ Bình. Công chúa vào cung hầu hạ thuốc men cho mẹ. Vào tiết vạng thọ, vua Minh Mạng cho các nội cung và các công chúa vào hầu tiệc. Bấy giờ có một viên quan chân yến, vua đem chia cho các công chúa, ai cũng ăn rất ngon miệng. Nhưng vua rất ngạc nhiên khi thấy công chúa An Thường cứ ngậm mà không chịu nuốt. Vua nhìn cười và dạy rằng: món này ngon lắm, lại hiếm có, chẳng những ngon mà còn bổ dưỡng nữa, con ăn không quen à? Công chúa An Thường quỳ xuống tâu: muôn tâu phụ hoàng, mẹ con bệnh nặng, ăn ngủ không ngon, hình sắc tiều tụy. Nghe nói món này bổ dưỡng, con muốn đem về dâng mẹ, nên con không nỡ nuốt, chứ nào phải ăn không quen. Vua nghe nói rất cảm kích, khen ngợi lòng hiếu thảo và phán: con cứ ăn, sẽ có phần ban cho mẹ con. Dứt lời, vua sai nữ quan đem một bát yến đến nội viện ban cho mẹ công chúa An Thường. Lòng hiếu thảo của công chúa An Thường đã làm cho Minh Mạng lưu ý đến bà mỹ nhân. Đây là gương hiếu của Việt Nam, đáng được coi là bài gia huấn rất thích hợp cho mọi nhà. Ngoài việc chăm sóc cha mẹ trong lúc bệnh hoạn ra, chúng ta còn phải tụng kinh, ăn chay niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh, lập công bồi đức để hồi hướng cho cha mẹ sớm được tiêu tai, giải nghiệp, tăng phước, tăng thọ. Nuôi cha mẹ khó hơn là nuôi con cháu. Phải hết lòng tôn kính dâng lời và nhỏ nhẹ, dịu dàng, chiều chuộng, không được nặng lời, phải thận trọng khi nói. Việc báo đáp công ơn cha mẹ cần phải kịp thời đúng lúc. Khi cha mẹ còn khỏe mạnh không bồi dưỡng, để đến khi bệnh nặng rồi, cho dù ta có dâng món ngon vật lạ quý giá đến đâu, cha mẹ cũng không thể dùng được. Có nhiều người thấy cũng lạ, cha mẹ mạnh khỏe không cho ăn, đến khi bệnh nặng mới đem đủ thứ thức ăn đến nói: dùng đi ba, ăn đi má. Ăn gì nổi mà ăn. Lại có người lo cho cha mẹ chút ít, lại sợ cha mẹ không dùng, đem cho con cháu và người ngoài. Với tâm niệm ích kỷ hẹp hòi như thế thì làm sao sanh ra phước đức? Muốn diệt trừ ý niệm đó, phải nghĩ thế này: ở đời có nhiều người còn dám đem bạc triệu ra bố thí, huống chi mình phụng dưỡng cha mẹ. Nếu cha mẹ xài không hết, cho con cháu hoặc người ngoài để tạo phước và gieo thiện cảm với lối xóm, đó cũng là điều tốt. Thậm chí có nhiều đứa con sau khi thấy cha mẹ bệnh nặng, chỉ lo được vài ngày rồi đâm ra mệt mỏi, uể oải, chán nản, bực bội, bỏ phế,
lại còn thốt ra những lời bất kính, hành động trái đạo như cắt tiền phụng dưỡng, thuốc men, mong sao cho cha mẹ mau chết để khỏi cực khổ, tốn hao tiền của. Chuyện đời càng nói càng thấy bất nhẫn. Viết đến đây tôi bỗng nhớ câu chuyện. Một hôm có một cô phụ nữ tới tịnh xá thỉnh quý sư đến nhà tụng kinh cầu an cho cha. Khi đến nơi, tôi nhìn thấy ông cụ nằm trên giường, trong tay nắm sắp giấy tiền vàng bạc và đồ tẩn liệm cho người chết để chung quanh ông cụ. Tôi nhìn thấy cảnh tượng thương tâm ấy, ngạc nhiên hỏi: "Ông cụ chưa chết sao lại làm vậy?" Cô con gái nói: "Cha con bệnh lâu rồi, chạy chữa đã nhiều nhưng không hết, cho nên con mới đi coi bói. Mấy ông thầy biểu phải làm như vậy và thỉnh quý sư đến tụng kinh thì cha con mới chết được." Quý Phật tử nên biết rằng tụng kinh là cho người bệnh được nghe lời kinh tiếng kệ mà an tâm niệm Phật để giải bớt ác nghiệp, chứ không phải tụng kinh cho người ta chết. Nếu tụng kinh để cầu cho người ta chết là có tội, bởi vì con kiến còn ham sống. Vậy mà có nhiều người không hiểu, cho nên họ hành động một cách mù quáng, làm việc trái đạo, vong ân, bội bạc, vô tình, bất nghĩa như thế, thì sớm muộn gì cũng bị quả báo. Lại nữa, trên đời có nhiều chuyện thật là buồn cười. Điển hình như có cô Phật tử đến tịnh xá than thở với quý sư: "Mẹ con bệnh, chữa trị đã lâu mà không hết, con nhờ quý sư đến nhà tụng kinh cầu an cho mẹ con." Quý sư đến nhà cô tụng kinh, cô cung kính xá bái, tiếp đón rất nồng hậu. Tụng đến ngày thứ ba, bệnh tình mẹ cô không thuyên giảm, cô vô cùng thất vọng nói: "Mấy ông sư này chắc là tu hành không có ra gì, cho nên tụng kinh không có linh." Chúng ta phải hiểu lời Phật dạy: tụng kinh, bố thí, phóng sinh là để giải bớt nghiệp chướng cho người bệnh phần nào. Nếu nói tụng kinh để cho người ta hết bệnh thì chẳng cần tu và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa. Điển hình như chuyện Đức Phật bị đau nhức thân mình là do trong tiền kiếp Ngài làm võ sĩ đánh đập kẻ khác. Lại có trường hợp cha mẹ bệnh nặng quá, bác sĩ cho thở bằng oxy để điều trị, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm lại càng trầm trọng hơn. Vì sợ tốn hao tiền của và quá mê tín, cho nên họ hỏi mấy ông thầy coi ngày giờ nào tốt để rút ống thở oxy ra, hoặc yêu cầu bác sĩ chích độc dược cho cha mẹ mau chết. Họ hành động độc ác như thế, lại còn biện hộ cho rằng: "Cha mẹ tôi bệnh hoạn, hành hạ xác thân đau khổ quá, cho nên tôi mới làm vậy, để cho cha mẹ tôi chết được nhẹ nhàng." Mới nghe thoáng qua thấy có lý, nhưng đặt trường hợp họ bị bệnh nặng, đang thở oxy, bất chợt có ai đó rút oxy ra không cho thở nữa, thử hỏi họ có chịu không, hay là tức giận chết trong uất hận. Chúng ta phải tin sâu lý nhân quả. Khi người thân trả hết ác nghiệp thì tự nhiên ra đi. Nếu trả chưa hết nghiệp mà rút ống thở và chích độc dược cho mau chết, một là phạm tội giết người, hai là làm cho người thân đầu thai trở lại, tiếp tục trả ác nghiệp. Cho nên trong kinh Đức Phật cấm không được hủy hoại thân thể. Điển hình như vào thời Đức Phật, một hôm Ngài thuyết về tính chất vô thường và bất tịnh của thân. Có một số vị khất sĩ sanh tâm nhàm chán thân thể rồi tự sát. Đức Phật biết được, liền cho triệu tập tất cả các vị khất sĩ lại. Ngài nói: "Này các vị, quán vô thường là để thấy được tự tánh của vạn pháp là không thật. Cho nên chúng ta đừng bao giờ để cho vạn pháp thao túng, làm cho ta khổ đau. Quán tính tan hoại của thân thể cũng nhằm mục đích ấy. Này các vị, người giải thoát là người không kẹt vào sự chán ghét. Tham đắm và chán ghét là những sợi dây ràng buộc. Người tự do là người vượt thoát cả tham đắm lẫn chán ghét. Do sự vượt thoát đó, người ấy an trú trong tịnh lạc. Các vị không hiểu được điều đó, đã tìm con đường dại dột bằng cách trốn chạy, để rồi phạm vào giới sát." Chưa hết,
Có một số người không hiểu gì về giáo lý nhà Phật. Gặp trường hợp trong gia đình có người thân bệnh nặng sắp chết, họ thỉnh quý sư đến tụng kinh cho mau chết. Quý sư đến tụng kinh ngày thứ nhất không chết, hôm sau họ liền giết heo, cúng tế quỷ thần, cầu cho người thân mau chết. Sát sanh hại vật, cầu đảo tinh tú, cúng kiến quỷ thần, để cho người thân mau chết, thì thật là vô minh, điên đảo, tà kiến, làm việc dại dột, phi pháp, độc ác, mà không hay chẳng biết. Hạng người như thế thì sớm muộn gì cũng lãnh lấy ác báo đau thương. Quý Phật tử thử nghĩ, lúc mình còn nhỏ bị bệnh hoạn, cha mẹ lo chạy chữa đủ thứ, không có cha mẹ nào mà lại mong cầu cho con mình mau chết. Tại sao đến khi cha mẹ già yếu bệnh hoạn, không lo điều trị để đền đáp, lại mong cho cha mẹ mau chết là sao? Cho nên người xưa bảo, nước mắt chảy xuống chứ không bao giờ chảy ngược lên. Nên có câu, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đó là lời thống trách những kẻ vong ân bội nghĩa mà ta thường gặp trong đời. Nếu người con có tâm địa độc ác đối với cha mẹ như thế nào, thì sau này con cháu nó sẽ trả lại như thế đó. Đúng như chuyện kể, thuở xưa có hai vợ chồng sinh được một cậu con trai đầu lòng, nên họ rất cưng, lúc nào cũng muốn lo cho con đầy đủ. Nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo, lại phải nuôi cha già. Một hôm, người vợ bàn với chồng rằng: cha này đã già cả, ăn không ngồi rồi, không làm được việc gì hết, lại còn sanh tính khó khăn. Anh nên chở cha vào rừng bỏ, để tiền nuôi con ăn học, sau này nó thành tài thì mình mới được nhờ. Nghe vợ nói như thế, nhưng vì thương cha nên anh không đành lòng làm như vậy. Thấy chồng làm ngơ, người vợ liền nói: nếu mà anh không có giải quyết chuyện của cha, em sẽ bỏ nhà ra đi cho anh vừa lòng á. Nghe vợ nói mãi, anh ta xiêu lòng mới đi mua gỗ về đóng xe để chở cha vào rừng bỏ. Đứa con thấy thế tưởng đâu bố đóng xe cho mình chơi, nên hỏi: Bố đóng xe làm gì vậy? Này con à, ông nội nay đã già cả, lú lẫn ăn uống đổ tháo, đụng đâu tiểu dãy đó, nên bố đóng xe để đẩy ông nội vào rừng bỏ. Bố ơi, bố bỏ ông nội rồi, nhớ đem xe về cho con nha. Đem về chi vậy con? Để khi nào bố già đó, con sẽ chở bố vào rừng con bỏ, giống như là bố chở ông nội vậy. Nghe con nói thế, anh chợt thức tỉnh, tự nghĩ nếu mình bất hiếu với cha thì sau này phải trả cái quả đó. Nên anh ta bảo: bố chỉ nói chơi, con đừng làm như vậy tội lắm. Bố đóng xe là để chiều chiều đẩy ông nội đi dạo mát vui vui vẻ, mạnh khỏe sống lâu với bố con mình. Vậy thì con sẽ giữ chiếc xe này lại, để sau này bố già rồi cái con chở bố đi chơi. Sau đó anh đến nói với vợ: nếu nàng nhận thấy ở được thì cùng ta lo trả hiếu, bằng không cứ tùy tiện ra đi. Người vợ sợ chồng đuổi, nên từ đó về sau không dám khởi ác ý với cha chồng nữa. Chuyện trên cho chúng ta thấy, trong cuộc sống, cho dù cha mẹ chúng ta có điều gì quá đáng không như ý ta, bổn phận làm con trai không thể vì sợ những vụ đụng chạm giữa vợ và cha mẹ xảy ra nhiều lần mà từ bỏ cha mẹ. Quý vị nên biết, con cái thường bị ảnh hưởng sâu sắc từ những hành vi ứng xử của cha mẹ. Vì vậy, gia đình hòa thuận, cha mẹ hiếu thảo với ông bà là tấm gương tốt cho con cháu noi theo. Người đời thường bảo, thuận vợ thuận chồng, tác biển Đông cũng cạn. Khi vợ chồng hòa thuận sẽ làm nhiều điều hữu ích. Do đó, chẳng những tạo được một gia đình hạnh phúc mà còn khiến cho cha mẹ vui lòng. Nhờ thế, được người đời tán dương khen ngợi. Em thì đi cấy ruộng đông, anh thì cắt lúa để chung một nhà, đem về phụng dưỡng mẹ cha, muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền. Sách Nho có câu: thân ký bất thảo, tử hà hiếu viên,
nghĩa là mình không thảo, con nào thảo lại. Ở đời, có nhiều đứa con tuy lo cho cha mẹ được đầy đủ về vật chất, nhưng nếu cha mẹ nói trái ý một chút là nạt nộ. Cho nên, trong kinh Tạp Bảo Tạng Đức Phật dạy, làm con đối với cha mẹ đem chút lễ mọn cúng dường thì được phước vô lượng. Trái lại làm ít điều bất thiện đối với cha mẹ, tội cũng vô lượng. Xin nhớ một điều là việc báo hiếu cho cha mẹ lúc còn sinh tiền mới là cần thiết và có ý nghĩa. Đến khi cha mẹ qua đời, dù ta có làm mâm cao cổ đầy để cúng kiếng, báo hiếu theo cách đó chỉ là để dối lòng, dối người mà thôi. Cổ đức cũng vậy, nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, không làm để ở hung hăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhượng biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì cho xong. Mẹ cha là người trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Dường linh đơm quải mới là, nuôi cha dưỡng mẹ, thật thà con ngoan. Trong việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, con cái cần có kế hoạch giúp đỡ cha mẹ khi tuổi già, cũng như lúc cha mẹ đau yếu. Con trai con gái lớn như chim đầu đàn, phải nêu gương chăm sóc và phân chia công việc cho các em và vợ con thay phiên nhau hầu hạ cha mẹ. Nhất là phải quan tâm đến việc ăn uống của cha mẹ. Mỗi bữa ăn nên dọn riêng cho cha mẹ, vì con cháu ăn uống ồn ào ồ ạt sẽ làm cho cha mẹ không hài lòng lắm. Thỉnh thoảng ta nên xem lại công việc mà ta chỉ bảo các em và vợ con chăm sóc cha mẹ có được thực hiện hay không. Phải thường xuyên nhắc nhở kẻo họ bê trễ. Nếu ta bận rộn nhiều công việc xã hội hoặc đồng án, tất nhiên ít có thời gian chăm sóc cha mẹ. Nhưng không vì vậy mà ta để mặc cho vợ con lo cho cha mẹ đói no, bệnh hoạn gì ta cũng chẳng quan tâm đến. Làm người mà ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, không nghĩ đến người khác, khi có chuyện gì thì tự mình lo lấy, không ai ngó ngàng đến. Cho nên cha mẹ phải hết lòng lo lắng cho con cái phải quan tâm chăm sóc cha mẹ, đùm bọc yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, thì gia đình đó sẽ được hạnh phúc yên vui. Tóm lại, muốn giữ được lòng hiếu kính với ông bà cha mẹ, căn bản tối thiểu là phải làm những điều sau đây. Thứ nhất, lưu ý chăm sóc sức khỏe, thăm viếng mỗi ngày, lo miếng ăn, thức uống, áo quần, thuốc men đầy đủ. Thứ hai, nếu không lo được như vậy thì lo chu cấp tiền bạc cho ông bà cha mẹ không bị thiếu thốn, tự mua sắm các nhu cầu. Thứ ba, tạo nguồn vui giải trí, tốt nhất là tạo cơ hội cho ông bà cha mẹ đi đó đây, thanh thản tinh thần. Đây là cách dưỡng sinh tốt nhất. Thứ tư, đừng bao giờ để ông bà cha mẹ lo lắng, buồn lòng. Thứ năm, đáp ứng những yêu cầu mong ước của ông bà cha mẹ. Thứ sáu, đừng để ông bà cha mẹ cô đơn trong bệnh viện. Thứ bảy, đi thưa, về phải trình, để cho ông bà cha mẹ luôn luôn được yên tâm. Thứ tám, có điều gì vui và thành đạt, kết quả tốt đẹp bất ngờ, nên báo tin liền, để ông bà cha mẹ cùng vui. Thứ chín, tạo điều kiện cho ông bà cha mẹ phát triển về mặt phước đức và tâm linh. Đây là điều mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Được như thế mới xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, biết làm tròn đạo hiếu để cho cha mẹ vui vẻ và hãnh diện với đời. Cao Văn Càn. B. Phàm làm việc gì trước phải lễ phép thưa hỏi cho cha mẹ biết. Có nghĩa là phàm đi đâu và làm việc gì, trước phải thưa hỏi cha mẹ. Lời Phật dạy như thế, vậy mà có nhiều người ý mình thông minh lanh lợi, xem thường cha mẹ, muốn đi đâu làm gì tùy ý, không trình cho cha mẹ biết. Lễ nghĩa là giềng mối của đạo đức, đi thưa về trình
sẽ làm cho cha mẹ hoan hỷ. Và nếu có ai hỏi cha mẹ biết để trả lời cho người ta rõ, hoặc có chuyện gì bất trắc xảy ra mình không về được, cha mẹ biết chỗ đi tìm. Nên làm con, đi đâu hoặc có quan hệ với ai, làm việc gì, chúng ta cũng phải trình bạch rõ ràng giờ giấc đúng hẹn để cha mẹ khỏi đợi chờ. Trong công việc đi lại làm ăn, đừng để ảnh hưởng không tốt đến gia đình. Đó là người con có hiếu. Hơn nữa, cha mẹ là người đi trước có kinh nghiệm sống hơn mình. Nên phàm làm con đi đâu hay làm việc gì, nên hỏi ý kiến cha mẹ để tránh những thiệt hại về sau. Hễ làm con thì đi phải thưa, khi về phải trình cho cha mẹ biết. Đi chơi phải chọn bạn tốt, phải học tập cho có nghề nghiệp, lúc nói năng không được xưng mình là lớn. Khúc lễ. Lễ phép với cha mẹ chính là sự thể hiện lòng hiếu thảo. Có người cho là không quen khi tập nói một câu tử tế với cha mẹ. Người ta cho rằng câu nói "Thưa mẹ, cho phép con ra ngoài một tí." Câu nói như thế là khách sáo và quá cổ lệ. Người ta sống không có nề nếp từ bé, chưa quen câu nói trên, nên cho là khách sáo hay cổ lệ đó thôi. Nếu ta công nhận rằng cha mẹ là bậc bề trên hết, thì khi nói năng với cha mẹ, sự lễ nghĩa phải đặt lên hàng đầu. Người già thường hay nghĩ ngợi, có khi chỉ vì câu nói vô tình của ta đã khiến cho cha mẹ tủi lòng. Làm con hiếu thảo, chắc ta đâu muốn để cho cha mẹ buồn phiền. Có nhiều đứa con nói chuyện với cha mẹ bằng những từ cọc lóc như không, có, ừ, phải. Tại sao ta không nói bằng những câu thông thường tế nhị như dạ, con xin mời ba má dùng cơm, hoặc thưa mẹ, cho phép con ra phố một tí mẹ nhé, hay là thưa cha mẹ, con đi học về. Những câu nói rất thông thường trong phép gọi dạ, bảo, vân. Ta đừng bao giờ nói trống không, vì có khi nào ta dám nói một câu cọc lóc trống không với cô hoặc thầy giáo hay những bậc trưởng thượng đáng tôn kính. Vì vậy, đối với cha mẹ, ta càng phải giữ lễ hơn. Tóm lại, muốn cho cha mẹ an tâm vui vẻ, đạo làm con đi thưa về trình, làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến cha mẹ trước. Đó là người con có đức khiêm tốn, biết kính trọng cha mẹ vậy. Con cái khôn ngoan, dễ dàng cha mẹ. Tục ngữ. C. Cha mẹ làm việc lành và chỉ dạy mình những điều hay lẽ phải, không được ngăn cản, chống bán. Có nghĩa là khi thấy cha mẹ phát tâm cúng dường, bố thí, phóng sanh, mình không nên vì thành kiến hay vì tính keo kiệt ngăn cản, mà phải hết lòng hỗ trợ cho cha mẹ được toại nguyện, để vun trồng phước đức về sau. Kế đến, mình còn phải cung kính, lễ phép, nói năng khiêm tốn, không được hỗn hào, quên quang, không được vì tính hiếu kỳ, nông nổi, làm trái ý nghịch lòng, khiến cha mẹ buồn phiền. Chỉ cần nhỏ nhẹ và biết vâng lời thôi, cha mẹ cũng vui sướng lắm rồi. Bởi vì bổn phận làm con, phải biết giữ gìn đạo nghĩa, luôn luôn thận trọng trong mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm. Đối với cha mẹ, phải hết lòng kính thương, không bao giờ làm ngược lại ý muốn của cha mẹ, để sau này khỏi phải ăn năn hối hận. Trong kinh Tâm Địa Quán, Phật bảo rằng, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào biết nghe theo lời dạy của Bi Mẫu và thừa nhận không trái, thời được chư thiên gia hộ, phúc lạc vô biên. Ai hiếu dưỡng cha mẹ, kính trọng bậc gia trưởng, nói những lời nhu hòa, từ bỏ lời hai lưỡi, chế ngự lòng sang tham, là con người chân thật, nhiếp phục được phẫn nộ. Với con người như vậy, chư thiên tam thập tam gọi là bậc chân nhân. Về
phải giữ gìn truyền thống gia đình và bảo vệ tài sản của cha mẹ. Cha mẹ vất vả ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, đổ mồ hôi công sức làm ra của cải để lại cho con. Vậy mà có nhiều đứa con khi lớn lên không lo phụng dưỡng cha mẹ, chẳng làm tròn bổn phận, lại còn phá hoại tài sản và những truyền thống tốt đẹp, như lập bè kết đảng, ý mạnh hiếp yếu, hung hăng bạo ngược, chửi rủa đánh đập, đâm thuê chém mướn, và đam mê rượu chè cờ bạc, gian xảo trộm cướp, kết quả bị tù tội. Nỗi khổ của cha mẹ là buồn rầu, lo lắng, thăm nuôi, làm nhục nhã cha mẹ, gia đình dòng họ, để cho miệng thế chê cười. Đó gọi là bất hiếu. Theo thế tục có 5 tội bất hiếu là: tay chân lười biếng, không đói hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ là một tội bất hiếu. Mê cờ bạc rượu chè, không đói hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ là 2 tội bất hiếu. Ham tiền tài của cải, tôm góp cho vợ con, không đói hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ là 3 tội bất hiếu. Chạy theo ham muốn của tai mắt, hành động bất chánh làm cho cha mẹ mang nhục là 4 tội bất hiếu. Ỷ sức cậy tài, đua tranh hung hăng đánh lộn làm liên lụy đến cha mẹ là 5 tội bất hiếu. Mạnh Tử. Ngày xưa chúng ta đã biết bao lần làm khổ mẹ cha, giờ đây hãy chắp 2 tay lên trán, quỳ dưới chân cha mẹ ăn năn sám hối, thành tâm đảnh lễ để tỏ lòng tôn kính, cầu xin cha mẹ tha thứ những lỗi lầm dụng dại của con. Xin cha mẹ nhận lại lòng con hiếu, đã bao lần làm cha khổ ngày xưa, đã bao lần mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lại cũng chưa vừa ơn ấy. Nói chung, con trai muốn cho cha mẹ vui lòng thì phải tránh xa rượu chè, cờ bạc, hút chích, chớ giao du với bạn xấu và không la cà bê tha. Nên quyết tâm cao trong việc học tập, trì trí tiến bước trên đường sự nghiệp. Con gái phải sống sao cho cha mẹ hài lòng. Là con gái, bao giờ cũng phải rèn đức tính thùy mị, nết na đầm thấm, công dung ngôn hạnh, tránh ngồi lê đôi mắt nói chuyện thị phi, không nên rong chơi nhảy nhót, nói năng phải nhỏ nhẹ, đi đứng trang nghiêm, giữ gìn phẩm hạnh, đừng để mang tiếng là mất nết. Vì vậy, người con phải luôn hiếu thảo, cần mẫn siêng năng làm việc lương thiện, giữ mình trong mọi hành động, đừng để người đời khinh khi, cho ta là kẻ xấu xa, vô giáo dục, làm phương hại đến thanh danh của cha mẹ, mà phải chăm học, chăm làm, lưu danh thơm tiếng tốt cho gia đình. Người con như thế là biết bảo vệ danh dự và tài sản của cha mẹ, mỗi ngày càng thêm hưng thịnh, tốt đẹp. Quý Phật tử nên biết, cha mẹ sinh ra con, lúc nào cũng hy vọng sau này con lớn lên có hiếu và phụ giúp với mình để xây dựng gia đình. Vì vậy, người con cần phải làm tròn bổn phận của mình, đừng để cha mẹ phải thất vọng. Có nhiều đứa con chẳng những không lo bảo vệ tài sản của cha mẹ, mà còn mong chờ cho cha mẹ mất để phân chia tài sản, thậm chí còn bán luôn nhà thờ tổ tiên ông bà, làm cho mất đi di tích thiêng liêng của ông cha để lại, làm cho miệng thế chê cười. Thật là chua xót cho người quá cố. Trong kinh Puttasutta, Đức Phật dạy: cha mẹ mong cầu nơi con 5 điều. Thứ nhất, người con mà chúng ta nuôi dưỡng, về sau ta già, nó sẽ phụng dưỡng lại chúng ta. Thứ hai, người con sẽ lo giúp công việc của chúng ta. Thứ ba, người con sẽ nối dòng dõi của tổ tiên. Thứ tư, người con sẽ thừa hưởng và bảo vệ của cải sự nghiệp của chúng ta. Thứ năm, khi chúng ta qua đời,
các con lo làm phước thiện hồi hướng đến chúng ta. Đó là điều hy vọng của cha mẹ, mà người con phải làm tròn bổn phận để cho cha mẹ được toại nguyện, dù cha mẹ còn sống hay đã qua đời. Đã sinh ra kiếp con người, trai thời trung hiếu ai ơi cho tròn, gái thời giữ hạnh lòng son, sớm hôm gìn giữ kẻo còn chút sai. Đi, khi cha mẹ qua đời phải lo tang lễ. Qua lời Phật dạy, bổn phận làm con khi cha mẹ mất phải lo quan tài, tống táng, tuần thất, dỗ quải để duy trì truyền thống ông bà tổ tiên. Khi cha mẹ mình mất, nhưng những giọt máu và hình ảnh của cha mẹ còn để lại trên thế gian này, đó là anh chị em của mình. Đừng vì quyền lợi rồi tranh giành đấu đá lẫn nhau, mà phải hết lòng thương yêu. Người giàu thì đùm bọc giúp đỡ cho người nghèo, người nghèo thì cố gắng tiến lên và đồng tâm hiệp lực hướng về Tam Bảo quy y, giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh, tu tạo phước lành để hồi hướng đến hương linh cha mẹ, sớm được nhẹ nhàng siêu sanh tịnh độ. Có như thế mới xứng đáng là người con chí hiếu trong giáo pháp Phật Đà. Tại sao khi cha mẹ qua đời chúng ta phải tạo phước? Vì lúc mình còn nhỏ, cha mẹ muốn cho con ăn ngon mặc đẹp, khỏe mạnh mau lớn, thì phải đập đầu con cá, cắt cổ con gà, thậm chí tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi. Vì thương con mà cha mẹ tạo lắm lỗi lầm. Cho nên khi cha mẹ từ trần, người con phải hiểu điều đó, không nên sát sanh hại vật để lo tang chế, tuần thất, dỗ quải. Vì làm như thế, vong linh cha mẹ chẳng những không được siêu thoát mà còn bị đọa ba đường dữ. Như vào thời Đức Phật, một hôm Ngài cùng A Nan đi dọc bên bờ sông Hằng, chợt thấy có 300 ngạ quỷ vừa đi vừa vui mừng ca hát. Tiếp theo lại có 300 ngạ quỷ đói khát, vừa đi vừa kêu khóc thảm thiết. A Nan kinh ngạc hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao cũng đều là ngạ quỷ mà bọn kia thì ca hát, bọn này lại khóc la? Đức Phật bảo: Này A Nan, bọn quỷ ca hát là vì chúng sắp được sanh thiên, do nhờ con cháu của chúng biết lo tu phước, trì trai giữ giới. Còn bọn quỷ khóc la là vì chúng sắp bị đọa địa ngục bởi con cháu sát sanh, hại mạng để cúng tế, tuần thất, dỗ quải cho họ. Qua chuyện trên, Phật nhắc nhở chúng ta không nên sát sanh hại vật, cúng tế rồi tổ chức ăn uống thù tạc theo thế gian. Đó là gây thêm nợ nần oan nghiệt cho cha mẹ, càng thêm đau khổ, hoàn toàn không có ích lợi gì. Bởi thế, khi ông bà cha mẹ mất, chúng ta phải cúng chay và cố gắng lập công bồi đức để hóa giải bớt oan nghiệp cho cha mẹ, được tiêu diêu nơi nhãn cảnh. Người thời xưa, khi cha mẹ mất, các con ăn chay nằm đất, giữ mồ 3 năm, thân thể tóc râu không cạo, ăn mặc thô sơ, chẳng biết sự vui, không nếm mùi rượu. Lúc đám tang tuần thất dỗ quải, trong nhà im lặng trang nghiêm, tưởng niệm nhắc nhở công lao cha mẹ, người người bùi ngùi tất dạ, hằng ngày thành kính cúng kiến lễ bái chẳng quên. Có đâu như ngày nay, mãn tưởng lo chơi, trống kèn đàn hát, sát sanh cúng tế, ăn uống say sưa, trái lời Phật dạy. Thật tủi cho lòng người quá giản. Nên nhớ, những gì không đúng tinh thần giáo lý nhà Phật thì chúng ta chớ làm, như là đốt giấy tiền vàng bạc, nhà binh khí, sát sanh cúng tế. Hãy để tiền lãng phí đó mà bố thí cho những người bệnh hoạn, nghèo nàn, lang thang đói rách, để hồi hướng đến hương linh người quá giảng, thì cả kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích.
Ngày xưa, có vợ chồng nhà phú hộ nọ sinh được 5 người con gái. Nhà giàu nhưng lại không có con trai, nên bao nhiêu tình thương họ đều dồn vào những cô con gái. Lần lượt 5 cô lớn lên, ai nấy đều lập gia đình và đi ở riêng. Vì các cô lấy chồng xa nên hai ông bà phú hộ cảm thấy nhớ con quá. Một hôm, bà bảo chồng: "Sắp tới, ông chịu khó trong nhà cửa cho tôi đi thăm chúng một lượt. Sau đó, tôi lại về trong để ông đi." "Phải đó," ông đáp, "nhưng bà phải đi nhanh nhanh lên mới được, đừng bắt tôi đợi lâu." "Không được đâu, tôi tính ở lại với các con, đứa nào ít nhất cũng 1 tháng, 5 đứa vị chì là 5 tháng, còn đi đường cũng độ vài 30 ngày, như vậy cũng mất ngót nửa năm rồi ông ạ." "À, thôi được, thế thì bà nó đi đi, bà nhớ đừng để cho đứa nào quấn quýt quá, rồi ăn dầm nằm về ở đó, làm cho tôi mỏi mòn trông đợi." Rồi người vợ cùng con hầu ra đi. Nhưng chỉ được vài tháng đã thấy bà trở về vẻ mặt buồn xo. Thấy thế, ông liền hỏi dồn: "Cần cớ làm sao mà bà về nhanh như vậy? Có gặp điều gì khó khăn dọc đường hay không mà vẻ mặt bà không được vui?" Bà phú hộ đáp: "Chẳng có gì hết, tôi vẫn bình yên, chúng nó đều mạnh khỏe cả. Tôi về sớm là vì tôi muốn ông khỏi trông, ông cứ đi một lần cho biết." Thấy vợ nói úp úp mở mở, ông phú hộ chẳng hiểu gì nên cuối cùng cũng sắm sửa hành lý ra đi. Ông ghé thăm nhà người con gái thứ nhất, chàng rể tiếp đón niềm nở làm ông hài lòng. Nhưng con gái ông lại không được như thế, nó chỉ chuyện trò giả lả được đôi câu rồi quay vào công việc của nó. Đến khi chồng nó ra đồng trông coi thợ cày cấy thì con gái ông lúi húi lo việc bếp núc, cha con chẳng có dịp chuyện trò. Mãi đến gần trưa, ông cảm thấy bụng đói cồn cào, định bảo nó dọn cho mình ăn trước như khi còn ở nhà, nhưng rồi lại nghĩ thầm: "Để xem nó đối đãi với cha nó ra sao cho biết." Ông thấy con gái chờ chồng về mới dọn cơm ra. Chàng rể của ông lúc ấy tuy đã về rồi mà vẫn còn bận một số công việc nên ông phải đợi tiếp. Đến khi thấy quá trưa, con gái ông mới gọi chồng: "Mình ơi, hãy để đó vào ăn cơm đi cho ông già ăn với." Nghe con gái nói thế, ông cảm thấy không được vui. Chiều hôm ấy và liên tiếp những ngày sau cũng vậy. Ông nghiệm ra rằng con gái ông chăm sóc cho chồng nó chứ không phải cho ông. Thì ra bây giờ nó coi cha nó chẳng ra cái quái gì. Nếu chồng nó không ăn thì có lẽ mình cũng phải ngồi nhịn đói. Ở chơi được ít ngày, thấy con gái không được vồn vã đầm thắm như xưa, ông liền từ giã vợ chồng nó mà đi đến nhà đứa khác xem sao. Lần này vừa đi, ông vừa lẩm bẩm: "Chắc thế nào những đứa sau cũng phải khác chứ, chẳng lẽ đứa nào cũng như vậy cả sao? Vợ chồng ta trông cậy chúng nó, rồi đây sẽ chia nhau về phụng dưỡng một khi bố mẹ tuổi già kia mà." Nhưng khi đến nơi, ông thấy đứa thứ hai cũng chẳng khác gì đứa đầu. Nghe bố đến thăm cũng tiếp đãi, gọi là cho tròn bổn phận, rồi lại loay hoay vào công việc nhà chồng, bỏ mặc ông chẳng chút quan tâm. Lần lượt ông đi thăm đủ 5 cô con gái yêu quý, nhưng chẳng đứa nào là không say mê với công việc của nó, chẳng đứa nào quan tâm chăm sóc đến ông như lúc còn ở nhà. Sau cùng ông chép miệng: "Vậy là con gái một khi bước về nhà chồng thì chẳng còn là con mình nữa, nó xem chồng trọng hơn bố mẹ nó nhiều." Nghĩ vậy,
nên ông quầy quả trở về. Ông tính lại thời gian thăm con, cả đi lẫn về còn ngắn hơn cả bà. Khi về, ông gọi vợ lại bàn rằng: "Thế là mấy đứa con gái có cũng như không, chẳng hy vọng gì vào chúng nó, đỡ đần mình tuổi già nữa rồi. Bây giờ bà để tôi đi kiếm một đứa con nuôi, đặng sau này nó săn sóc chúng mình, lúc mắt lòa chân chậm, bà nó nghĩ sao?" Vợ Phú Hộ trả lời: "Thôi ông ạ, à, đừng có đi mà mất công, lại nhọc xác. Con đẻ rứt ruột ra mà chúng không đoái hoài thì con nuôi có làm được gì?" Phú ông liền bảo: "Trên đời này có kẻ tốt người xấu, đâu phải ai cũng như ai, bà đừng ngại." "Được rồi, ông cứ đi đi, cố tìm một đứa con ngoan phụng dưỡng, mọi việc ở nhà mặc tôi lo liệu." Phú Hộ bèn đóng vai một ông già nghèo khó, rồi ra đi từ làng này đến làng khác, đến đâu ông cũng rao: "Ai mua cha không? Có ai mua cha thì ra mà mua, mua ta về làm cha chỉ mất 5 quan tiền thôi." Mọi người nghe ông già rao như vậy thì tưởng ông điên, có người còn vui miệng nói: "Mua lão ấy để về nhà mà hầu ư? Và để rồi đây lão ta 100 tuổi qua đời, có được đồng nào còn phải lo tống táng nữa sao? Thà là nuôi một người đầy tớ còn hơn." Tuy có nghe nhiều lời mỉa mai cười cợt, Phú ông vẫn không nản chí, vẫn đi hết xóm này đến ấp kia, miệng rao không ngớt: "Có ai mua cha không này?" Bấy giờ ở làng nọ có 2 vợ chồng một nông phu nghèo, nghe có người đi bán mình làm cha, chồng bảo vợ: "Hai vợ chồng mình mồ côi từ bé, chưa bao giờ được hưởng tình cha con, lại chưa có mụn con nào, thật là buồn. Thôi thì ta mua ông già này về thủ thỉ với nhau khuya sớm cho vui cửa vui nhà." Thấy vợ bằng lòng, anh chàng chạy ra đón ông già vào nhà và nói: "Ông định bán bao nhiêu tiền?" "5 quan không bớt." Anh chồng liền thưa: "Thú thật với ông, nhà tôi nghèo quá, muốn mua ông nhưng không sẵn tiền. Vậy ông ngồi chơi, để tôi bảo nhà tôi đi vay xem sao." Phú Hộ ngồi chờ hồi lâu, thấy chị vợ chạy đi một lát rồi lại quay về, nhưng số tiền vay được cùng với tiền nhà gom lại cũng chỉ có 2 quan. Anh chồng liền nói: "Thôi thì ông thông cảm cho, 2 ngày nữa mời ông trở lại, chúng tôi sẽ có đủ tiền." 2 ngày sau, vợ chồng anh nông phu trao tiền cho ông, mời ông vào nhà, cha cha con rất thân tình. Phú Hộ thấy đầu tóc người vợ bây giờ biến đi đâu mất, liền hỏi: "Này con ơi, tại sao đầu tóc của vợ con lại cắt cục đi như vậy?" Anh chồng tần ngần đáp: "Chẳng giấu gì cha, nhà con nghèo quá, không đủ tiền mua. Mà nếu không mua thì biết có dịp nào tốt hơn. Vì vậy vợ con phải cắt tóc đi bán mới có đủ số tiền 5 quan đó." Từ ngày có người cha nuôi, 2 vợ chồng nông phu tỏ ra rất niềm nở và chịu khó chăm sóc hầu hạ ông không biết mệt. Phú ông vẫn không cho biết gốc tích quê quán thật của mình, hằng ngày vẫn cứ ăn no ngủ kỹ, đôi lúc lại kêu ván đầu mỏi lưng, bắt họ phải xoa bóp hoặc tìm thầy chạy thuốc. Mặc dầu vậy, 2 vợ chồng vẫn cơm nước săn sóc không bê trễ. Cứ như vậy được vài tháng, nhà họ đã nghèo lại càng mạt thêm. 2 vợ chồng phải cố gắng làm thêm để nuôi cha, có bữa phải nhịn đói để nhường cơm cho ông già. Tình hình như vậy kéo dài nửa năm, nợ nần của vợ chồng họ chồng chất quá nhiều mà trong nhà tiền đã kiệt. Tuy vậy, họ vẫn không hề lộ vẻ mỏi mệt, cố làm vui lòng cha già. Một hôm, 2 vợ chồng ngủ dậy, đã thấy người cha nuôi khăn gói chỉnh tề.
Ông bảo họ: "Các con hãy đốt cái nhà này rồi đi theo ta." Vợ chồng anh ông phu trố mắt nhìn nhau, tưởng ông phát điên. Nhưng sau đó lại thấy ông phú hộ dục bảo: "Làm con thì phải vâng theo cha mẹ, chớ có sai lời. Cha đã bảo các con đi theo cha kiếm ăn thì cứ việc đi, còn cái nhà này ọp ẹp chẳng đáng bao nhiêu, đừng tiếc nữa." Vợ chồng nghe thế thì biết ông nói thật, không dám cãi, đành nhặt nhạnh một vài món đồ buộc thành một gói rồi châm lửa đốt nhà. Đi theo ông già, họ thấy ông ban ngày lần hồi xin ăn, tối tối lại vào nhà người xin ngủ nhờ. Họ vẫn vâng lời, không chút phân vân. Ba người đi xin ăn như thế được 5 ngày. Cuối cùng, đến trước một ngôi nhà ngói tường vôi, ông mới vui vẻ bảo họ: "Các con ơi, đã đến nhà ta rồi." Bà phú hộ bước ra cổng đón vào. Ông tươi cười bảo vợ: "Bà nó này, đây mới thật là con của chúng ta đấy." Bấy giờ, vợ chồng anh ông phu mới ngớ người ra, biết được cha mẹ nuôi mình là một nhà giàu có. Phú hộ bảo anh ông phu lấy theo họ mình, và từ đó hai vợ chồng bước vào một cuộc đời sung sướng. Ít lâu sau, phú hộ lâm bệnh nặng, biết mình sắp gần đất, xa trời. Ông bèn làm tờ di chúc để phần lớn gia tài cho đứa con nuôi. Đoạn ông gọi vợ đến trăn trối rằng: "Sau khi tôi chết, bà nhớ đừng cho 5 đứa con gái biết tin đấy." Ông nói tiếp: "Nếu chúng nó có nghe ai mách mà về đây, chưa biết chừng tôi sẽ bứt nếu trỗi dậy cho mà coi. Việc để tang thì đứa con trai cứ theo cố tục cắt tóc, đội mũ, quấn rơm trên đầu để chứng tỏ mình chịu cực chịu khổ với cha mẹ thì thôi cũng được. Nhưng đứa con dâu thì bà bảo nó khỏi cắt tóc, vì tôi chưa bao giờ quên được cái việc nó đã hy sinh mái tóc dài của nó để mua cha. Vậy nó chỉ cần đội khăn tang là đủ." Nhưng khi khâm liệm cho chồng xong, bà phú hộ vì nặng lòng nên cũng cho người lén báo tin cho 5 đứa con gái biết. Khi chúng về, bà đón ở cổng, thuật lại lời trối của cha cho chúng nghe và bảo chúng đừng có vào nhà, kẻo có sự chẳng lành. 5 đứa con gái hối hận lắm, nhưng việc đã rồi, biết làm sao. Khi đưa linh cữu cha, chúng đòi đi đưa cho bằng được. Khuyên can còn mãi không xong, cuối cùng bà buộc lòng phải xé cho chúng ngoài khăn tang ra, còn thêm mỗi đứa 1 vuông vải cho chúng che mặt lại, để mong linh hồn bố chúng khỏi biết. Từ đó, người ta bắt chước để tang theo cách gia đình này đã làm. Con trai cắt tóc vành rơm, mũ mấn, dây lưng chuối như cổ tục. Con dâu được miễn cắt tóc, chỉ đội khăn tang, lại miễn cả che mặt. Còn con gái ngoài khăn tang còn có thêm 1 mảnh vải che mặt. Trong việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, chúng ta nên nhớ những điều cụ thể sau đây. Thứ nhất, hiếu dưỡng là cung cấp thuốc men, chỗ ở, vật ăn, thức uống. Thứ hai, hiếu hạnh là đối với cha mẹ phải giữ thái độ, hành vi, ứng xử, cung kính, lễ phép, nhẹ nhàng, mềm mỏng, lựa ý, lựa lời. Khi cha mẹ ốm đau bệnh tật, phải kiên nhẫn thuốc thang, chăm sóc, bồi dưỡng chu đáo, không được tỏ ra điều gì bất hiếu. Thứ ba, hiếu tâm là sự quan tâm, nghĩ ngợi hết lòng lo lắng một cách chân thành, chân thật, kính trọng đối với cha mẹ, biểu hiện mình là người con có hiếu thảo. Thứ tư, hiếu đạo là hướng dẫn cha mẹ quy y, giữ giới, ăn chay, niệm Phật, làm lành lãnh dữ. Hơn nữa, tự thân mình đi xuất gia tu hành như gương hiếu của Đức Phật và Ngài Mục Kiền Liên, cứu giúp cha mẹ thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử. Chúng ta hãy ghi nhớ câu ca dao nói lên tất cả những niềm thiết tha của người con hiếu: công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta.
phận làm con phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Thứ tư, chữ hiếu trong kinh A Hàm và kinh Trường Bộ. Một, Phật dạy phàm làm con phải lấy những điều sau đây để kính thuận cha mẹ. A, cung phụng cha mẹ không để thiếu thốn. Có nghĩa là những việc nặng nhọc cho đến việc bế em bầu cháu không nên giao cho cha mẹ. Bổn phận làm con là phải hết lòng chăm sóc, lo cho cha mẹ từng miếng ăn giấc ngủ, tùy theo thời tiết mà may mặc cho cha mẹ được ấm áp, mát mẻ. Ở trong nhà, ta phải chọn một căn phòng nào tốt nhất, sạch sẽ, mát mẻ, thanh tịnh và đầy đủ tiện nghi để cho cha mẹ tịnh dưỡng trong lúc tuổi già. Khi cha mẹ ốm đau, phải sớm thăm tối giếng, cơm cháo và lo chạy chữa thuốc thang mà không nể tốn hao tiền của. Đây là dịp tốt để tỏ lòng hiếu của mình đối với đấng sanh thành, dù công việc săn sóc đó có cực nhọc dơ bẩn hay tốn kém đến đâu, ta cũng phải lo cho chu toàn, không nên có tâm tính toán so đo, để cho cha mẹ vừa lòng rồi ân cần an ủi giải khuây những nỗi đau đớn lo buồn. Hãy nhớ lại những ngày nào khi ta còn thơ dại, mỗi khi ấm tráng, cha mẹ đã tận tâm chạy thầy lo thuốc, chăm sóc cho ta đến quên ăn bỏ ngủ, cực khổ biết giường nào. Từ đó, ta mới thấy được rằng, báo hiếu cho cha mẹ là một bổn phận thiêng liêng, không ai có thể xem thường được. Người nào trốn tránh trách nhiệm, đó là kẻ đáng khinh, không xứng đáng làm người sống trong xã hội. Trong việc chăm sóc cha mẹ lúc già cả đau yếu, chúng ta thấy có nhiều người con bỏ ra bạc triệu để lo cho cha mẹ một cách dễ dàng, nhưng có khi lại không chịu đựng được sự dơ dái, hôi hám, sự khó tánh la rầy, hoặc là lười biếng không chịu thức đêm để hầu hạ săn sóc cha mẹ. Chúng ta hãy xem qua tấm gương hiếu của Văn Đế. Truyện kể, một hôm Bạc Hậu đau yếu suốt 3 năm liền. Ngoài những buổi lâm triều, Văn Đế vẫn mặc long bào uy nghi đi vào tận bên giường mẹ đứng hầu, quên cả ăn ngủ, đêm ngày túc trực canh chừng, chờ đợi lời sai bảo của mẹ. Mỗi khi ngự y dâng thuốc chữa trị bệnh, Văn Đế đỡ lấy nếm thử trước, xem mùi vị như thế nào để chia sẻ nỗi khốn khổ cùng mẹ. Bà mẹ nhìn con thương xót khuyên rằng: trong cung thiếu gì người, con cho gọi cung nữ đến chăm sóc cho mẹ cũng được, con không nên vất vả vì mẹ như vậy. Nghe mẹ nói thế, ông quỳ xuống thưa rằng: mẹ bệnh mà con không tự mình chăm sóc cho mẹ được, chẳng may mẹ mất thì con đâu còn dịp để đền đáp công ơn của mẹ. Các quan trong triều và dân chúng biết Văn Đế là bậc hiếu tử, ai nấy đều noi gương theo. Nhờ vậy, người người trong nước đều giữ lòng hiếu thảo với cha mẹ, nên thiên hạ được thái bình thịnh trị. Tấm gương hiếu thảo của Văn Đế trong việc chăm sóc mẹ bệnh đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Hay là chuyện đời Đường, có ông Tăng Trực làm quan đến chức thái sử. Tuy làm quan chức cao, nhà có nhiều người hầu hạ, nhưng ông vẫn tự mình săn sóc và cung cấp những thứ cần dùng cho cha mẹ. Mặc dù việc làm đó có dơ bẩn thế nào, ông cũng chính tay lau rửa mà không bảo gia nhân làm. Hai chuyện trên cho chúng ta thấy Văn Đế và quan Tăng Trực muốn bao nhiêu người phụ giúp chăm sóc cho cha mẹ cũng được. Nhưng tại sao quý ngài không làm như vậy mà tự tay mình chăm sóc cho cha mẹ? Một là để tỏ lòng tri ân báo ân, hai là làm cho cha mẹ được vui lòng. Trái lại, mướn người khác phục vụ cho cha mẹ thì đâu có tình nghĩa gì. Cho nên ngoài việc nhờ người phụ giúp ra, chúng ta còn phải quan tâm chăm sóc cha mẹ để tỏ lòng tri ân báo ân, nêu gương lành cho con cháu và tích lũy phước đức về sau.
phụng dưỡng cha mẹ còn sống được trọn vẹn, chúng ta tránh khỏi cảnh hối tiếc khi cha mẹ qua đời. Từ xưa đến nay, các bậc hiền trí từ vua quan cho đến hạng bình dân đều hết lòng chăm sóc khi cha mẹ bệnh hoạn. Chúng ta hãy xem tiếp tấm gương hiếu của Đinh Thường Lương chăm sóc người cha già mang bệnh nan y. Ông sinh vào thời Gia Khánh Triệu Thanh. Ông là người con rất chí hiếu. Mẹ ông mất sớm và không bao lâu người cha đột nhiên bị trúng gió bại liệt nửa thân. Thằng ơi, Đinh Thuận Lương mới 12 tuổi mà lâm vào hoàn cảnh mẹ mất, cha lâm trọng bệnh, gia đình lại nghèo. Ông lo cho cha xong lại phải ra làm việc kiếm tiền nuôi cha. Sau đó bệnh tình của người cha ngày càng nặng, bại liệt toàn thân. Từ đó về sau, hằng ngày ông không nể cực khổ dơ bẩn, đút cơm cho cha ăn, mặc quần áo, tắm rửa, giặt giũ, xoa bóp thuốc thang dọn dẹp. Khi rảnh, ông bế cha ra sân ngắm cảnh, phụng dưỡng cha hết sức chu đáo mà không nửa lời than thở. Công việc này kéo dài đến 16 năm dài, người cha mới qua đời. Đinh Thuật Lương đã để lại cho đời một tấm gương hiếu đối với người cha bệnh tật, đáng để cho chúng ta noi theo. Đó là những tấm gương hiếu bên Trung Quốc. Còn ở Việt Nam, vào năm 1825, An Thường công chúa mới lên 9 tuổi. Mẹ là bà mỹ nhân họ Nguyễn Thọ Bình. Công chúa vào cung hầu hạ thuốc men cho mẹ. Vào tiết vạn thọ, vua Minh Mạng cho các nội cung và các công chúa vào hầu tiệc. Bấy giờ có một viên quan chân yến, vua đem chia cho các công chúa, ai cũng ăn rất ngon miệng. Nhưng vua rất ngạc nhiên khi thấy công chúa An Thường cứ ngậm mà không chịu nuốt. Vua nhìn cười và dạy rằng: món này ngon lắm, lại hiếm có, chẳng những ngon mà còn bổ dưỡng nữa, con ăn không quen à? Công chúa An Thường quỳ xuống tâu: muôn tâu phụ hoàng, mẹ con bệnh nặng, ăn ngủ không ngon, hình sắc tiều tụy. Nghe nói món này bổ dưỡng, con muốn đem về dâng mẹ, nên con không nỡ nuốt, chứ nào phải ăn không quen. Vua nghe nói rất cảm kích, khen ngợi lòng hiếu thảo và phán: con cứ ăn, sẽ có phần ban cho mẹ con. Dứt lời, vua sai nữ quan đem một bát yến đến nội viện ban cho mẹ công chúa An Thường. Lòng hiếu thảo của công chúa An Thường đã làm cho Minh Mạng lưu ý đến bà mỹ nhân. Đây là gương hiếu của Việt Nam, đáng được coi là bài gia huấn rất thích hợp cho mọi nhà. Ngoài việc chăm sóc cha mẹ trong lúc bệnh hoạn ra, chúng ta còn phải tụng kinh, ăn chay niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh, lập công bồi đức để hồi hướng cho cha mẹ sớm được tiêu tai, giải nghiệp, tăng phước, tăng thọ. Nuôi cha mẹ khó hơn là nuôi con cháu. Phải hết lòng tôn kính dâng lời và nhỏ nhẹ, dịu dàng, chiều chuộng, không được nặng lời, phải thận trọng khi nói. Việc báo đáp công ơn cha mẹ cần phải kịp thời đúng lúc. Khi cha mẹ còn khỏe mạnh không bồi dưỡng, để đến khi bệnh nặng rồi, cho dù ta có dâng món ngon vật lạ quý giá đến đâu, cha mẹ cũng không thể dùng được. Có nhiều người thấy cũng lạ, cha mẹ mạnh khỏe không cho ăn, đến khi bệnh nặng mới đem đủ thứ thức ăn đến nói: dùng đi ba, ăn đi má. Ăn gì nổi mà ăn. Lại có người lo cho cha mẹ chút ít, lại sợ cha mẹ không dùng, đem cho con cháu và người ngoài. Với tâm niệm ích kỷ hẹp hòi như thế thì làm sao sanh ra phước đức? Muốn diệt trừ ý niệm đó, phải nghĩ thế này: ở đời có nhiều người còn dám đem bạc triệu ra bố thí, huống chi mình phụng dưỡng cha mẹ. Nếu cha mẹ xài không hết, cho con cháu hoặc người ngoài để tạo phước và gieo thiện cảm với lối xóm, đó cũng là điều tốt. Thậm chí có nhiều đứa con sau khi thấy cha mẹ bệnh nặng, chỉ lo được vài ngày rồi đâm ra mệt mỏi, uể oải, chán nản, bực bội, bỏ phế,
lại còn thốt ra những lời bất kính, hành động trái đạo như cắt tiền phụng dưỡng, thuốc men, mong sao cho cha mẹ mau chết để khỏi cực khổ, tốn hao tiền của. Chuyện đời càng nói càng thấy bất nhẫn. Viết đến đây tôi bỗng nhớ câu chuyện. Một hôm có một cô phụ nữ tới tịnh xá thỉnh quý sư đến nhà tụng kinh cầu an cho cha. Khi đến nơi, tôi nhìn thấy ông cụ nằm trên giường, trong tay nắm sắp giấy tiền vàng bạc và đồ tẩn liệm cho người chết để chung quanh ông cụ. Tôi nhìn thấy cảnh tượng thương tâm ấy, ngạc nhiên hỏi: "Ông cụ chưa chết sao lại làm vậy?" Cô con gái nói: "Cha con bệnh lâu rồi, chạy chữa đã nhiều nhưng không hết, cho nên con mới đi coi bói. Mấy ông thầy biểu phải làm như vậy và thỉnh quý sư đến tụng kinh thì cha con mới chết được." Quý Phật tử nên biết rằng tụng kinh là cho người bệnh được nghe lời kinh tiếng kệ mà an tâm niệm Phật để giải bớt áp nghiệp, chứ không phải tụng kinh cho người ta chết. Nếu tụng kinh để cầu cho người ta chết là có tội, bởi vì con kiến còn ham sống. Vậy mà có nhiều người không hiểu, cho nên họ hành động một cách mù quáng, làm việc trái đạo, vong ân, bội bạc, vô tình, bất nghĩa như thế, thì sớm muộn gì cũng bị quả báo. Lại nữa, trên đời có nhiều chuyện thật là buồn cười. Điển hình như có cô Phật tử đến tịnh xá than thở với quý sư: "Mẹ con bệnh, chữa trị đã lâu mà không hết, con nhờ quý sư đến nhà tụng kinh cầu an cho mẹ con." Quý sư đến nhà cô tụng kinh, cô cung kính xá bái, tiếp đón rất nồng hậu. Tụng đến ngày thứ ba, bệnh tình mẹ cô không thuyên giảm, cô vô cùng thất vọng nói: "Mấy ông sư này chắc là tu hành không có ra gì, cho nên tụng kinh không có linh." Chúng ta phải hiểu lời Phật dạy: tụng kinh, bố thí, phóng sinh là để giải bớt nghiệp chướng cho người bệnh phần nào. Nếu nói tụng kinh để cho người ta hết bệnh thì chẳng cần tu và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa. Điển hình như chuyện Đức Phật bị đau nhức thân mình là do trong tiền kiếp Ngài làm võ sĩ đánh đập kẻ khác. Lại có trường hợp cha mẹ bệnh nặng quá, bác sĩ cho thở bằng oxy để điều trị, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm lại càng trầm trọng hơn. Vì sợ tốn hao tiền của và quá mê tín, cho nên họ hỏi mấy ông thầy coi ngày giờ nào tốt để rút ống thở oxy ra, hoặc yêu cầu bác sĩ chích độc dược cho cha mẹ mau chết. Họ hành động độc ác như thế, lại còn biện hộ cho rằng: "Cha mẹ tôi bệnh hoạn, hành hạ xác thân đau khổ quá, cho nên tôi mới làm vậy, để cho cha mẹ tôi chết được nhẹ nhàng." Mới nghe thoáng qua thấy có lý, nhưng đặt trường hợp họ bị bệnh nặng, đang thở oxy, bất chợt có ai đó rút oxy ra không cho thở nữa, thử hỏi họ có chịu không, hay là tức giận chết trong uất hận. Chúng ta phải tin sâu lý nhân quả. Khi người thân trả hết ác nghiệp thì tự nhiên ra đi. Nếu trả chưa hết nghiệp mà rút ống thở và chích độc dược cho mau chết, một là phạm tội giết người, hai là làm cho người thân đầu thai trở lại tiếp tục trả ác nghiệp. Cho nên trong kinh Đức Phật cấm không được hủy hoại thân thể. Điển hình như vào thời Đức Phật, một hôm Ngài thuyết về tính chất vô thường và bất tịnh của thân. Có một số vị khất sĩ sanh tâm nhàm chán thân thể rồi tự sát. Đức Phật biết được, liền cho triệu tập tất cả các vị khất sĩ lại. Ngài nói: "Này các vị, quán vô thường là để thấy được tự tánh của vạn pháp là không thật. Cho nên chúng ta đừng bao giờ để cho vạn pháp thao túng, làm cho ta khổ đau. Quán tính tan hoại của thân thể cũng nhằm mục đích ấy. Này các vị, người giải thoát là người không kẹt vào sự chán ghét. Tham đắm và chán ghét là những sợi dây ràng buộc. Người tự do là người vượt thoát cả tham đắm lẫn chán ghét. Do sự vượt thoát đó, người ấy an trú trong tịnh lạc. Các vị không hiểu được điều đó, đã tìm con đường dại dột bằng cách trốn chạy, để rồi phạm vào giới sát." Chưa hết,
Có một số người không hiểu gì về giáo lý nhà Phật. Gặp trường hợp trong gia đình có người thân bệnh nặng sắp chết, họ thỉnh quý sư đến tụng kinh cho mau chết. Quý sư đến tụng kinh ngày thứ nhất không chết, hôm sau họ liền giết heo, cúng tế quỷ thần, cầu cho người thân mau chết. Sát sanh hại vật, cầu đảo tinh tú, cúng kiến quỷ thần để cho người thân mau chết thì thật là vô minh, điên đảo, tà kiến, làm việc dại dột, phi pháp, độc ác mà không hay chẳng biết. Hạng người như thế thì sớm muộn gì cũng lãnh lấy ác báo đau thương. Quý Phật tử thử nghĩ, lúc mình còn nhỏ bị bệnh hoạn, cha mẹ lo chạy chữa đủ thứ, không có cha mẹ nào mà lại mong cầu cho con mình mau chết. Tại sao đến khi cha mẹ già yếu bệnh hoạn không lo điều trị để đền đáp, lại mong cho cha mẹ mau chết là sao? Cho nên người xưa bảo, nước mắt chảy xuống chứ không bao giờ chảy ngược lên. Nên có câu, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đó là lời thống trách những kẻ vong ân bội nghĩa mà ta thường gặp trong đời. Nếu người con có tâm địa độc ác đối với cha mẹ như thế nào thì sau này con cháu nó sẽ trả lại như thế đó. Đúng như chuyện kể, thuở xưa có hai vợ chồng sinh được một cậu con trai đầu lòng, nên họ rất cưng, lúc nào cũng muốn lo cho con đầy đủ. Nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo, lại phải nuôi cha già. Một hôm, người vợ bàn với chồng rằng: cha này đã già cả, ăn không ngồi rồi, không làm được việc gì hết, lại còn sanh tính khó khăn. Anh nên chở cha vào rừng bỏ, để tiền nuôi con ăn học, sau này nó thành tài thì mình mới được nhờ. Nghe vợ nói như thế, nhưng vì thương cha nên anh không đành lòng làm như vậy. Thấy chồng làm ngơ, người vợ liền nói: nếu mà anh không có giải quyết chuyện của cha, em sẽ bỏ nhà ra đi cho anh vừa lòng á. Nghe vợ nói mãi, anh ta siêu lòng mới đi mua gỗ về đóng xe để chở cha vào rừng bỏ. Đứa con thấy thế tưởng đâu bố đóng xe cho mình chơi, nên hỏi: Bố đóng xe làm gì vậy? Này con à, ông nội nay đã già cả, lú lẫn, ăn uống đổ tháo, đụng đâu tiểu dãi đó, nên bố đóng xe để đẩy ông nội vào rừng bỏ. Bố ơi, bố bỏ ông nội rồi, nhớ đem xe về cho con nha. Đem về chi vậy con? Để khi nào bố già đó, con sẽ chở bố vào rừng con bỏ, giống như là bố chở ông nội vậy. Nghe con nói thế, anh chợt thức tỉnh, tự nghĩ nếu mình bất hiếu với cha thì sau này phải trả cái quả đó. Nên anh ta bảo: bố chỉ nói chơi, con đừng làm như vậy tội lắm. Bố đóng xe là để chiều chiều đẩy ông nội đi dạo mát vui vui vẻ, mạnh khỏe sống lâu với bố con mình. Vậy thì con sẽ giữ chiếc xe này lại, để sau này bố già rồi cái con chở bố đi chơi. Sau đó anh đến nói với vợ: nếu nàng nhận thấy ở được thì cùng ta lo trả hiếu, bằng không cứ tùy tiện ra đi. Người vợ sợ chồng đuổi, nên từ đó về sau không dám khởi ác ý với cha chồng nữa. Chuyện trên cho chúng ta thấy, trong cuộc sống, cho dù cha mẹ chúng ta có điều gì quá đáng không như ý ta, bổn phận làm con trai không thể vì sợ những vụ đụng chạm giữa vợ và cha mẹ xảy ra nhiều lần mà từ bỏ cha mẹ. Quý vị nên biết, con cái thường bị ảnh hưởng sâu sắc từ những hành vi ứng xử của cha mẹ. Vì vậy, gia đình hòa thuận, cha mẹ hiếu thảo với ông bà là tấm gương tốt cho con cháu noi theo. Người đời thường bảo, thuận vợ thuận chồng, tác biển Đông cũng cạn. Khi vợ chồng hòa thuận sẽ làm nhiều điều hữu ích. Do đó, chẳng những tạo được một gia đình hạnh phúc mà còn khiến cho cha mẹ vui lòng. Nhờ thế được người đời tán dương khen ngợi. Em thì đi cấy ruộng đông, anh thì cắt lúa để chung một nhà, đem về phụng dưỡng mẹ cha, muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền. Sách Nho có câu: thân ký bất thảo, tử hà hiếu viên,
nghĩa là mình không thảo, con nào thảo lại. Ở đời, có nhiều đứa con tuy lo cho cha mẹ được đầy đủ về vật chất, nhưng nếu cha mẹ nói trái ý một chút là nạt nộ. Cho nên, trong kinh Tạp Bảo Tạng Đức Phật dạy, làm con đối với cha mẹ đem chút lễ mọn cúng dường thì được phước vô lượng. Trái lại làm ít điều bất thiện đối với cha mẹ, tội cũng vô lượng. Xin nhớ một điều là việc báo hiếu cho cha mẹ lúc còn sinh tiền mới là cần thiết và có ý nghĩa. Đến khi cha mẹ qua đời, dù ta có làm mâm cao cổ đầy để cúng kiến, báo hiếu theo cách đó chỉ là để dối lòng, dối người mà thôi. Cổ đức cũng vậy, nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, không làm để ở hung hăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhượng biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì cho xong. Mẹ cha là người trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Dường linh đơm quải mới là, nuôi cha dưỡng mẹ, thật thà con ngoan. Trong việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, con cái cần có kế hoạch giúp đỡ cha mẹ khi tuổi già, cũng như lúc cha mẹ đau yếu. Con trai, con gái lớn như chim đầu đàn, phải nêu gương chăm sóc và phân chia công việc cho các em và vợ con thay phiên nhau hầu hạ cha mẹ. Nhất là phải quan tâm đến việc ăn uống của cha mẹ. Mỗi bữa ăn nên dọn riêng cho cha mẹ, vì con cháu ăn uống ồn ào, ồ ạt sẽ làm cho cha mẹ không hài lòng lắm. Thỉnh thoảng, ta nên xem lại công việc mà ta chỉ bảo các em và vợ con chăm sóc cha mẹ có được thực hiện hay không. Phải thường xuyên nhắc nhở kẻo họ bê trễ. Nếu ta bận rộn nhiều công việc xã hội hoặc đồng án, tất nhiên ít có thời gian chăm sóc cha mẹ. Nhưng không vì vậy mà ta để mặc cho vợ con lo cho cha mẹ đói no, bệnh hoạn gì ta cũng chẳng quan tâm đến. Làm người mà ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, không nghĩ đến người khác, khi có chuyện gì thì tự mình lo lấy, không ai ngó ngàng đến. Cho nên cha mẹ phải hết lòng lo lắng cho con cái phải quan tâm chăm sóc cha mẹ, đùm bọc yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, thì gia đình đó sẽ được hạnh phúc yên vui. Tóm lại, muốn giữ được lòng hiếu kính với ông bà cha mẹ, căn bản tối thiểu là phải làm những điều sau đây. Thứ nhất, lưu ý chăm sóc sức khỏe, thăm viếng mỗi ngày, lo miếng ăn, thức uống, áo quần, thuốc men đầy đủ. Thứ hai, nếu không lo được như vậy thì lo chu cấp tiền bạc cho ông bà cha mẹ không bị thiếu thốn, tự mua sắm các nhu cầu. Thứ ba, tạo nguồn vui giải trí, tốt nhất là tạo cơ hội cho ông bà cha mẹ đi đó đây, thanh thản tinh thần, đây là cách dưỡng sinh tốt nhất. Thứ tư, đừng bao giờ để ông bà cha mẹ lo lắng buồn lòng. Thứ năm, đáp ứng những yêu cầu mong ước của ông bà cha mẹ. Thứ sáu, đừng để ông bà cha mẹ cô đơn trong bệnh viện. Thứ bảy, đi thưa về phải trình để cho ông bà cha mẹ luôn luôn được yên tâm. Thứ tám, có điều gì vui và thành đạt, kết quả tốt đẹp bất ngờ, nên báo tin liền để ông bà cha mẹ cùng vui. Thứ chín, tạo điều kiện cho ông bà cha mẹ phát triển về mặt phước đức và tâm linh. Đây là điều mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Được như thế mới xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, biết làm tròn đạo hiếu, để cho cha mẹ vui vẻ và hãnh diện với đời. Cao Văn Càn. B. Phàm làm việc gì trước phải lễ phép thưa hỏi cho cha mẹ biết. Có nghĩa là phàm đi đâu và làm việc gì, trước phải thưa hỏi cha mẹ. Lời Phật dạy như thế, vậy mà có nhiều người ý mình thông minh lanh lợi, xem thường cha mẹ, muốn đi đâu làm gì tùy ý, không trình cho cha mẹ biết. Lễ nghĩa là giềng mối của đạo đức, đi thưa về trình
sẽ làm cho cha mẹ hoan hỷ. Và nếu có ai hỏi, cha mẹ biết để trả lời cho người ta rõ. Hoặc có chuyện gì bất trắc xảy ra mình không về được, cha mẹ biết chỗ đi tìm. Nên làm con, đi đâu hoặc có quan hệ với ai, làm việc gì, chúng ta cũng phải trình bạch rõ ràng giờ giấc đúng hẹn để cha mẹ khỏi đợi chờ. Trong công việc đi lại làm ăn, đừng để ảnh hưởng không tốt đến gia đình. Đó là người con có hiếu. Hơn nữa, cha mẹ là người đi trước có kinh nghiệm sống hơn mình. Nên phàm làm con đi đâu hay làm việc gì, nên hỏi ý kiến cha mẹ để tránh những thiệt hại về sau. Hễ làm con thì đi phải thưa, khi về phải trình cho cha mẹ biết. Đi chơi phải chọn bạn tốt, phải học tập cho có nghề nghiệp. Lúc nói năng không được xưng mình là lớn. Khúc lễ. Lễ phép với cha mẹ chính là sự thể hiện lòng hiếu thảo. Có người cho là không quen khi tập nói một câu tử tế với cha mẹ. Người ta cho rằng câu nói "Thưa mẹ, cho phép con ra ngoài một tí." Câu nói như thế là khách sáo và quá cổ lệ. Vì ta sống không có nề nếp từ bé, chưa quen câu nói trên, nên cho là khách sáo hay cổ lệ đó thôi. Nếu ta công nhận rằng cha mẹ là bậc bề trên hết, thì khi nói năng với cha mẹ, sự lễ nghĩa phải đặt lên hàng đầu. Người già thường hay nghĩ ngợi, có khi chỉ vì câu nói vô tình của ta đã khiến cho cha mẹ tủi lòng. Làm con hiếu thảo, chắc ta đâu muốn để cho cha mẹ buồn phiền. Có nhiều đứa con nói chuyện với cha mẹ bằng những từ cọc lóc như không, có, ừ, phải. Tại sao ta không nói bằng những câu thông thường tế nhị như dạ, con xin mời ba má dùng cơm, hoặc thưa mẹ, cho phép con ra phố một tí mẹ nhé, hay là thưa cha mẹ, con đi học về. Những câu nói rất thông thường trong phép gọi dạ, bảo, vân. Ta đừng bao giờ nói trống không, vì có khi nào ta dám nói một câu cọc lóc trống không với cô hoặc thầy giáo hay những bậc trưởng thượng đáng tôn kính. Vì vậy, đối với cha mẹ, ta càng phải giữ lễ hơn. Tóm lại, muốn cho cha mẹ an tâm vui vẻ, đạo làm con đi thưa về trình, làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến cha mẹ trước. Đó là người con có đức khiêm tốn, biết kính trọng cha mẹ vậy. Con cái khôn ngoan, dễ dàng cha mẹ. Tục ngữ. C. Cha mẹ làm việc lành và chỉ dạy mình những điều hay lẽ phải, không được ngăn cản, chống bán. Có nghĩa là khi thấy cha mẹ phát tâm cúng dường, bố thí, phóng sanh, mình không nên vì thành kiến hay vì tính keo kiệt ngăn cản, mà phải hết lòng hỗ trợ cho cha mẹ được toại nguyện, để vun trồng phước đức về sau. Kế đến, mình còn phải cung kính, lễ phép, nói năng khiêm tốn, không được hỗn hào, quên quang, không được vì tính hiếu kỳ, nông nổi, làm trái ý nghịch lòng, khiến cha mẹ buồn phiền. Chỉ cần nhỏ nhẹ và biết vâng lời thôi, cha mẹ cũng vui sướng lắm rồi. Bởi vì bổn phận làm con phải biết giữ gìn đạo nghĩa, luôn luôn thận trọng trong mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm. Đối với cha mẹ, phải hết lòng kính thương, không bao giờ làm ngược lại ý muốn của cha mẹ, để sau này khỏi phải ăn năn hối hận. Trong kinh Tâm Địa Quán, Phật bảo rằng, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào biết nghe theo lời dạy của Bi Mẫu và thừa nhận không trái, thời được chư thiên gia hộ, phúc lạc vô biên. Ai hiếu dưỡng cha mẹ, kính trọng bậc gia trưởng, nói những lời nhu hòa, từ bỏ lời hai lưỡi, chế ngự lòng sang tham, là con người chân thật, nhiếp phục được phẫn nộ. Với con người như vậy, chư thiên tam thập tam gọi là bậc chân nhân. Về
phải giữ gìn truyền thống gia đình và bảo vệ tài sản của cha mẹ. Cha mẹ vất vả ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, đổ mồ hôi công sức làm ra của cải để lại cho con. Vậy mà có nhiều đứa con khi lớn lên không lo phụng dưỡng cha mẹ, chẳng làm tròn bổn phận, lại còn phá hoại tài sản và những truyền thống tốt đẹp, như lập bè kết đảng, ý mạnh hiếp yếu, hung hăng bạo ngược, chửi rủa đánh đập, đâm thuê chém mướn, và đam mê rượu chè cờ bạc, gian xảo trộm cướp. Kết quả bị tù tội. Nỗi khổ của cha mẹ là buồn rầu, lo lắng, thăm nuôi, làm nhục nhã cha mẹ, gia đình dòng họ, để cho miệng thế chê cười. Đó gọi là bất hiếu. Theo thế tục có 5 tội bất hiếu là: tay chân lười biếng, không đói hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ là một tội bất hiếu; mê cờ bạc rượu chè, không đói hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ là 2 tội bất hiếu; ham tiền tài của cải, tôm góp cho vợ con, không đói hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ là 3 tội bất hiếu; chạy theo ham muốn của tai mắt, hành động bất chánh làm cho cha mẹ mang nhục là 4 tội bất hiếu; ỷ sức cậy tài, đua tranh hung hăng đánh lộn làm liên lụy đến cha mẹ là 5 tội bất hiếu. Mạnh Tử. Ngày xưa chúng ta đã biết bao lần làm khổ mẹ cha, giờ đây hãy chắp 2 tay lên trán, quỳ dưới chân cha mẹ ăn năn sám hối, thành tâm đảnh lễ để tỏ lòng tôn kính, cầu xin cha mẹ tha thứ những lỗi lầm vụng dại của con. Xin cha mẹ nhận lại lòng con hiếu, đã bao lần làm cha khổ ngày xưa, đã bao lần mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lại cũng chưa vừa ơn ấy. Nói chung, con trai muốn cho cha mẹ vui lòng thì phải tránh xa rượu chè, cờ bạc, hút chích, chớ giao du với bạn xấu và không la cà bê tha. Nên quyết tâm cao trong việc học tập, trì trí tiến bước trên đường sự nghiệp. Con gái phải sống sao cho cha mẹ hài lòng. Là con gái, bao giờ cũng phải rèn đức tính thùy mị, nết na đầm thấm, công dung ngôn hạnh. Tránh ngồi lê đôi mắt nói chuyện thị phi, không nên rong chơi nhảy nhót. Nói năng phải nhỏ nhẹ, đi đứng trang nghiêm, giữ gìn phẩm hạnh, đừng để mang tiếng làm mất nết. Vì vậy, người con phải luôn hiếu thảo, cần mẫn siêng năng làm việc lương thiện, giữ mình trong mọi hành động, đừng để người đời khinh khi, cho ta là kẻ xấu xa, vô giáo dục, làm phương hại đến thanh danh của cha mẹ, mà phải chăm học, chăm làm, lưu danh thơm tiếng tốt cho gia đình. Người con như thế là biết bảo vệ danh dự và tài sản của cha mẹ, mỗi ngày càng thêm hưng thịnh, tốt đẹp. Quý Phật tử nên biết, cha mẹ sinh ra con, lúc nào cũng hy vọng sau này con lớn lên có hiếu và phụ giúp với mình để xây dựng gia đình. Vì vậy, người con cần phải làm tròn bổn phận của mình, đừng để cha mẹ phải thất vọng. Có nhiều đứa con chẳng những không lo bảo vệ tài sản của cha mẹ, mà còn mong chờ cho cha mẹ mất để phân chia tài sản, thậm chí còn bán luôn nhà thờ tổ tiên ông bà, làm cho mất đi di tích thiêng liêng của ông cha để lại, làm cho miệng thế chê cười. Thật là chua xót cho người quá cố. Trong kinh Puttasutta, Đức Phật dạy: cha mẹ mong cầu nơi con 5 điều. Thứ nhất, người con mà chúng ta nuôi dưỡng, về sau ta già, nó sẽ phụng dưỡng lại chúng ta. Thứ hai, người con sẽ lo giúp công việc của chúng ta. Thứ ba, người con sẽ nối dòng dõi của tổ tiên. Thứ tư, người con sẽ tự hưởng và bảo vệ của cải sự nghiệp của chúng ta. Thứ năm, khi chúng ta qua đời,
các con lo làm phước thiện hồi hướng đến chúng ta. Đó là điều hy vọng của cha mẹ, mà người con phải làm tròn bổn phận để cho cha mẹ được toại nguyện, dù cha mẹ còn sống hay đã qua đời. Đã sinh ra kiếp con người, trai thời trung hiếu ai ơi cho tròn, gái thời giữ hạnh lòng son, sớm hôm gìn giữ kẻo còn chút sai. Đi, khi cha mẹ qua đời phải lo tang lễ. Qua lời Phật dạy, bổn phận làm con khi cha mẹ mất phải lo quan tài, tống táng, tuần thất, dỗ quải để duy trì truyền thống ông bà tổ tiên. Khi cha mẹ mình mất, nhưng những giọt máu và hình ảnh của cha mẹ còn để lại trên thế gian này, đó là anh chị em của mình. Đừng vì quyền lợi rồi tranh giành đấu đá lẫn nhau, mà phải hết lòng thương yêu. Người giàu thì đùm bọc giúp đỡ cho người nghèo, người nghèo thì cố gắng tiến lên và đồng tâm hiệp lực hướng về Tam Bảo quy y, giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh, tu tạo phước lành để hồi hướng đến hương linh cha mẹ, sớm được nhẹ nhàng siêu sanh tịnh độ. Có như thế mới xứng đáng là người con chí hiếu trong giáo pháp Phật Đà. Tại sao khi cha mẹ qua đời chúng ta phải tạo phước? Vì lúc mình còn nhỏ, cha mẹ muốn cho con ăn ngon mặc đẹp, khỏe mạnh mau lớn, thì phải đập đầu con cá, cắt cổ con gà, thậm chí tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi. Vì thương con mà cha mẹ tạo lắm lỗi lầm. Cho nên khi cha mẹ từ trần, người con phải hiểu điều đó, không nên sát sanh hại vật để lo tang chế, tuần thất, dỗ quải. Vì làm như thế, vong linh cha mẹ chẳng những không được siêu thoát mà còn bị đọa ba đường dữ. Như vào thời Đức Phật, một hôm Ngài cùng A Nan đi dọc bên bờ sông Hằng, chợt thấy có 300 ngạ quỷ vừa đi vừa vui mừng ca hát. Tiếp theo lại có 300 ngạ quỷ đói khát, vừa đi vừa kêu khóc thảm thiết. A Nan kinh ngạc hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao cũng đều là ngạ quỷ mà bọn kia thì ca hát, bọn này lại khóc la? Đức Phật bảo: Này A Nan, bọn quỷ ca hát là vì chúng sắp được sanh thiên, do nhờ con cháu của chúng biết lo tu phước, trì trai giữ giới. Còn bọn quỷ khóc la là vì chúng sắp bị đọa địa ngục bởi con cháu sát sanh, hại mạng để cúng tế, tuần thất, dỗ quải cho họ. Qua chuyện trên, Phật nhắc nhở chúng ta không nên sát sanh hại vật, cúng tế rồi tổ chức ăn uống thù tạc theo thế gian. Đó là gây thêm nợ nần oan nghiệt cho cha mẹ, càng thêm đau khổ, hoàn toàn không có ích lợi gì. Bởi thế, khi ông bà cha mẹ mất, chúng ta phải cúng chay và cố gắng lập công bồi đức để hóa giải bớt oan nghiệp cho cha mẹ, được tiêu diêu nơi nhãn cảnh. Người thời xưa, khi cha mẹ mất, các con ăn chay nằm đất, giữ mồ 3 năm, thân thể tóc râu không cạo, ăn mặc thô sơ, chẳng biết sự vui, không nếm mùi rượu. Lúc đám tang tuần thất, dỗ quải, trong nhà im lặng trang nghiêm, tưởng niệm nhắc nhở công lao cha mẹ, người người bùi ngùi tất dạ, hằng ngày thành kính cúng kiến lễ bái chẳng quên. Có đâu như ngày nay, mãn tưởng lo chơi, trống kèn đàn hát, sát sanh cúng tế, ăn uống say sưa, trái lời Phật dạy. Thật tủi cho lòng người quá giản. Nên nhớ, những gì không đúng tinh thần giáo lý nhà Phật thì chúng ta chớ làm, như là đốt giấy tiền vàng bạc, nhà binh khí, sát sanh cúng tế. Hãy để tiền lãng phí đó mà bố thí cho những người bệnh hoạn, nghèo nàn, lang thang đói rách, để hồi hướng đến hương linh người quá giảng, thì cả kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích. Ngày xưa,
có vợ chồng nhà phú hộ nọ sinh được 5 người con gái. Nhà giàu nhưng lại không có con trai, nên bao nhiêu tình thương họ đều dồn vào những cô con gái. Lần lượt 5 cô lớn lên, ai nấy đều lập gia đình và đi ở riêng. Vì các cô lấy chồng xa nên hai ông bà phú hộ cảm thấy nhớ con quá. Một hôm, bà bảo chồng: "Sắp tới, ông chịu khó trong nhà cửa cho tôi đi thăm chúng một lượt, sau đó tôi lại về trong để ông đi." "Phải đó," ông đáp, "nhưng bà phải đi nhanh nhanh lên mới được, đừng bắt tôi đợi lâu." "Không được đâu, tôi tính ở lại với các con, đứa nào ít nhất cũng 1 tháng, 5 đứa vị chì là 5 tháng, còn đi đường cũng độ vài 30 ngày, như vậy cũng mất ngót nửa năm rồi ông ạ." "Thôi được, thế thì bà nó đi đi, bà nhớ đừng để cho đứa nào quấn quýt quá, rồi ăn dầm nằm về ở đó, làm cho tôi mỏi mòn trông đợi." Rồi người vợ cùng con hầu ra đi. Nhưng chỉ được vài tháng đã thấy bà trở về vẻ mặt buồn xo. Thấy thế, ông liền hỏi dồn: "Cần cớ làm sao mà bà về nhanh như vậy? Có gặp điều gì khó khăn dọc đường hay không mà vẻ mặt bà không được vui?" Bà phú hộ đáp: "Chẳng có gì hết, tôi vẫn bình yên, chúng nó đều mạnh khỏe cả. Tôi về sớm là vì tôi muốn ông khỏi trông, ông cứ đi một lần cho biết." Thấy vợ nói úp úp mở mở, ông phú hộ chẳng hiểu gì nên cuối cùng cũng sắm sửa hành lý ra đi. Ông ghé thăm nhà người con gái thứ nhất, chàng rể tiếp đón niềm nở làm ông hài lòng. Nhưng con gái ông lại không được như thế, nó chỉ chuyện trò giả lả được đôi câu rồi quay vào công việc của nó. Đến khi chồng nó ra đồng trông coi thợ cày cấy thì con gái ông lúi húi lo việc bếp núc, cha con chẳng có dịp chuyện trò. Mãi đến gần trưa, ông cảm thấy bụng đói cồn cào, định bảo nó dọn cho mình ăn trước như khi còn ở nhà. Nhưng rồi lại nghĩ thầm, để xem nó đối đãi với cha nó ra sao cho biết. Ông thấy con gái chờ chồng về mới dọn cơm ra. Chàng rể của ông lúc ấy tuy đã về rồi mà vẫn còn bận một số công việc nên ông phải đợi tiếp. Đến khi thấy quá trưa, con gái ông mới gọi chồng: "Mình ơi, hãy để đó vào ăn cơm đi, cho ông già ăn với." Nghe con gái nói thế, ông cảm thấy không được vui. Chiều hôm ấy và liên tiếp những ngày sau cũng vậy. Ông nghiệm ra rằng con gái ông chăm sóc cho chồng nó chứ không phải cho ông. Thì ra bây giờ nó coi cha nó chẳng ra cái quái gì. Nếu chồng nó không ăn thì có lẽ mình cũng phải ngồi nhịn đói. Ở chơi được ít ngày, thấy con gái không được vồn vã đầm thắm như xưa, ông liền từ giã vợ chồng nó mà đi đến nhà đứa khác xem sao. Lần này vừa đi, ông vừa lẩm bẩm: "Chắc thế nào những đứa sau cũng phải khác chứ, chẳng lẽ đứa nào cũng như vậy cả sao? Vợ chồng ta trông cậy chúng nó, rồi đây sẽ chia nhau về phụng dưỡng một khi bố mẹ tuổi già kia mà." Nhưng khi đến nơi, ông thấy đứa thứ hai cũng chẳng khác gì đứa đầu. Nghe bố đến thăm cũng tiếp đãi, gọi lại cho tròn bổn phận, rồi lại loay hoay vào công việc nhà chồng, bỏ mặc ông chẳng chút quan tâm. Lần lượt, ông đi thăm đủ 5 cô con gái yêu quý, nhưng chẳng đứa nào là không say mê với công việc của nó, chẳng đứa nào quan tâm chăm sóc đến ông như lúc còn ở nhà. Sau cùng ông chép miệng: "Vậy là con gái một khi bước về nhà chồng thì chẳng còn là con mình nữa, nó xem chồng trọng hơn bố mẹ nó nhiều." Nghĩ vậy,
nên ông quậy quả trở về. Ông tính lại thời gian thăm con, cả đi lẫn về còn ngắn hơn cả bà. Khi về, ông gọi vợ lại bàn rằng: "Thế là mấy đứa con gái có cũng như không, chẳng hy vọng gì vào chúng nó, đỡ đần mình tuổi già nữa rồi. Bây giờ bà để tôi đi kiếm một đứa con nuôi, đặng sau này nó săn sóc chúng mình lúc mắt lòa chân chậm, bà nó nghĩ sao?" Vợ Phú Hộ trả lời: "Thôi ông ạ, đừng có đi mà mất công, lại nhọc xác. Con đẻ rứt ruột ra mà chúng không đoái hoài thì con nuôi có làm được gì?" Phú ông liền bảo: "Trên đời này có kẻ tốt người xấu, đâu phải ai cũng như ai, bà đừng ngại." "Được rồi, ông cứ đi đi, cố tìm một đứa con ngoan phụng dưỡng, mọi việc ở nhà mặc tôi lo liệu." Phú Hộ bèn đóng vai một ông già nghèo khó rồi ra đi từ làng này đến làng khác, đến đâu ông cũng rao: "Ai mua cha không? Có ai mua cha thì ra mà mua, mua ta về làm cha chỉ mất 5 quan tiền thôi." Mọi người nghe ông già rao như vậy thì tưởng ông điên, có người còn vui miệng nói: "Mua lão ấy để về nhà mà hầu ư? Và để rồi đây, lão ta 100 tuổi qua đời, có được đồng nào còn phải lo tống táng nữa sao? Thà là nuôi một người đầy tớ còn hơn." Tuy có nghe nhiều lời mỉa mai cười cợt, Phú ông vẫn không nản chí, vẫn đi hết xóm này đến ấp kia, miệng rao không ngớt: "Có ai mua cha không này?" Bấy giờ, ở làng nọ, có 2 vợ chồng một nông phu nghèo. Nghe có người đi bán mình làm cha, chồng bảo vợ: "Hai vợ chồng mình mồ côi từ bé, chưa bao giờ được hưởng tình cha con, lại chưa có mụn con nào, thật là buồn. Thôi thì ta mua ông già này về thủ thỉ với nhau khuya sớm cho vui cửa vui nhà." Thấy vợ bằng lòng, anh chàng chạy ra đón ông già vào nhà và nói: "Ông định bán bao nhiêu tiền?" "5 quan không bớt." Anh chồng liền thưa: "Thú thật với ông, nhà tôi nghèo quá, muốn mua ông nhưng không sẵn tiền. Vậy ông ngồi chơi, để tôi bảo nhà tôi đi vay xem sao." Phú Hộ ngồi chờ hồi lâu, thấy chị vợ chạy đi một lát rồi lại quay về, nhưng số tiền vay được cùng với tiền nhà gom lại cũng chỉ có 2 quan. Anh chồng liền nói: "Thôi thì ông thông cảm cho, 2 ngày nữa mời ông trở lại, chúng tôi sẽ có đủ tiền." 2 ngày sau, vợ chồng anh nông phu trao tiền cho ông, mời ông vào nhà, cha cha con rất thân tình. Phú Hộ thấy đầu tóc người vợ bây giờ biến đi đâu mất, liền hỏi: "Này con ơi, tại sao đầu tóc của vợ con lại cắt cục đi như vậy?" Anh chồng tần ngần đáp: "Chẳng giấu gì cha, nhà con nghèo quá, không đủ tiền mua. Mà nếu không mua thì biết có dịp nào tốt hơn. Vì vậy vợ con phải cắt tóc đi bán mới có đủ số tiền 5 quan đó." Từ ngày có người cha nuôi, 2 vợ chồng nông phu tỏ ra rất niềm nở và chịu khó chăm sóc hầu hạ ông không biết mệt. Phú ông vẫn không cho biết gốc tích quê quán thật của mình, hằng ngày vẫn cứ ăn no ngủ kỹ, đôi lúc lại kêu ván đầu mỏi lưng, bắt họ phải xoa bóp hoặc tìm thầy chạy thuốc. Mặc dầu vậy, 2 vợ chồng vẫn cơm nước săn sóc không bê trễ. Cứ như vậy được vài tháng, nhà họ đã nghèo lại càng mạt thêm. 2 vợ chồng phải cố gắng làm thêm để nuôi cha, có bữa phải nhịn đói để nhường cơm cho ông già. Tình hình như vậy kéo dài nửa năm, nợ nần của vợ chồng họ chồng chất quá nhiều mà trong nhà tiền đã kiệt. Tuy vậy, họ vẫn không hề lộ vẻ mỏi mệt, cố làm vui lòng cha già. Một hôm, 2 vợ chồng ngủ dậy, đã thấy người cha nuôi khăn gói chỉnh tề.
Ông bảo họ: "Các con hãy đốt cái nhà này rồi đi theo ta." Vợ chồng anh nông phu trố mắt nhìn nhau, tưởng ông phát điên. Nhưng sau đó lại thấy ông phú hộ dục bảo: "Làm con thì phải vâng theo cha mẹ, chớ có sai lời. Cha đã bảo các con đi theo cha kiếm ăn thì cứ việc đi, còn cái nhà này ọp ẹp chẳng đáng bao nhiêu, đừng tiếc nữa." Vợ chồng nghe thế thì biết ông nói thật, không dám cãi, đành nhặt nhạnh một vài món đồ buộc thành một gói rồi châm lửa đốt nhà. Đi theo ông già, họ thấy ông ban ngày lần hồi xin ăn, tối tối lại vào nhà người xin ngủ nhờ. Họ vẫn vâng lời, không chút phân vân. Ba người đi xin ăn như thế được 5 ngày. Cuối cùng, đến trước một ngôi nhà ngói tường vôi, ông mới vui vẻ bảo họ: "Các con ơi, đã đến nhà ta rồi." Bà phú hộ bước ra cổng đón vào. Ông tươi cười bảo vợ: "Bà nó này, đây mới thật là con của chúng ta đấy." Bấy giờ, vợ chồng anh nông phu mới ngớ người ra, biết được cha mẹ nuôi mình là một nhà giàu có. Phú hộ bảo anh nông phu lấy theo họ mình, và từ đó hai vợ chồng bước vào một cuộc đời sung sướng. Ít lâu sau, phú hộ lâm bệnh nặng, biết mình sắp gần đất, xa trời. Ông bèn làm tờ di chúc để phần lớn gia tài cho đứa con nuôi. Đoạn ông gọi vợ đến trăn trối rằng: "Sau khi tôi chết, bà nhớ đừng cho 5 đứa con gái biết tin đấy." Ông nói tiếp: "Nếu chúng nó có nghe ai mách mà về đây, chưa biết chừng tôi sẽ bứt nếu trỗi dậy cho mà coi. Việc để tang thì đứa con trai cứ theo cố tục cắt tóc, đội mũ, quấn rơm trên đầu để chứng tỏ mình chịu cực chịu khổ với cha mẹ thì thôi cũng được. Nhưng đứa con dâu thì bà bảo nó khỏi cắt tóc, vì tôi chưa bao giờ quên được cái việc nó đã hy sinh mái tóc dài của nó để mua cha. Vậy nó chỉ cần đội khăn tang là đủ." Nhưng khi khâm liệm cho chồng xong, bà phú hộ vì nặng lòng nên cũng cho người lén báo tin cho 5 đứa con gái biết. Khi chúng về, bà đón ở cổng, thuật lại lời trối của cha cho chúng nghe và bảo chúng đừng có vào nhà, kẻo có sự chẳng lành. 5 đứa con gái hối hận lắm, nhưng việc đã rồi, biết làm sao. Khi đưa linh cữu cha, chúng đòi đi đưa cho bằng được. Khuyên can còn mãi không xong, cuối cùng bà buộc lòng phải xé cho chúng ngoài khăn tang ra, còn thêm mỗi đứa 1 vuông vải cho chúng che mặt lại, để mong linh hồn bố chúng khỏi biết. Từ đó, người ta bắt chước để tang theo cách gia đình này đã làm. Con trai cắt tóc vành rơm, mũ mấn, dây lưng chuối như cổ tục. Con dâu được miễn cắt tóc, chỉ đội khăn tang, lại miễn cả che mặt. Còn con gái ngoài khăn tang còn có thêm 1 mảnh vải che mặt. Trong việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, chúng ta nên nhớ những điều cụ thể sau đây. Thứ nhất, hiếu dưỡng là cung cấp thuốc men, chỗ ở, vật ăn, thức uống. Thứ hai, hiếu hạnh là đối với cha mẹ phải giữ thái độ, hành vi, ứng xử, cung kính, lễ phép, nhẹ nhàng, mềm mỏng, lựa ý, lựa lời. Khi cha mẹ ốm đau bệnh tật, phải kiên nhẫn thuốc thang, chăm sóc, bồi dưỡng chu đáo, không được tỏ ra điều gì bất hiếu. Thứ ba, hiếu tâm là sự quan tâm, nghĩ ngợi hết lòng lo lắng một cách chân thành, chân thật, kính trọng đối với cha mẹ, biểu hiện mình là người con có hiếu thảo. Thứ tư, hiếu đạo là hướng dẫn cha mẹ quy y, giữ giới, ăn chay, niệm Phật, làm lành lãnh dữ. Hơn nữa, tự thân mình đi xuất gia tu hành như gương hiếu của Đức Phật và Ngài Mục Kiền Liên, cứu giúp cha mẹ thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử. Chúng ta hãy ghi nhớ câu ca dao nói lên tất cả những niềm thiết tha của người con hiếu: công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta.
phận làm con phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Thứ tư, chữ hiếu trong kinh A Hàm và kinh Trường Bộ. Một, Phật dạy phàm làm con phải lấy những điều sau đây để kính thuận cha mẹ. A, cung phụng cha mẹ không để thiếu thốn, có nghĩa là những việc nặng nhọc cho đến việc bế em bầu cháu không nên giao cho cha mẹ. Bổn phận làm con là phải hết lòng chăm sóc, lo cho cha mẹ từng miếng ăn giấc ngủ, tùy theo thời tiết mà may mặc cho cha mẹ được ấm áp, mát mẻ. Ở trong nhà, ta phải chọn một căn phòng nào tốt nhất, sạch sẽ, mát mẻ, thanh tịnh và đầy đủ tiện nghi để cho cha mẹ tịnh dưỡng trong lúc tuổi già. Khi cha mẹ ốm đau, phải sớm thăm tối giếng, cơm cháo và lo chạy chữa thuốc thang mà không nể tốn hao tiền của. Đây là dịp tốt để tỏ lòng hiếu của mình đối với đấng sanh thành, dù công việc săn sóc đó có cực nhọc, dơ bẩn hay tốn kém đến đâu, ta cũng phải lo cho chu toàn. Không nên có tâm tính toán, so đo, để cho cha mẹ vừa lòng, rồi ân cần an ủi, giải khuây những nỗi đau đớn, lo buồn. Hãy nhớ lại những ngày nào khi ta còn thơ dại, mỗi khi ấm tráng, cha mẹ đã tận tâm chạy thầy lo thuốc, chăm sóc cho ta đến quên ăn bỏ ngủ, cực khổ biết giường nào. Từ đó, ta mới thấy được rằng, báo hiếu cho cha mẹ là một bổn phận thiêng liêng, không ai có thể xem thường được. Người nào trốn tránh trách nhiệm, đó là kẻ đáng khinh, không xứng đáng làm người sống trong xã hội. Trong việc chăm sóc cha mẹ lúc già cả đau yếu, chúng ta thấy có nhiều người con bỏ ra bạc triệu để lo cho cha mẹ một cách dễ dàng, nhưng có khi lại không chịu đựng được sự dơ dái, hôi hám, sự khó tánh la rầy, hoặc là lười biếng không chịu thức đêm để hầu hạ săn sóc cha mẹ. Chúng ta hãy xem qua tấm gương hiếu của Văn Đế. Truyện kể, một hôm Bạc Hậu đau yếu suốt 3 năm liền. Ngoài những buổi lâm triều, Văn Đế vẫn mặc long bào uy nghi đi vào tận bên giường mẹ đứng hầu, quên cả ăn ngủ, đêm ngày túc trực canh chừng, chờ đợi lời sai bảo của mẹ. Mỗi khi ngự y dâng thuốc chữa trị bệnh, Văn Đế đỡ lấy, nếm thử trước, xem mùi vị như thế nào, để chia sẻ nỗi khốn khổ cùng mẹ. Bà mẹ nhìn con thương xót khuyên rằng, trong cung thiếu gì người, con cho gọi cung nữ đến chăm sóc cho mẹ cũng được, con không nên vất vả vì mẹ như vậy. Nghe mẹ nói thế, ông quỳ xuống thưa rằng, mẹ bệnh mà con không tự mình chăm sóc cho mẹ được, chẳng may mẹ mất thì con đâu còn dịp để đền đáp công ơn của mẹ. Các quan trong triều và dân chúng biết Văn Đế là bậc hiếu tử, ai nấy đều noi gương theo. Nhờ vậy, người người trong nước đều giữ lòng hiếu thảo với cha mẹ, nên thiên hạ được thái bình thịnh trị. Tấm gương hiếu thảo của Văn Đế trong việc chăm sóc mẹ bệnh đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Hay là chuyện đời Đường, có ông Tăng Trực làm quan đến chức thái sử. Tuy làm quan chức cao, nhà có nhiều người hầu hạ, nhưng ông vẫn tự mình săn sóc và cung cấp những thứ cần dùng cho cha mẹ. Mặc dù việc làm đó có dơ bẩn thế nào, ông cũng chính tay lau rửa mà không bảo gia nhân làm. Hai chuyện trên cho chúng ta thấy Văn Đế và quan Tăng Trực muốn bao nhiêu người phụ giúp chăm sóc cho cha mẹ cũng được. Nhưng tại sao quý ngài không làm như vậy mà tự tay mình chăm sóc cho cha mẹ? Một là để tỏ lòng tri ân báo ân, hai là làm cho cha mẹ được vui lòng. Trái lại, mướn người khác phục vụ cho cha mẹ thì đâu có tình nghĩa gì. Cho nên ngoài việc nhờ người phụ giúp ra, chúng ta còn phải quan tâm chăm sóc cha mẹ để tỏ lòng tri ân báo ân, nêu gương lành cho con cháu và tích lũy phước đức về sau.
phụng dưỡng cha mẹ còn sống được trọn vẹn, chúng ta tránh khỏi cảnh hối tiếc khi cha mẹ qua đời. Từ xưa đến nay, các bậc hiền trí từ vua quan cho đến hạng bình dân đều hết lòng chăm sóc khi cha mẹ bệnh hoạn. Chúng ta hãy xem tiếp tấm gương hiếu của Đinh Thường Lương chăm sóc người cha già mang bệnh nan y. Ông sinh vào thời Gia Khánh Triệu Thanh. Ông là người con rất chí hiếu. Mẹ ông mất sớm và không bao lâu người cha đột nhiên bị trúng gió bại liệt nửa thân. Thằng ơi, Đinh Thuận Lương mới 12 tuổi mà lâm vào hoàn cảnh mẹ mất, cha lâm trọng bệnh, gia đình lại nghèo. Ông lo cho cha xong lại phải ra làm việc kiếm tiền nuôi cha. Sau đó bệnh tình của người cha ngày càng nặng, bại liệt toàn thân. Từ đó về sau, hằng ngày ông không nể cực khổ dơ bẩn, đút cơm cho cha ăn, mặc quần áo, tắm rửa, giặt giũ, xoa bóp thuốc thang dọn dẹp. Khi rảnh, ông bế cha ra sân ngắm cảnh, phụng dưỡng cha hết sức chu đáo mà không nửa lời than thở. Công việc này kéo dài đến 16 năm dài, người cha mới qua đời. Đinh Thuật Lương đã để lại cho đời một tấm gương hiếu đối với người cha bệnh tật, đáng để cho chúng ta noi theo. Đó là những tấm gương hiếu bên Trung Quốc. Còn ở Việt Nam, vào năm 1825, An Thường công chúa mới lên 9 tuổi. Mẹ là bà mỹ nhân họ Nguyễn Thọ Bình. Công chúa vào cung hầu hạ thuốc men cho mẹ. Vào tiết vạn thọ, vua Minh Mạng cho các nội cung và các công chúa vào hầu tiệc. Bấy giờ có một viên quan chân yến, vua đem chia cho các công chúa, ai cũng ăn rất ngon miệng. Nhưng vua rất ngạc nhiên khi thấy công chúa An Thường cứ ngậm mà không chịu nuốt. Vua nhìn cười và dạy rằng: món này ngon lắm, lại hiếm có, chẳng những ngon mà còn bổ dưỡng nữa, con ăn không quen à? Công chúa An Thường quỳ xuống tâu: muôn tâu phụ hoàng, mẹ con bệnh nặng, ăn ngủ không ngon, hình sắc tiều tụy. Nghe nói món này bổ dưỡng, con muốn đem về dâng mẹ, nên con không nỡ nuốt, chứ nào phải ăn không quen. Vua nghe nói rất cảm kích, khen ngợi lòng hiếu thảo và phán: con cứ ăn, sẽ có phần ban cho mẹ con. Dứt lời, vua sai nữ quan đem một bát yến đến nội viện ban cho mẹ công chúa An Thường. Lòng hiếu thảo của công chúa An Thường đã làm cho Minh Mạng lưu ý đến bà mỹ nhân. Đây là gương hiếu của Việt Nam, đáng được coi là bài gia huấn rất thích hợp cho mọi nhà. Ngoài việc chăm sóc cha mẹ trong lúc bệnh hoạn ra, chúng ta còn phải tụng kinh, ăn chay niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh, lập công bồi đức để hồi hướng cho cha mẹ sớm được tiêu tai, giải nghiệp, tăng phước, tăng thọ. Nuôi cha mẹ khó hơn là nuôi con cháu. Phải hết lòng tôn kính dâng lời và nhỏ nhẹ, dịu dàng, chiều chuộng, không được nặng lời, phải thận trọng khi nói. Việc báo đáp công ơn cha mẹ cần phải kịp thời, đúng lúc. Khi cha mẹ còn khỏe mạnh không bồi dưỡng, để đến khi bệnh nặng rồi, cho dù ta có dâng món ngon vật lạ quý giá đến đâu, cha mẹ cũng không thể dùng được. Có nhiều người thấy cũng lạ, cha mẹ mạnh khỏe không cho ăn, đến khi bệnh nặng mới đem đủ thứ thức ăn đến nói: dùng đi ba, ăn đi má. Ăn gì nổi mà ăn. Lại có người lo cho cha mẹ chút ít, lại sợ cha mẹ không dùng, đem cho con cháu và người ngoài. Với tâm niệm ích kỷ hẹp hòi như thế thì làm sao sanh ra phước đức? Muốn diệt trừ ý niệm đó, phải nghĩ thế này: ở đời có nhiều người còn dám đem bạc triệu ra bố thí, huống chi mình phụng dưỡng cha mẹ. Nếu cha mẹ xài không hết, cho con cháu hoặc người ngoài để tạo phước và gieo thiện cảm với lối xóm, đó cũng là điều tốt. Thậm chí có nhiều đứa con sau khi thấy cha mẹ bệnh nặng, chỉ lo được vài ngày rồi đâm ra mệt mỏi, uể oải, chán nản, bực bội, bỏ phế,
lại còn thốt ra những lời bất kính, hành động trái đạo như cắt tiền phụng dưỡng, thuốc men, mong sao cho cha mẹ mau chết để khỏi cực khổ, tốn hao tiền của. Chuyện đời càng nói càng thấy bất nhẫn. Viết đến đây tôi bỗng nhớ câu chuyện. Một hôm có một cô phụ nữ tới tịnh xá thỉnh quý sư đến nhà tụng kinh cầu an cho cha. Khi đến nơi, tôi nhìn thấy ông cụ nằm trên giường, trong tay nắm sắp giấy tiền vàng bạc và đồ tẩn liệm cho người chết để chung quanh ông cụ. Tôi nhìn thấy cảnh tượng thương tâm ấy, ngạc nhiên hỏi: "Ông cụ chưa chết sao lại làm vậy?" Cô con gái nói: "Cha con bệnh lâu rồi, chạy chữa đã nhiều nhưng không hết, cho nên con mới đi coi bói. Mấy ông thầy biểu phải làm như vậy và thỉnh quý sư đến tụng kinh thì cha con mới chết được." Quý Phật tử nên biết rằng tụng kinh là cho người bệnh được nghe lời kinh tiếng kệ mà an tâm niệm Phật để giải bớt áp nghiệp, chứ không phải tụng kinh cho người ta chết. Nếu tụng kinh để cầu cho người ta chết là có tội, bởi vì con kiến còn ham sống. Vậy mà có nhiều người không hiểu, cho nên họ hành động một cách mù quáng, làm việc trái đạo, vong ân, bội bạc, vô tình, bất nghĩa như thế, thì sớm muộn gì cũng bị quả báo. Lại nữa, trên đời có nhiều chuyện thật là buồn cười. Điển hình như có cô Phật tử đến tịnh xá than thở với quý sư: "Mẹ con bệnh, chữa trị đã lâu mà không hết, con nhờ quý sư đến nhà tụng kinh cầu an cho mẹ con." Quý sư đến nhà cô tụng kinh, cô cung kính xá bái, tiếp đón rất nồng hậu. Tụng đến ngày thứ ba, bệnh tình mẹ cô không thuyên giảm. Cô vô cùng thất vọng nói: "Mấy ông sư này chắc là tu hành không có ra gì, cho nên tụng kinh không có linh." Chúng ta phải hiểu lời Phật dạy: tụng kinh, bố thí, phóng sinh là để giải bớt nghiệp chướng cho người bệnh phần nào. Nếu nói tụng kinh để cho người ta hết bệnh thì chẳng cần tu và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa. Điển hình như chuyện Đức Phật bị đau nhức thân mình là do trong tiền kiếp Ngài làm võ sĩ đánh đập kẻ khác. Lại có trường hợp cha mẹ bệnh nặng quá, bác sĩ cho thở bằng oxy để điều trị, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm lại càng trầm trọng hơn. Vì sợ tốn hao tiền của và quá mê tín, cho nên họ hỏi mấy ông thầy coi ngày giờ nào tốt để rút ống thở oxy ra, hoặc yêu cầu bác sĩ chích độc dược cho cha mẹ mau chết. Họ hành động độc ác như thế, lại còn biện hộ cho rằng: "Cha mẹ tôi bệnh hoạn, hành hạ xác thân đau khổ quá, cho nên tôi mới làm vậy, để cho cha mẹ tôi chết được nhẹ nhàng." Mới nghe thoáng qua thấy có lý, nhưng đặt trường hợp họ bị bệnh nặng, đang thở oxy, bất chợt có ai đó rút oxy ra không cho thở nữa, thử hỏi họ có chịu không, hay là tức giận chết trong uất hận. Chúng ta phải tin sâu lý nhân quả. Khi người thân trả hết ác nghiệp thì tự nhiên ra đi. Nếu trả chưa hết nghiệp mà rút ống thở và chích độc dược cho mau chết, một là phạm tội giết người, hai là làm cho người thân đầu thai trở lại tiếp tục trả ác nghiệp. Cho nên trong kinh Đức Phật cấm không được hủy hoại thân thể. Điển hình như vào thời Đức Phật, một hôm Ngài thuyết về tính chất vô thường và bất tịnh của thân. Có một số vị khất sĩ sanh tâm nhàm chán thân thể rồi tự sát. Đức Phật biết được, liền cho triệu tập tất cả các vị khất sĩ lại. Ngài nói: "Này các vị, quán vô thường là để thấy được tự tánh của vạn pháp là không thật, cho nên chúng ta đừng bao giờ để cho vạn pháp thao túng, làm cho ta khổ đau. Quán tính tan hoại của thân thể cũng nhằm mục đích ấy. Này các vị, người giải thoát là người không kẹt vào sự chán ghét. Tham đắm và chán ghét là những sợi dây ràng buộc. Người tự do là người vượt thoát cả tham đắm lẫn chán ghét. Do sự vượt thoát đó, người ấy an trú trong tịnh lạc. Các vị không hiểu được điều đó, đã tìm con đường dại dột bằng cách trốn chạy, để rồi phạm vào giới sát." Chưa hết,
Có một số người không hiểu gì về giáo lý nhà Phật. Gặp trường hợp trong gia đình có người thân bệnh nặng sắp chết, họ thỉnh quý sư đến tụng kinh cho mau chết. Quý sư đến tụng kinh ngày thứ nhất không chết. Hôm sau họ liền giết heo, cúng tế quỷ thần, cầu cho người thân mau chết. Sát sanh hại vật, cầu đảo tinh tú, cúng kiến quỷ thần, để cho người thân mau chết, thì thật là vô minh, điên đảo, tà kiến, làm việc dại dột, phi pháp, độc ác, mà không hay chẳng biết. Hạng người như thế thì sớm muộn gì cũng lãnh lấy ác báo đau thương. Quý Phật tử thử nghĩ, lúc mình còn nhỏ bị bệnh hoạn, cha mẹ lo chạy chữa đủ thứ, không có cha mẹ nào mà lại mong cầu cho con mình mau chết. Tại sao đến khi cha mẹ già yếu bệnh hoạn không lo điều trị để đền đáp, lại mong cho cha mẹ mau chết là sao? Cho nên người xưa bảo, nước mắt chảy xuống chứ không bao giờ chảy ngược lên. Nên có câu, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đó là lời thống trách những kẻ vong ân bội nghĩa mà ta thường gặp trong đời. Nếu người con có tâm địa độc ác đối với cha mẹ như thế nào, thì sau này con cháu nó sẽ trả lại như thế đó. Đúng như chuyện kể, thuở xưa có hai vợ chồng sinh được một cậu con trai đầu lòng, nên họ rất cưng, lúc nào cũng muốn lo cho con đầy đủ. Nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo, lại phải nuôi cha già. Một hôm, người vợ bàn với chồng rằng, cha này đã già cả, ăn không ngồi rồi, không làm được việc gì hết, lại còn sanh tính khó khăn. Anh nên chở cha vào rừng bỏ, để tiền nuôi con ăn học, sau này nó thành tài thì mình mới được nhờ. Nghe vợ nói như thế, nhưng vì thương cha nên anh không đành lòng làm như vậy. Thấy chồng làm ngơ, người vợ liền nói, nếu mà anh không có giải quyết chuyện của cha, em sẽ bỏ nhà ra đi cho anh vừa lòng á. Nghe vợ nói mãi, anh ta siêu lòng mới đi mua gỗ về đóng xe để chở cha vào rừng bỏ. Đứa con thấy thế tưởng đâu bố đóng xe cho mình chơi, nên hỏi, Bố đóng xe làm gì vậy? Này con à, ông nội nay đã già cả, lú lẫn ăn uống đổ tháo, đụng đâu tiểu giải đó, nên bố đóng xe để đẩy ông nội vào rừng bỏ. Bố ơi, bố bỏ ông nội rồi, nhớ đem xe về cho con nha. Đem về chi vậy con? Để khi nào bố già đó, con sẽ chở bố vào rừng con bỏ, giống như là bố chở ông nội vậy. Nghe con nói thế, anh chợt thức tỉnh, tự nghĩ nếu mình bất hiếu với cha thì sau này phải trả cái quả đó. Nên anh ta bảo, bố chỉ nói chơi, con đừng làm như vậy tội lắm. Bố đóng xe là để chiều chiều đẩy ông nội đi dạo mát vui vui vẻ, mạnh khỏe sống lâu với bố con mình. Vậy thì con sẽ giữ chiếc xe này lại, để sau này bố già rồi cái con chở bố đi chơi. Sau đó anh đến nói với vợ, nếu nàng nhận thấy ở được thì cùng ta lo trả hiếu, bằng không cứ tùy tiện ra đi. Người vợ sợ chồng đuổi, nên từ đó về sau không dám khởi ác ý với cha chồng nữa. Chuyện trên cho chúng ta thấy, trong cuộc sống, cho dù cha mẹ chúng ta có điều gì quá đáng không như ý ta, bổn phận làm con trai không thể vì sợ những vụ đụng chạm giữa vợ và cha mẹ xảy ra nhiều lần mà từ bỏ cha mẹ. Quý vị nên biết, con cái thường bị ảnh hưởng sâu sắc từ những hành vi ứng xử của cha mẹ. Vì vậy, gia đình hòa thuận, cha mẹ hiếu thảo với ông bà là tấm gương tốt cho con cháu noi theo. Người đời thường bảo, thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn. Khi vợ chồng hòa thuận sẽ làm nhiều điều hữu ích. Do đó, chẳng những tạo được một gia đình hạnh phúc mà còn khiến cho cha mẹ vui lòng. Nhờ thế được người đời tán dương khen ngợi. Em thì đi cấy ruộng đông, anh thì cắt lúa để chung một nhà, đem về phụng dưỡng mẹ cha, muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền. Sách Nho có câu, thân ký bất thảo, tử hà hiếu duyên,
nghĩa là mình không thảo, con nào thảo lại? Ở đời, có nhiều đứa con tuy lo cho cha mẹ được đầy đủ về vật chất, nhưng nếu cha mẹ nói trái ý một chút là nạt nộ. Cho nên, trong kinh Tạp Bảo Tạng Đức Phật dạy, làm con đối với cha mẹ đem chút lễ mọn cúng dường thì được phước vô lượng. Trái lại làm ít điều bất thiện đối với cha mẹ, tội cũng vô lượng. Xin nhớ một điều, là việc báo hiếu cho cha mẹ lúc còn sinh tiền mới là cần thiết và có ý nghĩa. Đến khi cha mẹ qua đời, dù ta có làm mâm cao cổ đầy để cúng kiến, báo hiếu theo cách đó chỉ là để dối lòng, dối người mà thôi. Cổ đức cũng vậy, nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, không làm để ở hung hăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhượng biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì cho xong. Mẹ cha là người trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Dường linh đơm quải mới là, nuôi cha dưỡng mẹ thật thà con ngoan. Trong việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, con cái cần có kế hoạch giúp đỡ cha mẹ khi tuổi già, cũng như lúc cha mẹ đau yếu. Con trai con gái lớn như chim đầu đàn, phải nêu gương chăm sóc và phân chia công việc cho các em và vợ con thay phiên nhau hầu hạ cha mẹ. Nhất là phải quan tâm đến việc ăn uống của cha mẹ. Mỗi bữa ăn nên dọn riêng cho cha mẹ, vì con cháu ăn uống ồn ào ồ ạt sẽ làm cho cha mẹ không hài lòng lắm. Thỉnh thoảng ta nên xem lại công việc mà ta chỉ bảo các em và vợ con chăm sóc cha mẹ có được thực hiện hay không. Phải thường xuyên nhắc nhở kẻo họ bi trễ. Nếu ta bận rộn nhiều công việc xã hội hoặc đồng án, tất nhiên ít có thời gian chăm sóc cha mẹ. Nhưng không vì vậy mà ta để mặc cho vợ con lo cho cha mẹ đói no, bệnh hoạn gì ta cũng chẳng quan tâm đến. Làm người mà ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, không nghĩ đến người khác, khi có chuyện gì thì tự mình lo lấy, không ai ngó ngàng đến. Cho nên cha mẹ phải hết lòng lo lắng cho con cái phải quan tâm chăm sóc cha mẹ, đùm bọc yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, thì gia đình đó sẽ được hạnh phúc yên vui. Tóm lại, muốn giữ được lòng hiếu kính với ông bà cha mẹ, căn bản tối thiểu là phải làm những điều sau đây. Thứ nhất, lưu ý chăm sóc sức khỏe, thăm viếng mỗi ngày, lo miếng ăn, thức uống, áo quần, thuốc men đầy đủ. Thứ hai, nếu không lo được như vậy thì lo chu cấp tiền bạc cho ông bà cha mẹ không bị thiếu thốn, tự mua sắm các nhu cầu. Thứ ba, tạo nguồn vui giải trí, tốt nhất là tạo cơ hội cho ông bà cha mẹ đi đó đây, thanh thản tinh thần, đây là cách dưỡng sinh tốt nhất. Thứ tư, đừng bao giờ để ông bà cha mẹ lo lắng, buồn lòng. Thứ năm, đáp ứng những yêu cầu mong ước của ông bà cha mẹ. Thứ sáu, đừng để ông bà cha mẹ cô đơn trong bệnh viện. Thứ bảy, đi thưa, về phải trình, để cho ông bà cha mẹ luôn luôn được yên tâm. Thứ tám, có điều gì vui và thành đạt, kết quả tốt đẹp bất ngờ, nên báo tin liền, để ông bà cha mẹ cùng vui. Thứ chín, tạo điều kiện cho ông bà cha mẹ phát triển về mặt phước đức và tâm linh. Đây là điều mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Được như thế mới xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, biết làm tròn đạo hiếu, để cho cha mẹ vui vẻ và hãnh diện với đời. Cao Văn Càng. B. Phàm làm việc gì trước phải lễ phép thưa hỏi cho cha mẹ biết. Có nghĩa là phàm đi đâu và làm việc gì, trước phải thưa hỏi cha mẹ. Lời Phật dạy như thế, vậy mà có nhiều người ý mình thông minh lanh lợi, xem thường cha mẹ, muốn đi đâu làm gì tùy ý, không trình cho cha mẹ biết. Lễ nghĩa là giềng mối của đạo đức, đi thưa về trình,
sẽ làm cho cha mẹ hoan hỷ. Và nếu có ai hỏi, cha mẹ biết để trả lời cho người ta rõ. Hoặc có chuyện gì bất trắc xảy ra, mình không về được, cha mẹ biết chỗ đi tìm. Nên làm con, đi đâu hoặc có quan hệ với ai, làm việc gì, chúng ta cũng phải trình bạch rõ ràng, giờ giấc đúng hẹn, để cha mẹ khỏi đợi chờ. Trong công việc đi lại, làm ăn, đừng để ảnh hưởng không tốt đến gia đình. Đó là người con có hiếu. Hơn nữa, cha mẹ là người đi trước có kinh nghiệm sống hơn mình. Nên phàm làm con đi đâu hay làm việc gì, nên hỏi ý kiến cha mẹ để tránh những thiệt hại về sau. Hễ làm con thì đi phải thưa, khi về phải trình cho cha mẹ biết. Đi chơi phải chọn bạn tốt, phải học tập cho có nghề nghiệp. Lúc nói năng không được xưng mình là lớn. Khúc lễ. Lễ phép với cha mẹ chính là sự thể hiện lòng hiếu thảo. Có người cho là không quen khi tập nói một câu tử tế với cha mẹ. Người ta cho rằng câu nói "Thưa mẹ, cho phép con ra ngoài một tí." Câu nói như thế là khách sáo và quá cổ lệ. Người ta sống không có nề nếp từ bé, chưa quen câu nói trên, nên cho là khách sáo hay cổ lệ đó thôi. Nếu ta công nhận rằng cha mẹ là bậc bề trên hết, thì khi nói năng với cha mẹ, sự lễ nghĩa phải đặt lên hàng đầu. Người già thường hay nghĩ ngợi, có khi chỉ vì câu nói vô tình của ta đã khiến cho cha mẹ tủi lòng. Làm con hiếu thảo, chắc ta đâu muốn để cho cha mẹ buồn phiền. Có nhiều đứa con nói chuyện với cha mẹ bằng những từ cọc lóc như không, có, ừ, phải. Tại sao ta không nói bằng những câu thông thường tế nhị như dạ, con xin mời ba má dùng cơm, hoặc thưa mẹ, cho phép con ra phố một tí mẹ nhé, hay là thưa cha mẹ, con đi học về. Những câu nói rất thông thường trong phép gọi dạ, bảo, vân. Ta đừng bao giờ nói trống không, vì có khi nào ta dám nói một câu cọc lóc trống không với cô hoặc thầy giáo hay những bậc trưởng thượng đáng tôn kính. Vì vậy, đối với cha mẹ, ta càng phải giữ lễ hơn. Tóm lại, muốn cho cha mẹ an tâm vui vẻ, đạo làm con đi thưa về trình, làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến cha mẹ trước. Đó là người con có đức khiêm tốn, biết kính trọng cha mẹ vậy. Con cái khôn ngoan, dễ dàng cha mẹ. Tục ngữ. C. Cha mẹ làm việc lành và chỉ dạy mình những điều hay lẽ phải, không được ngăn cản, chống bán. Có nghĩa là khi thấy cha mẹ phát tâm cúng dường, bố thí, phóng sanh, mình không nên vì thành kiến hay vì tính keo kiệt ngăn cản, mà phải hết lòng hỗ trợ cho cha mẹ được toại nguyện, để vun trồng phước đức về sau. Kế đến, mình còn phải cung kính, lễ phép, nói năng khiêm tốn, không được hỗn hào, quên quang. Không được vì tính hiếu kỳ, nông nổi, làm trái ý nghịch lòng, khiến cha mẹ buồn phiền. Chỉ cần nhỏ nhẹ và biết vâng lời thôi, cha mẹ cũng vui sướng lắm rồi. Bởi vì bổn phận làm con, phải biết giữ gìn đạo nghĩa, luôn luôn thận trọng trong mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm. Đối với cha mẹ, phải hết lòng kính thương, không bao giờ làm ngược lại ý muốn của cha mẹ, để sau này khỏi phải ăn năn hối hận. Trong kinh Tâm Địa Quán, Phật bảo rằng: nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào biết nghe theo lời dạy của Bi Mẫu và thừa nhận không trái, thời được chư thiên gia hộ, phúc lạc vô biên. Ai hiếu dưỡng cha mẹ, kính trọng bậc gia trưởng, nói những lời nhu hòa, từ bỏ lời hai lưỡi, chế ngự lòng sang tham, là con người chân thật, nhiếp phục được phẫn nộ. Với con người như vậy, chư thiên tam thập tam gọi là bậc chân nhân. Về
phải giữ gìn truyền thống gia đình và bảo vệ tài sản của cha mẹ. Cha mẹ vất vả ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, đổ mồ hôi công sức làm ra của cải để lại cho con. Vậy mà có nhiều đứa con khi lớn lên không lo phụng dưỡng cha mẹ, chẳng làm tròn bổn phận, lại còn phá hoại tài sản và những truyền thống tốt đẹp, như lập bè kết đảng, ý mạnh hiếp yếu, hung hăng bạo ngược, chửi rủa đánh đập, đâm thuê chém mướn, và đam mê rượu chè cờ bạc, gian xảo trộm cướp, kết quả bị tù tội. Nỗi khổ của cha mẹ là buồn rầu, lo lắng, thăm nuôi, làm nhục nhã cha mẹ, gia đình, dòng họ, để cho miệng thế chê cười. Đó gọi là bất hiếu. Theo thế tục, có 5 tội bất hiếu là: tay chân lười biếng, không đói hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ là một tội bất hiếu; mê cờ bạc rượu chè, không đói hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ là 2 tội bất hiếu; ham tiền tài của cải, tôm góp cho vợ con, không đói hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ là 3 tội bất hiếu; chạy theo ham muốn của tai mắt, hành động bất chánh làm cho cha mẹ mang nhục là 4 tội bất hiếu; ỷ sức cậy tài, đua tranh hung hăng đánh lộn làm liên lụy đến cha mẹ là 5 tội bất hiếu. Mạnh Tử. Ngày xưa chúng ta đã biết bao lần làm khổ mẹ cha, giờ đây hãy chắp 2 tay lên trán, quỳ dưới chân cha mẹ ăn năn sám hối, thành tâm đảnh lễ để tỏ lòng tôn kính, cầu xin cha mẹ tha thứ những lỗi lầm vụng dại của con. Xin cha mẹ nhận lại lòng con hiếu, đã bao lần làm cha khổ ngày xưa, đã bao lần mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lại cũng chưa vừa ơn ấy. Nói chung, con trai muốn cho cha mẹ vui lòng thì phải tránh xa rượu chè, cờ bạc, hút chích, chớ giao du với bạn xấu và không la cà bê tha. Nên quyết tâm cao trong việc học tập, trì trí tiến bước trên đường sự nghiệp. Con gái phải sống sao cho cha mẹ hài lòng. Là con gái, bao giờ cũng phải rèn đức tính thùy mị, nết na, đầm thấm, công dung ngôn hạnh. Tránh ngồi lê đôi mắt nói chuyện thị phi, không nên rong chơi nhảy nhót. Nói năng phải nhỏ nhẹ, đi đứng trang nghiêm, giữ gìn phẩm hạnh, đừng để mang tiếng làm mất nết. Vì vậy, người con phải luôn hiếu thảo, cần mẫn siêng năng làm việc lương thiện, giữ mình trong mọi hành động, đừng để người đời khinh khi, cho ta là kẻ xấu xa, vô giáo dục, làm phương hại đến thanh danh của cha mẹ, mà phải chăm học, chăm làm, lưu danh thơm tiếng tốt cho gia đình. Người con như thế là biết bảo vệ danh dự và tài sản của cha mẹ, mỗi ngày càng thêm hưng thịnh, tốt đẹp. Quý Phật tử nên biết, cha mẹ sinh ra con, lúc nào cũng hy vọng sau này con lớn lên có hiếu và phụ giúp với mình để xây dựng gia đình. Vì vậy, người con cần phải làm tròn bổn phận của mình, đừng để cha mẹ phải thất vọng. Có nhiều đứa con chẳng những không lo bảo vệ tài sản của cha mẹ, mà còn mong chờ cho cha mẹ mất để phân chia tài sản, thậm chí còn bán luôn nhà thờ tổ tiên ông bà, làm cho mất đi di tích thiêng liêng của ông cha để lại, làm cho miệng thế chê cười. Thật là chua xót cho người quá cố. Trong kinh Puttasutta, Đức Phật dạy: cha mẹ mong cầu nơi con 5 điều. Thứ nhất, người con mà chúng ta nuôi dưỡng, về sau ta già, nó sẽ phụng dưỡng lại chúng ta. Thứ hai, người con sẽ lo giúp công việc của chúng ta. Thứ ba, người con sẽ nối dòng dõi của tổ tiên. Thứ tư, người con sẽ thừa hưởng và bảo vệ của cải sự nghiệp của chúng ta. Thứ năm, khi chúng ta qua đời,
các con lo làm phước thiện hồi hướng đến chúng ta. Đó là điều hy vọng của cha mẹ, mà người con phải làm tròn bổn phận để cho cha mẹ được toại nguyện, dù cha mẹ còn sống hay đã qua đời. Đã sinh ra kiếp con người, trai thời trung hiếu ai ơi cho tròn, gái thời giữ hạnh lòng son, sớm hôm gìn giữ kẻo còn chút sai. Đi, khi cha mẹ qua đời phải lo tang lễ. Qua lời Phật dạy, bổn phận làm con khi cha mẹ mất phải lo quan tài, tống táng, tuần thất, dỗ quải để duy trì truyền thống ông bà tổ tiên. Khi cha mẹ mình mất, nhưng những giọt máu và hình ảnh của cha mẹ còn để lại trên thế gian này, đó là anh chị em của mình. Đừng vì quyền lợi rồi tranh giành đấu đá lẫn nhau, mà phải hết lòng thương yêu. Người giàu thì đùm bọc giúp đỡ cho người nghèo, người nghèo thì cố gắng tiến lên và đồng tâm hiệp lực hướng về Tam Bảo quy y, giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh, tu tạo phước lành để hồi hướng đến hương linh cha mẹ, sớm được nhẹ nhàng siêu sanh tịnh độ. Có như thế mới xứng đáng là người con chí hiếu trong giáo pháp Phật Đà. Tại sao khi cha mẹ qua đời chúng ta phải tạo phước? Vì lúc mình còn nhỏ, cha mẹ muốn cho con ăn ngon mặc đẹp, khỏe mạnh mau lớn, thì phải đập đầu con cá, cắt cổ con gà, thậm chí tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi. Vì thương con mà cha mẹ tạo lắm lỗi lầm. Cho nên khi cha mẹ từ trần, người con phải hiểu điều đó, không nên sát sanh hại vật để lo tang chế, tuần thất, dỗ quải. Vì làm như thế, vong linh cha mẹ chẳng những không được siêu thoát, mà còn bị đọa ba đường dữ. Như vào thời Đức Phật, một hôm Ngài cùng A Nan đi dọc bên bờ sông Hằng, chợt thấy có 300 ngạ quỷ vừa đi vừa vui mừng ca hát. Tiếp theo lại có 300 ngạ quỷ đói khát, vừa đi vừa kêu khóc thảm thiết. A Nan kinh ngạc hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao cũng đều là ngạ quỷ mà bọn kia thì ca hát, bọn này lại khóc la? Đức Phật bảo: Này A Nan, bọn quỷ ca hát là vì chúng sắp được sanh thiên, do nhờ con cháu của chúng biết lo tu phước, trì trai giữ giới. Còn bọn quỷ khóc la là vì chúng sắp bị đọa địa ngục bởi con cháu sát sanh, hại mạng để cúng tế, tuần thất, dỗ quải cho họ. Qua chuyện trên, Phật nhắc nhở chúng ta không nên sát sanh hại vật, cúng tế rồi tổ chức ăn uống thù tạc theo thế gian. Đó là gây thêm nợ nần oan nghiệt cho cha mẹ, càng thêm đau khổ, hoàn toàn không có ích lợi gì. Bởi thế, khi ông bà cha mẹ mất, chúng ta phải cúng chay và cố gắng lập công bồi đức để hóa giải bớt oan nghiệp cho cha mẹ, được tiêu diêu nơi nhãn cảnh. Người thời xưa, khi cha mẹ mất, các con ăn chay nằm đất, giữ mồ 3 năm, thân thể tóc râu không cạo, ăn mặc thô sơ, chẳng biết sự vui, không nếm mùi rượu. Lúc đám tang tuần thất, dỗ quải, trong nhà im lặng trang nghiêm, tưởng niệm nhắc nhở công lao cha mẹ, người người bùi ngùi tất dạ, hằng ngày thành kính cúng kiến lễ bái chẳng quên. Có đâu như ngày nay, mãn tưởng lo chơi, trống kèn đàn hát, sát sanh cúng tế, ăn uống say sưa, trái lời Phật dạy. Thật tủi cho lòng người quá giản. Nên nhớ, những gì không đúng tinh thần giáo lý nhà Phật thì chúng ta chớ làm, như là đốt giấy tiền vàng bạc, nhà binh khí, sát sanh cúng tế. Hãy để tiền lãng phí đó mà bố thí cho những người bệnh hoạn, nghèo nàn, lang thang đói rách, để hồi hướng đến hương linh người quá giảng, thì cả kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích. Ngày xưa,
có vợ chồng nhà phú hộ nọ sinh được 5 người con gái. Nhà giàu nhưng lại không có con trai, nên bao nhiêu tình thương họ đều dồn vào những cô con gái. Lần lượt 5 cô lớn lên, ai nấy đều lập gia đình và đi ở riêng. Vì các cô lấy chồng xa nên hai ông bà phú hộ cảm thấy nhớ con quá. Một hôm bà bảo chồng: "Sắp tới ông chịu khó trong nhà cửa cho tôi đi thăm chúng một lượt, sau đó tôi lại về trong để ông đi." "Phải đó," ông đáp, "nhưng bà phải đi nhanh nhanh lên mới được, đừng bắt tôi đợi lâu." "Không được đâu, tôi tính ở lại với các con, đứa nào ít nhất cũng 1 tháng, 5 đứa vị chì là 5 tháng, còn đi đường cũng độ vài 30 ngày, như vậy cũng mất ngót nửa năm rồi ông ạ." "À, thôi được, thế thì bà nó đi đi, bà nhớ đừng để cho đứa nào quấn quýt quá, rồi ăn dầm nằm về ở đó, làm cho tôi mỏi mòn trông đợi." Rồi người vợ cùng con hầu ra đi. Nhưng chỉ được vài tháng đã thấy bà trở về vẻ mặt buồn xo. Thấy thế ông liền hỏi dồn: "Cần cớ làm sao mà bà về nhanh như vậy? Có gặp điều gì khó khăn dọc đường hay không mà vẻ mặt bà không được vui?" Bà phú hộ đáp: "Chẳng có gì hết, tôi vẫn bình yên, chúng nó đều mạnh khỏe cả. Tôi về sớm là vì tôi muốn ông khỏi trông, ông cứ đi một lần cho biết." Thấy vợ nói úp úp mở mở, ông phú hộ chẳng hiểu gì nên cuối cùng cũng sắm sửa hành lý ra đi. Ông ghé thăm nhà người con gái thứ nhất, chàng rể tiếp đón niềm nở làm ông hài lòng. Nhưng con gái ông lại không được như thế, nó chỉ chuyện trò giả lả được đôi câu rồi quay vào công việc của nó. Đến khi chồng nó ra đồng trông coi thợ cày cấy thì con gái ông lúi húi lo việc bếp núc, cha con chẳng có dịp chuyện trò. Mãi đến gần trưa, ông cảm thấy bụng đói cồn cào, định bảo nó dọn cho mình ăn trước như khi còn ở nhà, nhưng rồi lại nghĩ thầm, để xem nó đối đãi với cha nó ra sao cho biết. Ông thấy con gái chờ chồng về mới dọn cơm ra. Chàng rể của ông lúc ấy tuy đã về rồi mà vẫn còn bận một số công việc nên ông phải đợi tiếp. Đến khi thấy quá trưa, con gái ông mới gọi chồng: "Mình ơi, hãy để đó vào ăn cơm đi, cho ông già ăn với." Nghe con gái nói thế, ông cảm thấy không được vui. Chiều hôm ấy và liên tiếp những ngày sau cũng vậy. Ông nghiệm ra rằng con gái ông chăm sóc cho chồng nó chứ không phải cho ông. Thì ra bây giờ nó coi cha nó chẳng ra cái quái gì. Nếu chồng nó không ăn thì có lẽ mình cũng phải ngồi nhịn đói. Ở chơi được ít ngày, thấy con gái không được vồn vã đầm thắm như xưa, ông liền từ giã vợ chồng nó mà đi đến nhà đứa khác xem sao. Lần này vừa đi, ông vừa lẩm bẩm: "Chắc thế nào những đứa sau cũng phải khác chứ? Chẳng lẽ đứa nào cũng như vậy cả sao? Vợ chồng ta trông cậy chúng nó, rồi đây sẽ chia nhau về phụng dưỡng một khi bố mẹ tuổi già kia mà." Nhưng khi đến nơi, ông thấy đứa thứ hai cũng chẳng khác gì đứa đầu. Nghe bố đến thăm cũng tiếp đãi, gọi lại cho tròn bổn phận, rồi lại loay hoay vào công việc nhà chồng, bỏ mặc ông chẳng chút quan tâm. Lần lượt ông đi thăm đủ 5 cô con gái yêu quý, nhưng chẳng đứa nào là không say mê với công việc của nó, chẳng đứa nào quan tâm chăm sóc đến ông như lúc còn ở nhà. Sau cùng ông chép miệng: "Vậy là con gái một khi bước về nhà chồng thì chẳng còn là con mình nữa, nó xem chồng trọng hơn bố mẹ nó nhiều." Nghĩ vậy,
nên ông quậy quả trở về. Ông tính lại thời gian thăm con, cả đi lẫn về còn ngắn hơn cả bà. Khi về, ông gọi vợ lại bàn rằng: "Thế là mấy đứa con gái có cũng như không, chẳng hy vọng gì vào chúng nó, đỡ đần mình tuổi già nữa rồi. Bây giờ bà để tôi đi kiếm một đứa con nuôi, đặng sau này nó săn sóc chúng mình lúc mắt lòa chân chậm, bà nó nghĩ sao?" Vợ Phú Hộ trả lời: "Thôi ông ạ, đừng có đi mà mất công, lại nhọc xác. Con đẻ rứt ruột ra mà chúng không đoái hoài thì con nuôi có làm được gì?" Phú ông liền bảo: "Trên đời này có kẻ tốt người xấu, đâu phải ai cũng như ai, bà đừng ngại." "Được rồi, ông cứ đi đi, cố tìm một đứa con ngoan phụng dưỡng, mọi việc ở nhà mặc tôi lo liệu." Phú Hộ bèn đóng vai một ông già nghèo khó, rồi ra đi từ làng này đến làng khác, đến đâu ông cũng rao: "Ai mua cha không? Có ai mua cha thì ra mà mua, mua ta về làm cha chỉ mất 5 quan tiền thôi." Mọi người nghe ông già rao như vậy thì tưởng ông điên, có người còn vui miệng nói: "Mua lão ấy để về nhà mà hầu ư? Và để rồi đây lão ta 100 tuổi qua đời, có được đồng nào còn phải lo tống táng nữa sao? Thà là nuôi một người đầy tớ còn hơn." Tuy có nghe nhiều lời mỉa mai cười cợt, Phú ông vẫn không nản chí, vẫn đi hết xóm này đến ấp kia, miệng rao không ngớt: "Có ai mua cha không này?" Bấy giờ ở làng nọ có 2 vợ chồng một nông phu nghèo, nghe có người đi bán mình làm cha, chồng bảo vợ: "Hai vợ chồng mình mồ côi từ bé, chưa bao giờ được hưởng tình cha con, lại chưa có mụn con nào, thật là buồn. Thôi thì ta mua ông già này về thủ thỉ với nhau khuya sớm cho vui cửa vui nhà." Thấy vợ bằng lòng, anh chàng chạy ra đón ông già vào nhà và nói: "Ông định bán bao nhiêu tiền?" "5 quan không bớt." Anh chồng liền thưa: "Thú thật với ông, nhà tôi nghèo quá, muốn mua ông nhưng không sẵn tiền. Vậy ông ngồi chơi, để tôi bảo nhà tôi đi vay xem sao." Phú Hộ ngồi chờ hồi lâu, thấy chị vợ chạy đi một lát rồi lại quay về, nhưng số tiền vay được cùng với tiền nhà gom lại cũng chỉ có 2 quan. Anh chồng liền nói: "Thôi thì ông thông cảm cho, 2 ngày nữa mời ông trở lại, chúng tôi sẽ có đủ tiền." 2 ngày sau, vợ chồng anh nông phu trao tiền cho ông, mời ông vào nhà, cha cha con rất thân tình. Phú Hộ thấy đầu tóc người vợ bây giờ biến đi đâu mất, liền hỏi: "Này con ơi, tại sao đầu tóc của vợ con lại cắt cục đi như vậy?" Anh chồng tần ngần đáp: "Chẳng giấu gì cha, nhà con nghèo quá, không đủ tiền mua. Mà nếu không mua thì biết có dịp nào tốt hơn. Vì vậy vợ con phải cắt tóc đi bán mới có đủ số tiền 5 quan đó." Từ ngày có người cha nuôi, 2 vợ chồng nông phu tỏ ra rất niềm nở và chịu khó chăm sóc hầu hạ ông không biết mệt. Phú ông vẫn không cho biết gốc tích quê quán thật của mình, hằng ngày vẫn cứ ăn no ngủ kỹ, đôi lúc lại kêu váng đầu mỏi lưng, bắt họ phải xoa bóp hoặc tìm thầy chạy thuốc. Mặc dầu vậy, 2 vợ chồng vẫn cơm nước săn sóc không bê trễ. Cứ như vậy được vài tháng, nhà họ đã nghèo lại càng mạt thêm. 2 vợ chồng phải cố gắng làm thêm để nuôi cha, có bữa phải nhịn đói để nhường cơm cho ông già. Tình hình như vậy kéo dài nửa năm, nợ nần của vợ chồng họ chồng chất quá nhiều mà trong nhà tiền đã kiệt. Tuy vậy họ vẫn không hề lộ vẻ mỏi mệt, cố làm vui lòng cha già. Một hôm, 2 vợ chồng ngủ dậy đã thấy người cha nuôi khăn gói chỉnh tề.
Ông bảo họ: "Các con hãy đốt cái nhà này rồi đi theo ta." Vợ chồng anh nông phu trố mắt nhìn nhau, tưởng ông phát điên. Nhưng sau đó lại thấy ông phú hộ dục bảo: "Làm con thì phải vâng theo cha mẹ, chớ có sai lời. Cha đã bảo các con đi theo cha kiếm ăn thì cứ việc đi, còn cái nhà này ọp ẹp chẳng đáng bao nhiêu, đừng tiếc nữa." Vợ chồng nghe thế thì biết ông nói thật, không dám cãi, đành nhặt nhạnh một vài món đồ buộc thành một gói rồi châm lửa đốt nhà. Đi theo ông già, họ thấy ông ban ngày lần hồi xin ăn, tối tối lại vào nhà người xin ngủ nhờ, họ vẫn vâng lời, không chút phân vân. Ba người đi xin ăn như thế được 5 ngày, cuối cùng đến trước một ngôi nhà ngói tường vôi, ông mới vui vẻ bảo họ: "Các con ơi, đã đến nhà ta rồi." Bà phú hộ bước ra cổng đón vào. Ông tươi cười bảo vợ: "Bà nó này, đây mới thật là con của chúng ta đấy." Bấy giờ vợ chồng anh nông phu mới ngớ người ra, biết được cha mẹ nuôi mình là một nhà giàu có. Phú hộ bảo anh nông phu lấy theo họ mình, và từ đó hai vợ chồng bước vào một cuộc đời sung sướng. Ít lâu sau, phú hộ lâm bệnh nặng, biết mình sắp gần đất xa trời, ông bèn làm tờ di chúc để phần lớn gia tài cho đứa con nuôi. Đoạn ông gọi vợ đến trăn trối rằng: "Sau khi tôi chết, bà nhớ đừng cho 5 đứa con gái biết tin đấy." Ông nói tiếp: "Nếu chúng nó có nghe ai mách mà về đây, chưa biết chừng tôi sẽ bứt nếu trỗi dậy cho mà coi. Việc để tang thì đứa con trai cứ theo cố tục cắt tóc, đội mũ, quấn rơm trên đầu để chứng tỏ mình chịu cực chịu khổ với cha mẹ thì thôi cũng được. Nhưng đứa con dâu thì bà bảo nó khỏi cắt tóc, vì tôi chưa bao giờ quên được cái việc nó đã hy sinh mái tóc dài của nó để mua cha. Vậy nó chỉ cần đội khăn tang là đủ." Nhưng khi khâm liệm cho chồng xong, bà phú hộ vì nặng lòng nên cũng cho người lén báo tin cho 5 đứa con gái biết. Khi chúng về, bà đón ở cổng, thuật lại lời trối của cha cho chúng nghe và bảo chúng đừng có vào nhà, kẻo có sự chẳng lành. 5 đứa con gái hối hận lắm, nhưng việc đã rồi biết làm sao. Khi đưa linh cữu cha, chúng đòi đi đưa cho bằng được. Khuyên can còn mãi không xong, cuối cùng bà buộc lòng phải xé cho chúng ngoài khăn tang ra, còn thêm mỗi đứa 1 vuông vải cho chúng che mặt lại, để mong linh hồn bố chúng khỏi biết. Từ đó, người ta bắt chước để tang theo cách gia đình này đã làm. Con trai cắt tóc vành rơm, mũ mấn, dây lưng chuối như cổ tục. Con dâu được miễn cắt tóc, chỉ đội khăn tang, lại miễn cả che mặt. Còn con gái ngoài khăn tang còn có thêm 1 mảnh vải che mặt. Trong việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, chúng ta nên nhớ những điều cụ thể sau đây. Thứ nhất, hiếu dưỡng là cung cấp thuốc men, chỗ ở, vật ăn, thức uống. Thứ hai, hiếu hạnh là đối với cha mẹ phải giữ thái độ, hành vi, ứng xử, cung kính, lễ phép, nhẹ nhàng, mềm mỏng, lựa ý, lựa lời. Khi cha mẹ ốm đau bệnh tật, phải kiên nhẫn thuốc thang, chăm sóc, bồi dưỡng chu đáo, không được tỏ ra điều gì bất hiếu. Thứ ba, hiếu tâm là sự quan tâm, nghĩ ngợi hết lòng lo lắng một cách chân thành, chân thật, kính trọng đối với cha mẹ, biểu hiện mình là người con có hiếu thảo. Thứ tư, hiếu đạo là hướng dẫn cha mẹ quy y, giữ giới, ăn chay, niệm Phật, làm lành lãnh dữ. Hơn nữa, tự thân mình đi xuất gia tu hành như gương hiếu của Đức Phật và Ngài Mục Kiền Liên, cứu giúp cha mẹ thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử. Chúng ta hãy ghi nhớ câu ca dao nói lên tất cả những niềm thiết tha của người con hiếu: công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta.
phận làm con phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Thứ tư, chữ hiếu trong kinh A Hàm và kinh Trường Bộ. Một, Phật dạy phàm làm con phải lấy những điều sau đây để kính thuận cha mẹ. A, cung phụng cha mẹ không để thiếu thốn, có nghĩa là những việc nặng nhọc cho đến việc bế em bồng cháu không nên giao cho cha mẹ. Bổn phận làm con là phải hết lòng chăm sóc, lo cho cha mẹ từng miếng ăn giấc ngủ, tùy theo thời tiết mà may mặc cho cha mẹ được ấm áp, mát mẻ. Ở trong nhà, ta phải chọn một căn phòng nào tốt nhất, sạch sẽ, mát mẻ, thanh tịnh và đầy đủ tiện nghi để cho cha mẹ tịnh dưỡng trong lúc tuổi già. Khi cha mẹ ốm đau, phải sớm thăm tối giếng, cơm cháo và lo chạy chữa thuốc thang mà không nể tốn hao tiền của. Đây là dịp tốt để tỏ lòng hiếu của mình đối với đấng sanh thành, dù công việc săn sóc đó có cực nhọc, dơ bẩn hay tốn kém đến đâu, ta cũng phải lo cho chu toàn. Không nên có tâm tính toán, so đo, để cho cha mẹ vừa lòng, rồi ân cần an ủi, giải khuây những nỗi đau đớn, lo buồn. Hãy nhớ lại những ngày nào khi ta còn thơ dại, mỗi khi ấm tráng, cha mẹ đã tận tâm chạy thầy lo thuốc, chăm sóc cho ta đến quên ăn bỏ ngủ, cực khổ biết giường nào. Từ đó, ta mới thấy được rằng, báo hiếu cho cha mẹ là một bổn phận thiêng liêng, không ai có thể xem thường được. Người nào trốn tránh trách nhiệm, đó là kẻ đáng khinh, không xứng đáng làm người sống trong xã hội. Trong việc chăm sóc cha mẹ lúc già cả đau yếu, chúng ta thấy có nhiều người con bỏ ra bạc triệu để lo cho cha mẹ một cách dễ dàng, nhưng có khi lại không chịu đựng được sự dơ dái, hôi hám, sự khó tánh la rầy, hoặc là lười biếng không chịu thức đêm để hầu hạ săn sóc cha mẹ. Chúng ta hãy xem qua tấm gương hiếu của Văn Đế. Truyện kể, một hôm Bạc Hậu đau yếu suốt 3 năm liền. Ngoài những buổi lâm triều, Văn Đế vẫn mặc long bào uy nghi đi vào tận bên giường mẹ đứng hầu, quên cả ăn ngủ, đêm ngày túc trực canh chừng, chờ đợi lời sai bảo của mẹ. Mỗi khi ngự y dâng thuốc chữa trị bệnh, Văn Đế đỡ lấy nếm thử trước xem mùi vị như thế nào để chia sẻ nỗi khốn khổ cùng mẹ. Bà mẹ nhìn con thương xót khuyên rằng: trong cung thiếu gì người, con cho gọi cung nữ đến chăm sóc cho mẹ cũng được, con không nên vất vả vì mẹ như vậy. Nghe mẹ nói thế, ông quỳ xuống thưa rằng: mẹ bệnh mà con không tự mình chăm sóc cho mẹ được, chẳng may mẹ mất thì con đâu còn dịp để đền đáp công ơn của mẹ. Các quan trong triều và dân chúng biết Văn Đế là bậc hiếu tử, ai nấy đều noi gương theo. Nhờ vậy, người người trong nước đều giữ lòng hiếu thảo với cha mẹ, nên thiên hạ được thái bình thịnh trị. Tấm gương hiếu thảo của Văn Đế trong việc chăm sóc mẹ bệnh đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Hay là chuyện đời Đường, có ông Tăng Trực làm quan đến chức thái sử. Tuy làm quan chức cao, nhà có nhiều người hầu hạ, nhưng ông vẫn tự mình săn sóc và cung cấp những thứ cần dùng cho cha mẹ. Mặc dù việc làm đó có dơ bẩn thế nào, ông cũng chính tay lau rửa mà không bảo gia nhân làm. Hai chuyện trên cho chúng ta thấy Văn Đế và quan Tăng Trực muốn bao nhiêu người phụ giúp chăm sóc cho cha mẹ cũng được, nhưng tại sao quý ngài không làm như vậy mà tự tay mình chăm sóc cho cha mẹ? Một là để tỏ lòng tri ân báo ân, hai là làm cho cha mẹ được vui lòng. Trái lại, mướn người khác phục vụ cho cha mẹ thì đâu có tình nghĩa gì. Cho nên ngoài việc nhờ người phụ giúp ra, chúng ta còn phải quan tâm chăm sóc cha mẹ để tỏ lòng tri ân báo ân, nêu gương lành cho con cháu và tích lũy phước đức về sau.
phụng dưỡng cha mẹ còn sống được trọn vẹn, chúng ta tránh khỏi cảnh hối tiếc khi cha mẹ qua đời. Từ xưa đến nay, các bậc hiền trí từ vua quan cho đến hạng bình dân đều hết lòng chăm sóc khi cha mẹ bệnh hoạn. Chúng ta hãy xem tiếp tấm gương hiếu của Đinh Thường Lương chăm sóc người cha già mang bệnh nan y. Ông sinh vào thời Gia Khánh Triệu Thanh. Ông là người con rất chí hiếu. Mẹ ông mất sớm và không bao lâu người cha đột nhiên bị trúng gió bại liệt nửa thân. Thằng ơi, Đinh Thuận Lương mới 12 tuổi mà lâm vào hoàn cảnh mẹ mất, cha lâm trọng bệnh, gia đình lại nghèo. Ông lo cho cha xong lại phải ra làm việc kiếm tiền nuôi cha. Sau đó bệnh tình của người cha ngày càng nặng, bại liệt toàn thân. Từ đó về sau, hằng ngày ông không nể cực khổ dơ bẩn, đút cơm cho cha ăn, mặc quần áo, tắm rửa, giặt giũ, xoa bóp thuốc thang, dọn dẹp. Khi rảnh, ông bế cha ra sân ngắm cảnh, phụng dưỡng cha hết sức chu đáo mà không nửa lời than thở. Công việc này kéo dài đến 16 năm dài, người cha mới qua đời. Đinh Thuật Lương đã để lại cho đời một tấm gương hiếu đối với người cha bệnh tật, đáng để cho chúng ta noi theo. Đó là những tấm gương hiếu bên Trung Quốc. Còn ở Việt Nam, vào năm 1825, An Thường công chúa mới lên 9 tuổi. Mẹ là bà mỹ nhân họ Nguyễn Thọ Bình. Công chúa vào cung hầu hạ thuốc men cho mẹ. Vào tiết vạn thọ, vua Minh Mạng cho các nội cung và các công chúa vào hầu tiệc. Bấy giờ có một viên quan chân yến, vua đem chia cho các công chúa, ai cũng ăn rất ngon miệng. Nhưng vua rất ngạc nhiên khi thấy công chúa An Thường cứ ngậm mà không chịu nuốt. Vua nhìn cười và dạy rằng: món này ngon lắm, lại hiếm có, chẳng những ngon mà còn bổ dưỡng nữa, con ăn không quen à? Công chúa An Thường quỳ xuống tâu: muôn tâu phụ hoàng, mẹ con bệnh nặng, ăn ngủ không ngon, hình sắc tiều tụy. Nghe nói món này bổ dưỡng, con muốn đem về dâng mẹ, nên con không nỡ nuốt, chứ nào phải ăn không quen. Vua nghe nói rất cảm kích, khen ngợi lòng hiếu thảo và phán: con cứ ăn, sẽ có phần ban cho mẹ con. Dứt lời, vua sai nữ quan đem một bát yến đến nội viện ban cho mẹ công chúa An Thường. Lòng hiếu thảo của công chúa An Thường đã làm cho Minh Mạng lưu ý đến bà mỹ nhân. Đây là gương hiếu của Việt Nam, đáng được coi là bài gia huấn rất thích hợp cho mọi nhà. Ngoài việc chăm sóc cha mẹ trong lúc bệnh hoạn ra, chúng ta còn phải tụng kinh, ăn chay niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh, lập công bồi đức để hồi hướng cho cha mẹ sớm được tiêu tai, giải nghiệp, tăng phước, tăng thọ. Nuôi cha mẹ khó hơn là nuôi con cháu. Phải hết lòng tôn kính dâng lời và nhỏ nhẹ, dịu dàng, chiều chuộng. Không được nặng lời, phải thận trọng khi nói. Việc báo đáp công ơn cha mẹ cần phải kịp thời đúng lúc. Khi cha mẹ còn khỏe mạnh không bồi dưỡng, để đến khi bệnh nặng rồi, cho dù ta có dâng món ngon vật lạ quý giá đến đâu, cha mẹ cũng không thể dùng được. Có nhiều người thấy cũng lạ, cha mẹ mạnh khỏe không cho ăn, đến khi bệnh nặng mới đem đủ thứ thức ăn đến nói: dùng đi ba, ăn đi má. Ăn gì nổi mà ăn. Lại có người lo cho cha mẹ chút ít, lại sợ cha mẹ không dùng, đem cho con cháu và người ngoài. Với tâm niệm ích kỷ hẹp hòi như thế thì làm sao sanh ra phước đức? Muốn diệt trừ ý niệm đó, phải nghĩ thế này: ở đời có nhiều người còn dám đem bạc triệu ra bố thí, huống chi mình phụng dưỡng cha mẹ. Nếu cha mẹ xài không hết, cho con cháu hoặc người ngoài để tạo phước và gieo thiện cảm với lối xóm, đó cũng là điều tốt. Thậm chí có nhiều đứa con sau khi thấy cha mẹ bệnh nặng, chỉ lo được vài ngày rồi đâm ra mệt mỏi, uể oải, chán nản, bực bội, bỏ phế,
lại còn thốt ra những lời bất kính, hành động trái đạo như cắt tiền phụng dưỡng, thuốc men, mong sao cho cha mẹ mau chết để khỏi cực khổ, tốn hao tiền của. Chuyện đời càng nói càng thấy bất nhẫn. Viết đến đây tôi bỗng nhớ câu chuyện. Một hôm có một cô phụ nữ tới tịnh xá thỉnh quý sư đến nhà tụng kinh cầu an cho cha. Khi đến nơi, tôi nhìn thấy ông cụ nằm trên giường, trong tay nắm sắp giấy tiền vàng bạc và đồ tẩn liệm cho người chết để chung quanh ông cụ. Tôi nhìn thấy cảnh tượng thương tâm ấy, ngạc nhiên hỏi: "Ông cụ chưa chết sao lại làm vậy?" Cô con gái nói: "Cha con bệnh lâu rồi, chạy chữa đã nhiều nhưng không hết, cho nên con mới đi coi bói. Mấy ông thầy biểu phải làm như vậy và thỉnh quý sư đến tụng kinh thì cha con mới chết được." Quý Phật tử nên biết rằng tụng kinh là cho người bệnh được nghe lời kinh tiếng kệ mà an tâm niệm Phật để giải bớt áp nghiệp, chứ không phải tụng kinh cho người ta chết. Nếu tụng kinh để cầu cho người ta chết là có tội, bởi vì con kiến còn ham sống. Vậy mà có nhiều người không hiểu, cho nên họ hành động một cách mù quáng, làm việc trái đạo, vong ân, bội bạc, vô tình, bất nghĩa như thế, thì sớm muộn gì cũng bị quả báo. Lại nữa, trên đời có nhiều chuyện thật là buồn cười. Điển hình như có cô Phật tử đến tịnh xá than thở với quý sư: "Mẹ con bệnh, chữa trị đã lâu mà không hết, con nhờ quý sư đến nhà tụng kinh cầu an cho mẹ con." Quý sư đến nhà cô tụng kinh, cô cung kính xá bái, tiếp đón rất nồng hậu. Tụng đến ngày thứ ba, bệnh tình mẹ cô không thuyên giảm, cô vô cùng thất vọng nói: "Mấy ông sư này chắc là tu hành không có ra gì, cho nên tụng kinh không có linh." Chúng ta phải hiểu lời Phật dạy: tụng kinh, bố thí, phóng sinh là để giải bớt nghiệp chướng cho người bệnh phần nào. Nếu nói tụng kinh để cho người ta hết bệnh thì chẳng cần tu và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa. Điển hình như chuyện Đức Phật bị đau nhức thân mình là do trong tiền kiếp Ngài làm võ sĩ đánh đập kẻ khác. Lại có trường hợp cha mẹ bệnh nặng quá, bác sĩ cho thở bằng oxy để điều trị, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm lại càng trầm trọng hơn. Vì sợ tốn hao tiền của và quá mê tín, cho nên họ hỏi mấy ông thầy coi ngày giờ nào tốt để rút ống thở oxy ra, hoặc yêu cầu bác sĩ chích độc dược cho cha mẹ mau chết. Họ hành động độc ác như thế, lại còn biện hộ cho rằng: "Cha mẹ tôi bệnh hoạn, hành hạ xác thân đau khổ quá, cho nên tôi mới làm vậy, để cho cha mẹ tôi chết được nhẹ nhàng." Mới nghe thoáng qua thấy có lý, nhưng đặt trường hợp họ bị bệnh nặng, đang thở oxy, bất chợt có ai đó rút oxy ra không cho thở nữa, thử hỏi họ có chịu không, hay là tức giận chết trong uất hận. Chúng ta phải tin sâu lý nhân quả. Khi người thân trả hết ác nghiệp thì tự nhiên ra đi. Nếu trả chưa hết nghiệp mà rút ống thở và chích độc dược cho mau chết, một là phạm tội giết người, hai là làm cho người thân đầu thai trở lại, tiếp tục trả ác nghiệp. Cho nên trong kinh Đức Phật cấm không được hủy hoại thân thể. Điển hình như vào thời Đức Phật, một hôm Ngài thuyết về tính chất vô thường và bất tịnh của thân. Có một số vị khất sĩ sanh tâm nhàm chán thân thể rồi tự sát. Đức Phật biết được, liền cho triệu tập tất cả các vị khất sĩ lại. Ngài nói: "Này các vị, quán vô thường là để thấy được tự tánh của vạn pháp là không thật. Cho nên chúng ta đừng bao giờ để cho vạn pháp thao túng, làm cho ta khổ đau. Quán tính tan hoại của thân thể cũng nhằm mục đích ấy. Này các vị, người giải thoát là người không kẹt vào sự chán ghét. Tham đắm và chán ghét là những sợi dây ràng buộc. Người tự do là người vượt thoát cả tham đắm lẫn chán ghét. Do sự vượt thoát đó, người ấy an trú trong tịnh lạc. Các vị không hiểu được điều đó, đã tìm con đường dại dột bằng cách trốn chạy, để rồi phạm vào giới sát." Chưa hết,
Có một số người không hiểu gì về giáo lý nhà Phật. Gặp trường hợp trong gia đình có người thân bệnh nặng sắp chết, họ thỉnh quý sư đến tụng kinh cho mau chết. Quý sư đến tụng kinh ngày thứ nhất không chết. Hôm sau họ liền giết heo, cúng tế quỷ thần, cầu cho người thân mau chết. Sát sanh hại vật, cầu đảo tinh tú, cúng kiến quỷ thần, để cho người thân mau chết, thì thật là vô minh, điên đảo, tà kiến, làm việc dại dột, phi pháp, độc ác, mà không hay chẳng biết. Hạng người như thế thì sớm muộn gì cũng lãnh lấy ác báo đau thương. Quý Phật tử thử nghĩ, lúc mình còn nhỏ bị bệnh hoạn, cha mẹ lo chạy chữa đủ thứ, không có cha mẹ nào mà lại mong cầu cho con mình mau chết. Tại sao đến khi cha mẹ già yếu bệnh hoạn không lo điều trị để đền đáp, lại mong cho cha mẹ mau chết là sao? Cho nên người xưa bảo, nước mắt chảy xuống chứ không bao giờ chảy ngược lên. Nên có câu, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đó là lời thống trách những kẻ vong ân bội nghĩa mà ta thường gặp trong đời. Nếu người con có tâm địa độc ác đối với cha mẹ như thế nào, thì sau này con cháu nó sẽ trả lại như thế đó. Đúng như chuyện kể, thuở xưa có hai vợ chồng sinh được một cậu con trai đầu lòng, nên họ rất cưng, lúc nào cũng muốn lo cho con đầy đủ. Nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo, lại phải nuôi cha già. Một hôm, người vợ bàn với chồng rằng, cha này đã già cả, ăn không ngồi rồi, không làm được việc gì hết, lại còn sanh tính khó khăn. Anh nên chở cha vào rừng bỏ, để tiền nuôi con ăn học, sau này nó thành tài thì mình mới được nhờ. Nghe vợ nói như thế, nhưng vì thương cha nên anh không đành lòng làm như vậy. Thấy chồng làm ngơ, người vợ liền nói, nếu mà anh không có giải quyết chuyện của cha, em sẽ bỏ nhà ra đi cho anh vừa lòng á. Nghe vợ nói mãi, anh ta siêu lòng mới đi mua gỗ về đóng xe để chở cha vào rừng bỏ. Đứa con thấy thế tưởng đâu bố đóng xe cho mình chơi, nên hỏi, Bố đóng xe làm gì vậy? Này con à, ông nội nay đã già cả, lú lẫn ăn uống đổ tháo, đụng đâu tiểu giải đó, nên bố đóng xe để đẩy ông nội vào rừng bỏ. Bố ơi, bố bỏ ông nội rồi, bố nhớ đem xe về cho con nha. Đem về chi vậy con? Để khi nào bố già đó, con sẽ chở bố vào rừng con bỏ, giống như là bố chở ông nội vậy. Nghe con nói thế, anh chợt thức tỉnh, tự nghĩ nếu mình bất hiếu với cha thì sau này phải trả cái quả đó. Nên anh ta bảo, bố chỉ nói chơi, con đừng làm như vậy tội lắm. Bố đóng xe là để chiều chiều đẩy ông nội đi dạo mát vui vui vẻ, mạnh khỏe sống lâu với bố con mình. Vậy thì con sẽ giữ chiếc xe này lại, để sau này bố già rồi cái con chở bố đi chơi. Sau đó anh đến nói với vợ, nếu nàng nhận thấy ở được thì cùng ta lo trả hiếu, bằng không cứ tùy tiện ra đi. Người vợ sợ chồng đuổi, nên từ đó về sau không dám khởi ác ý với cha chồng nữa. Chuyện trên cho chúng ta thấy, trong cuộc sống, cho dù cha mẹ chúng ta có điều gì quá đáng không như ý ta, bổn phận làm con trai không thể vì sợ những vụ đụng chạm giữa vợ và cha mẹ xảy ra nhiều lần mà từ bỏ cha mẹ. Quý vị nên biết, con cái thường bị ảnh hưởng sâu sắc từ những hành vi ứng xử của cha mẹ. Vì vậy, gia đình hòa thuận, cha mẹ hiếu thảo với ông bà là tấm gương tốt cho con cháu noi theo. Người đời thường bảo, thuận vợ thuận chồng, tác biển Đông cũng cạn. Khi vợ chồng hòa thuận sẽ làm nhiều điều hữu ích. Do đó, chẳng những tạo được một gia đình hạnh phúc mà còn khiến cho cha mẹ vui lòng. Nhờ thế, được người đời tán dương khen ngợi. Em thì đi cấy ruộng đông, anh thì cắt lúa để chung một nhà, đem về phụng dưỡng mẹ cha, muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền. Sách Nho có câu, thân ký bất thảo, tử hà hiếu duyên,
nghĩa là mình không thảo, con nào thảo lại? Ở đời, có nhiều đứa con tuy lo cho cha mẹ được đầy đủ về vật chất, nhưng nếu cha mẹ nói trái ý một chút là nạt nộ. Cho nên, trong kinh Tạp Bảo Tạng Đức Phật dạy, làm con đối với cha mẹ đem chút lễ mọn cúng dường thì được phước vô lượng. Trái lại làm ít điều bất thiện đối với cha mẹ, tội cũng vô lượng. Xin nhớ một điều là việc báo hiếu cho cha mẹ lúc còn sinh tiền mới là cần thiết và có ý nghĩa. Đến khi cha mẹ qua đời, dù ta có làm mâm cao cổ đầy để cúng kiến, báo hiếu theo cách đó chỉ là để dối lòng, dối người mà thôi. Cổ đức cũng vậy. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, không làm để ở hung hăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhượng biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì cho xong. Mẹ cha là người trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Dường linh đơm quải mới là, nuôi cha dưỡng mẹ, thật thà con ngoan. Trong việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, con cái cần có kế hoạch giúp đỡ cha mẹ khi tuổi già, cũng như lúc cha mẹ đau yếu. Con trai con gái lớn như chim đầu đàn, phải nêu gương chăm sóc và phân chia công việc cho các em và vợ con thay phiên nhau hầu hạ cha mẹ. Nhất là phải quan tâm đến việc ăn uống của cha mẹ. Mỗi bữa ăn nên dọn riêng cho cha mẹ, vì con cháu ăn uống ồn ào ồ ạt sẽ làm cho cha mẹ không hài lòng lắm. Thỉnh thoảng ta nên xem lại công việc mà ta chỉ bảo các em và vợ con chăm sóc cha mẹ có được thực hiện hay không. Phải thường xuyên nhắc nhở kẻo họ bi trễ. Nếu ta bận rộn nhiều công việc xã hội hoặc đồng án, tất nhiên ít có thời gian chăm sóc cha mẹ. Nhưng không vì vậy mà ta để mặc cho vợ con lo cho cha mẹ đói no, bệnh hoạn gì ta cũng chẳng quan tâm đến. Làm người mà ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, không nghĩ đến người khác, khi có chuyện gì thì tự mình lo lấy, không ai ngó ngàng đến. Cho nên cha mẹ phải hết lòng lo lắng cho con cái phải quan tâm chăm sóc cha mẹ, đùm bọc yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, thì gia đình đó sẽ được hạnh phúc yên vui. Tóm lại, muốn giữ được lòng hiếu kính với ông bà cha mẹ, căn bản tối thiểu là phải làm những điều sau đây. Thứ nhất, lưu ý chăm sóc sức khỏe, thăm viếng mỗi ngày, lo miếng ăn, thức uống, áo quần, thuốc men đầy đủ. Thứ hai, nếu không lo được như vậy thì lo chu cấp tiền bạc cho ông bà cha mẹ không bị thiếu thốn, tự mua sắm các nhu cầu. Thứ ba, tạo nguồn vui giải trí, tốt nhất là tạo cơ hội cho ông bà cha mẹ đi đó đây, thanh thản tinh thần. Đây là cách dưỡng sinh tốt nhất. Thứ tư, đừng bao giờ để ông bà cha mẹ lo lắng, buồn lòng. Thứ năm, đáp ứng những yêu cầu mong ước của ông bà cha mẹ. Thứ sáu, đừng để ông bà cha mẹ cô đơn trong bệnh viện. Thứ bảy, đi thưa, về phải trình, để cho ông bà cha mẹ luôn luôn được yên tâm. Thứ tám, có điều gì vui và thành đạt, kết quả tốt đẹp bất ngờ, nên báo tin liền, để ông bà cha mẹ cùng vui. Thứ chín, tạo điều kiện cho ông bà cha mẹ phát triển về mặt phước đức và tâm linh. Đây là điều mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Được như thế mới xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, biết làm tròn đạo hiếu để cho cha mẹ vui vẻ và hãnh diện với đời. Cao Văn Càng. B. Phàm làm việc gì trước phải lễ phép thưa hỏi cho cha mẹ biết. Có nghĩa là phàm đi đâu và làm việc gì, trước phải thưa hỏi cha mẹ. Lời Phật dạy như thế, vậy mà có nhiều người ý mình thông minh lanh lợi, xem thường cha mẹ, muốn đi đâu làm gì tùy ý, không trình cho cha mẹ biết. Lễ nghĩa là giềng mối của đạo đức, đi thưa về trình
sẽ làm cho cha mẹ hoan hỷ. Và nếu có ai hỏi, cha mẹ biết để trả lời cho người ta rõ. Hoặc có chuyện gì bất trắc xảy ra, mình không về được, cha mẹ biết chỗ đi tìm. Nên làm con, đi đâu hoặc có quan hệ với ai, làm việc gì, chúng ta cũng phải trình bạch rõ ràng, giờ giấc đúng hẹn, để cha mẹ khỏi đợi chờ. Trong công việc đi lại, làm ăn, đừng để ảnh hưởng không tốt đến gia đình. Đó là người con có hiếu. Hơn nữa, cha mẹ là người đi trước có kinh nghiệm sống hơn mình. Nên phàm làm con đi đâu hay làm việc gì, nên hỏi ý kiến cha mẹ để tránh những thiệt hại về sau. Hễ làm con thì đi phải thưa, khi về phải trình cho cha mẹ biết. Đi chơi phải chọn bạn tốt, phải học tập cho có nghề nghiệp. Lúc nói năng không được xưng mình là lớn. Khúc lễ. Lễ phép với cha mẹ chính là sự thể hiện lòng hiếu thảo. Có người cho là không quen khi tập nói một câu tử tế với cha mẹ. Người ta cho rằng câu nói "Thưa mẹ, cho phép con ra ngoài một tí." Câu nói như thế là khách sáo và quá cổ lệ. Vì ta sống không có nề nếp từ bé, chưa quen câu nói trên, nên cho là khách sáo hay cổ lệ đó thôi. Nếu ta công nhận rằng cha mẹ là bậc bề trên hết, thì khi nói năng với cha mẹ, sự lễ nghĩa phải đặt lên hàng đầu. Người già thường hay nghĩ ngợi, có khi chỉ vì câu nói vô tình của ta đã khiến cho cha mẹ tủi lòng. Làm con hiếu thảo, chắc ta đâu muốn để cho cha mẹ buồn phiền. Có nhiều đứa con nói chuyện với cha mẹ bằng những từ cọc lóc như không, có, ừ, phải. Tại sao ta không nói bằng những câu thông thường tế nhị như dạ, con xin mời ba má dùng cơm. Hoặc thưa mẹ, cho phép con ra phố một tí mẹ nhé. Hay là thưa cha mẹ, con đi học về. Những câu nói rất thông thường trong phép gọi dạ, bảo, vân. Ta đừng bao giờ nói trống không. Vì có khi nào ta dám nói một câu cọc lóc trống không với cô hoặc thầy giáo hay những bậc trưởng thượng đáng tôn kính. Vì vậy, đối với cha mẹ, ta càng phải giữ lễ hơn. Tóm lại, muốn cho cha mẹ an tâm vui vẻ, đạo làm con đi thưa về trình, làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến cha mẹ trước. Đó là người con có đức khiêm tốn, biết kính trọng cha mẹ vậy. Con cái khôn ngoan, dễ dàng cha mẹ. Tục ngữ. C. Cha mẹ làm việc lành và chỉ dạy mình những điều hay lẽ phải, không được ngăn cản, chống bán. Có nghĩa là khi thấy cha mẹ phát tâm cúng dường, bố thí, phóng sanh, mình không nên vì thành kiến hay vì tính keo kiệt ngăn cản, mà phải hết lòng hỗ trợ cho cha mẹ được toại nguyện, để vun trồng phước đức về sau. Kế đến, mình còn phải cung kính, lễ phép, nói năng khiêm tốn, không được hỗn hào, quên quang. Không được vì tính hiếu kỳ, nông nổi, làm trái ý nghịch lòng, khiến cha mẹ buồn phiền. Chỉ cần nhỏ nhẹ và biết vâng lời thôi, cha mẹ cũng vui sướng lắm rồi. Bởi vì bổn phận làm con, phải biết giữ gìn đạo nghĩa, luôn luôn thận trọng trong mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm. Đối với cha mẹ, phải hết lòng kính thương, không bao giờ làm ngược lại ý muốn của cha mẹ, để sau này khỏi phải ăn năn hối hận. Trong kinh Tâm Địa Quán, Phật bảo rằng, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào biết nghe theo lời dạy của Bi Mẫu và thừa nhận không trái, thời được chư thiên gia hộ, phúc lạc vô biên. Ai hiếu dưỡng cha mẹ, kính trọng bậc gia trưởng, nói những lời nhu hòa, từ bỏ lời hai lưỡi, chế ngự lòng sang tham, là con người chân thật, nhiếp phục được phẫn nộ. Với con người như vậy, chư thiên tam thập tam gọi là bậc chân nhân. Về
phải giữ gìn truyền thống gia đình và bảo vệ tài sản của cha mẹ. Cha mẹ vất vả ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, đổ mồ hôi công sức làm ra của cải để lại cho con. Vậy mà có nhiều đứa con khi lớn lên không lo phụng dưỡng cha mẹ, chẳng làm tròn bổn phận, lại còn phá hoại tài sản và những truyền thống tốt đẹp, như lập bè kết đảng, ý mạnh hiếp yếu, hung hăng bạo ngược, chửi rủa đánh đập, đâm thuê chém mướn, và đam mê rượu chè cờ bạc, gian xảo trộm cướp, kết quả bị tù tội. Nỗi khổ của cha mẹ là buồn rầu, lo lắng, thăm nuôi, làm nhục nhã cha mẹ, gia đình, dòng họ, để cho miệng thế chê cười. Đó gọi là bất hiếu. Theo thế tục có năm tội bất hiếu là: tay chân lười biếng, không đói hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ là một tội bất hiếu; mê cờ bạc rượu chè, không đói hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ là hai tội bất hiếu; ham tiền tài của cải, tôm góp cho vợ con, không đói hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ là ba tội bất hiếu; chạy theo ham muốn của tai mắt, hành động bất chánh làm cho cha mẹ mang nhục là bốn tội bất hiếu; ỷ sức cậy tài, đua tranh hung hăng đánh lộn làm liên lụy đến cha mẹ là năm tội bất hiếu. Mạnh Tử. Ngày xưa chúng ta đã biết bao lần làm khổ mẹ cha, giờ đây hãy chắp hai tay lên trán, quỳ dưới chân cha mẹ ăn năn sám hối, thành tâm đảnh lễ để tỏ lòng tôn kính, cầu xin cha mẹ tha thứ những lỗi lầm dụng dại của con. Xin cha mẹ nhận lại lòng con hiếu, đã bao lần làm cha khổ ngày xưa, đã bao lần mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lại cũng chưa vừa ơn ấy. Nói chung, con trai muốn cho cha mẹ vui lòng thì phải tránh xa rượu chè, cờ bạc, hút chích, chớ giao du với bạn xấu và không la cà bê tha. Nên quyết tâm cao trong việc học tập, trì trí tiến bước trên đường sự nghiệp. Con gái phải sống sao cho cha mẹ hài lòng. Là con gái, bao giờ cũng phải rèn đức tính thùy mị, nết na, đầm thấm, công dung ngôn hạnh. Tránh ngồi lê đôi mắt nói chuyện thị phi, không nên rong chơi nhảy nhót. Nói năng phải nhỏ nhẹ, đi đứng trang nghiêm, giữ gìn phẩm hạnh, đừng để mang tiếng làm mất nết. Vì vậy, người con phải luôn hiếu thảo, cần mẫn siêng năng làm việc lương thiện, giữ mình trong mọi hành động, đừng để người đời khinh khi cho ta là kẻ xấu xa, vô giáo dục, làm phương hại đến thanh danh của cha mẹ, mà phải chăm học, chăm làm, lưu danh thơm tiếng tốt cho gia đình. Người con như thế là biết bảo vệ danh dự và tài sản của cha mẹ, mỗi ngày càng thêm hưng thịnh, tốt đẹp. Quý Phật tử nên biết, cha mẹ sinh ra con, lúc nào cũng hy vọng sau này con lớn lên có hiếu và phụ giúp với mình để xây dựng gia đình. Vì vậy, người con cần phải làm tròn bổn phận của mình, đừng để cha mẹ phải thất vọng. Có nhiều đứa con chẳng những không lo bảo vệ tài sản của cha mẹ, mà còn mong chờ cho cha mẹ mất để phân chia tài sản, thậm chí còn bán luôn nhà thờ tổ tiên ông bà, làm cho mất đi di tích thiêng liêng của ông cha để lại, làm cho miệng thế chê cười. Thật là chua xót cho người quá cố. Trong kinh Puttasutta, Đức Phật dạy: cha mẹ mong cầu nơi con năm điều. Thứ nhất, người con mà chúng ta nuôi dưỡng, về sau ta già, nó sẽ phụng dưỡng lại chúng ta. Thứ hai, người con sẽ lo giúp công việc của chúng ta. Thứ ba, người con sẽ nối dòng dõi của tổ tiên. Thứ tư, người con sẽ thừa hưởng và bảo vệ của cải sự nghiệp của chúng ta. Thứ năm, khi chúng ta qua đời,
các con lo làm phước thiện hồi hướng đến chúng ta. Đó là điều hy vọng của cha mẹ, mà người con phải làm tròn bổn phận để cho cha mẹ được toại nguyện, dù cha mẹ còn sống hay đã qua đời. Đã sinh ra kiếp con người, trai thời trung hiếu ai ơi cho tròn, gái thời giữ hạnh lòng son, sớm hôm gìn giữ kẻo còn chút sai. Đi, khi cha mẹ qua đời phải lo tang lễ. Qua lời Phật dạy, bổn phận làm con khi cha mẹ mất phải lo quan tài, tống táng, tuần thất, dỗ quải để duy trì truyền thống ông bà tổ tiên. Khi cha mẹ mình mất, nhưng những giọt máu và hình ảnh của cha mẹ còn để lại trên thế gian này, đó là anh chị em của mình. Đừng vì quyền lợi rồi tranh giành đấu đá lẫn nhau, mà phải hết lòng thương yêu. Người giàu thì đùm bọc giúp đỡ cho người nghèo, người nghèo thì cố gắng tiến lên và đồng tâm hiệp lực hướng về Tam Bảo quy y, giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh, tu tạo phước lành để hồi hướng đến hương linh cha mẹ, sớm được nhẹ nhàng siêu sanh tịnh độ. Có như thế mới xứng đáng là người con chí hiếu trong giáo pháp Phật Đà. Tại sao khi cha mẹ qua đời chúng ta phải tạo phước? Vì lúc mình còn nhỏ, cha mẹ muốn cho con ăn ngon mặc đẹp, khỏe mạnh mau lớn, thì phải đập đầu con cá, cắt cổ con gà, thậm chí tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi. Vì thương con mà cha mẹ tạo lắm lỗi lầm. Cho nên khi cha mẹ từ trần, người con phải hiểu điều đó, không nên sát sanh hại vật để lo tang chế, tuần thất, dỗ quải. Vì làm như thế, vong linh cha mẹ chẳng những không được siêu thoát, mà còn bị đọa ba đường dữ. Như vào thời Đức Phật, một hôm, Ngài cùng A Nan đi dọc bên bờ sông Hằng, chợt thấy có 300 ngạ quỷ vừa đi vừa vui mừng ca hát. Tiếp theo lại có 300 ngạ quỷ đói khát, vừa đi vừa kêu khóc thảm thiết. A Nan kinh ngạc hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao cũng đều là ngạ quỷ mà bọn kia thì ca hát, bọn này lại khóc la? Đức Phật bảo: Này A Nan, bọn quỷ ca hát là vì chúng sắp được sanh thiên, do nhờ con cháu của chúng biết lo tu phước, trì trai giữ giới. Còn bọn quỷ khóc la là vì chúng sắp bị đọa địa ngục bởi con cháu sát sanh, hại mạng để cúng tế, tuần thất, dỗ quải cho họ. Qua chuyện trên, Phật nhắc nhở chúng ta không nên sát sanh hại vật, cúng tế rồi tổ chức ăn uống thù tạc theo thế gian. Đó là gây thêm nợ nần oan nghiệt cho cha mẹ, càng thêm đau khổ, hoàn toàn không có ích lợi gì. Bởi thế, khi ông bà cha mẹ mất, chúng ta phải cúng chay và cố gắng lập công bồi đức để hóa giải bớt oan nghiệp cho cha mẹ, được tiêu diêu nơi nhãn cảnh. Người thời xưa, khi cha mẹ mất, các con ăn chay nằm đất, giữ mồ 3 năm, thân thể tóc râu không cạo, ăn mặc thô sơ, chẳng biết sự vui, không nếm mùi rượu. Lúc đám tang tuần thất, dỗ quải, trong nhà im lặng trang nghiêm, tưởng niệm nhắc nhở công lao cha mẹ, người người bùi ngùi tất dạ, hằng ngày thành kính cúng kiến lễ bái chẳng quên. Có đâu như ngày nay, mãn tưởng lo chơi, trống kèn đàn hát, sát sanh cúng tế, ăn uống say sưa, trái lời Phật dạy. Thật tủi cho lòng người quá giản. Nên nhớ, những gì không đúng tinh thần giáo lý nhà Phật thì chúng ta chớ làm, như là đốt giấy tiền vàng bạc, nhà binh khí, sát sanh cúng tế. Hãy để tiền lãng phí đó mà bố thí cho những người bệnh hoạn, nghèo nàn, lang thang đói rách, để hồi hướng đến hương linh người quá vãng, thì cả kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích. Ngày xưa,
có vợ chồng nhà phú hộ nọ sinh được 5 người con gái. Nhà giàu nhưng lại không có con trai, nên bao nhiêu tình thương họ đều dồn vào những cô con gái. Lần lượt 5 cô lớn lên, ai nấy đều lập gia đình và đi ở riêng. Vì các cô lấy chồng xa nên hai ông bà phú hộ cảm thấy nhớ con quá. Một hôm, bà bảo chồng: "Sắp tới, ông chịu khó trông nhà cửa cho tôi đi thăm chúng một lượt, sau đó tôi lại về trông để ông đi." "Phải đó," ông đáp, "nhưng bà phải đi nhanh nhanh lên mới được, đừng bắt tôi đợi lâu." "Không được đâu, tôi tính ở lại với các con, đứa nào ít nhất cũng 1 tháng, 5 đứa vị chi là 5 tháng, còn đi đường cũng độ vài 30 ngày, như vậy cũng mất ngót nửa năm rồi ông ạ." "Thôi được, thế thì bà nó đi đi, bà nhớ đừng để cho đứa nào quấn quýt quá, rồi ăn dầm nằm về ở đó, làm cho tôi mỏi mòn trông đợi." Rồi người vợ cùng con hầu ra đi. Nhưng chỉ được vài tháng đã thấy bà trở về vẻ mặt buồn xo. Thấy thế, ông liền hỏi dồn: "Cần cớ làm sao mà bà về nhanh như vậy? Có gặp điều gì khó khăn dọc đường hay không mà vẻ mặt bà không được vui?" Bà phú hộ đáp: "Chẳng có gì hết, tôi vẫn bình yên, chúng nó đều mạnh khỏe cả. Tôi về sớm là vì tôi muốn ông khỏi trông, ông cứ đi một lần cho biết." Thấy vợ nói úp úp mở mở, ông phú hộ chẳng hiểu gì nên cuối cùng cũng sắm sửa hành lý ra đi. Ông ghé thăm nhà người con gái thứ nhất, chàng rể tiếp đón niềm nở làm ông hài lòng. Nhưng con gái ông lại không được như thế, nó chỉ chuyện trò giả lả được đôi câu rồi quay vào công việc của nó. Đến khi chồng nó ra đồng trông coi thợ cày cấy thì con gái ông lúi húi lo việc bếp núc, cha con chẳng có dịp chuyện trò. Mãi đến gần trưa, ông cảm thấy bụng đói cồn cào, định bảo nó dọn cho mình ăn trước như khi còn ở nhà. Nhưng rồi lại nghĩ thầm, để xem nó đối đãi với cha nó ra sao cho biết. Ông thấy con gái chờ chồng về mới dọn cơm ra. Chàng rể của ông lúc ấy tuy đã về rồi mà vẫn còn bận một số công việc nên ông phải đợi tiếp. Đến khi thấy quá trưa, con gái ông mới gọi chồng: "Mình ơi, hãy để đó vào ăn cơm đi, cho ông già ăn với." Nghe con gái nói thế, ông cảm thấy không được vui. Chiều hôm ấy và liên tiếp những ngày sau cũng vậy. Ông nghiệm ra rằng con gái ông chăm sóc cho chồng nó chứ không phải cho ông. Thì ra bây giờ nó coi cha nó chẳng ra cái quái gì. Nếu chồng nó không ăn thì có lẽ mình cũng phải ngồi nhịn đói. Ở chơi được ít ngày, thấy con gái không được vồn vã đầm thắm như xưa, ông liền từ giã vợ chồng nó mà đi đến nhà đứa khác xem sao. Lần này vừa đi, ông vừa lẩm bẩm: "Chắc thế nào những đứa sau cũng phải khác chứ? Chẳng lẽ đứa nào cũng như vậy cả sao? Vợ chồng ta trông cậy chúng nó, rồi đây sẽ chia nhau về phụng dưỡng một khi bố mẹ tuổi già kia mà." Nhưng khi đến nơi, ông thấy đứa thứ hai cũng chẳng khác gì đứa đầu. Nghe bố đến thăm cũng tiếp đãi, gọi lại cho tròn bổn phận, rồi lại loay hoay vào công việc nhà chồng, bỏ mặc ông chẳng chút quan tâm. Lần lượt, ông đi thăm đủ 5 cô con gái yêu quý, nhưng chẳng đứa nào là không say mê với công việc của nó, chẳng đứa nào quan tâm chăm sóc đến ông như lúc còn ở nhà. Sau cùng ông chép miệng: "Vậy là con gái một khi bước về nhà chồng thì chẳng còn là con mình nữa, nó xem chồng trọng hơn bố mẹ nó nhiều." Nghĩ vậy,
nên ông quậy quả trở về. Ông tính lại thời gian thăm con, cả đi lẫn về còn ngắn hơn cả bà. Khi về, ông gọi vợ lại bàn rằng: "Thế là mấy đứa con gái có cũng như không, chẳng hy vọng gì vào chúng nó, đỡ đần mình tuổi già nữa rồi. Bây giờ bà để tôi đi kiếm một đứa con nuôi, đặng sau này nó săn sóc chúng mình lúc mắt lòa chân chậm, bà nó nghĩ sao?" Vợ Phú Hộ trả lời: "Thôi ông ạ, đừng có đi mà mất công, lại nhọc xác. Con đẻ rứt ruột ra mà chúng không đoái hoài thì con nuôi có làm được gì?" Phú ông liền bảo: "Trên đời này có kẻ tốt người xấu, đâu phải ai cũng như ai, bà đừng ngại." "Được rồi, ông cứ đi đi, cố tìm một đứa con ngoan phụng dưỡng, mọi việc ở nhà mặc tôi lo liệu." Phú Hộ bèn đóng vai một ông già nghèo khó, rồi ra đi từ làng này đến làng khác, đến đâu ông cũng rao: "Ai mua cha không? Có ai mua cha thì ra mà mua, mua ta về làm cha chỉ mất 5 quan tiền thôi." Mọi người nghe ông già rao như vậy thì tưởng ông điên, có người còn vui miệng nói: "Mua lão ấy để về nhà mà hầu ư? Và để rồi đây lão ta 100 tuổi qua đời, có được đồng nào còn phải lo tống táng nữa sao? Thà là nuôi một người đầy tớ còn hơn." Tuy có nghe nhiều lời mỉa mai cười cợt, Phú ông vẫn không nản chí, vẫn đi hết xóm này đến ấp kia, miệng rao không ngớt: "Có ai mua cha không này?" Bấy giờ ở làng nọ có 2 vợ chồng một nông phu nghèo, nghe có người đi bán mình làm cha, chồng bảo vợ: "Hai vợ chồng mình mồ côi từ bé, chưa bao giờ được hưởng tình cha con, lại chưa có mụn con nào, thật là buồn. Thôi thì ta mua ông già này về thủ thỉ với nhau khuya sớm cho vui cửa vui nhà." Thấy vợ bằng lòng, anh chàng chạy ra đón ông già vào nhà và nói: "Ông định bán bao nhiêu tiền?" "5 quan không bớt." Anh chồng liền thưa: "Thú thật với ông, nhà tôi nghèo quá, muốn mua ông nhưng không sẵn tiền. Vậy ông ngồi chơi, để tôi bảo nhà tôi đi vay xem sao." Phú Hộ ngồi chờ hồi lâu, thấy chị vợ chạy đi một lát rồi lại quay về, nhưng số tiền vay được cùng với tiền nhà gom lại cũng chỉ có 2 quan. Anh chồng liền nói: "Thôi thì ông thông cảm cho, 2 ngày nữa mời ông trở lại, chúng tôi sẽ có đủ tiền." 2 ngày sau, vợ chồng anh nông phu trao tiền cho ông, mời ông vào nhà, cha cha con rất thân tình. Phú Hộ thấy đầu tóc người vợ bây giờ biến đi đâu mất, liền hỏi: "Này con ơi, tại sao đầu tóc của vợ con lại cắt cục đi như vậy?" Anh chồng tần ngần đáp: "Chẳng giấu gì cha, nhà con nghèo quá, không đủ tiền mua. Mà nếu không mua thì biết có dịp nào tốt hơn. Vì vậy vợ con phải cắt tóc đi bán mới có đủ số tiền 5 quan đó." Từ ngày có người cha nuôi, 2 vợ chồng nông phu tỏ ra rất niềm nở và chịu khó chăm sóc hầu hạ ông không biết mệt. Phú ông vẫn không cho biết gốc tích quê quán thật của mình, hằng ngày vẫn cứ ăn no ngủ kỹ, đôi lúc lại kêu ván đầu mỏi lưng, bắt họ phải xoa bóp hoặc tìm thầy chạy thuốc. Mặc dầu vậy, 2 vợ chồng vẫn cơm nước săn sóc không bê trễ. Cứ như vậy được vài tháng, nhà họ đã nghèo lại càng mạt thêm. 2 vợ chồng phải cố gắng làm thêm để nuôi cha, có bữa phải nhịn đói để nhường cơm cho ông già. Tình hình như vậy kéo dài nửa năm, nợ nần của vợ chồng họ chồng chất quá nhiều mà trong nhà tiền đã kiệt. Tuy vậy họ vẫn không hề lộ vẻ mỏi mệt, cố làm vui lòng cha già. Một hôm, 2 vợ chồng ngủ dậy đã thấy người cha nuôi khăn gói chỉnh tề.
Ông bảo họ: "Các con hãy đốt cái nhà này rồi đi theo ta." Vợ chồng anh nông phu trố mắt nhìn nhau, tưởng ông phát điên. Nhưng sau đó lại thấy ông phú hộ dục bảo: "Làm con thì phải vâng theo cha mẹ, chớ có sai lời. Cha đã bảo các con đi theo cha kiếm ăn thì cứ việc đi, còn cái nhà này ọp ẹp chẳng đáng bao nhiêu, đừng tiếc nữa." Vợ chồng nghe thế thì biết ông nói thật, không dám cãi, đành nhặt nhạnh một vài món đồ buộc thành một gói rồi châm lửa đốt nhà. Đi theo ông già, họ thấy ông ban ngày lần hồi xin ăn, tối tối lại vào nhà người xin ngủ nhờ, họ vẫn vâng lời, không chút phân vân. Ba người đi xin ăn như thế được 5 ngày, cuối cùng đến trước một ngôi nhà ngói tường vôi, ông mới vui vẻ bảo họ: "Các con ơi, đã đến nhà ta rồi." Bà phú hộ bước ra cổng đón vào. Ông tươi cười bảo vợ: "Bà nó này, đây mới thật là con của chúng ta đấy." Bấy giờ vợ chồng anh nông phu mới ngớ người ra, biết được cha mẹ nuôi mình là một nhà giàu có. Phú hộ bảo anh nông phu lấy theo họ mình, và từ đó hai vợ chồng bước vào một cuộc đời sung sướng. Ít lâu sau, phú hộ lâm bệnh nặng, biết mình sắp gần đất xa trời, ông bèn làm tờ di chúc để phần lớn gia tài cho đứa con nuôi. Đoạn ông gọi vợ đến trăn trối rằng: "Sau khi tôi chết, bà nhớ đừng cho 5 đứa con gái biết tin đấy." Ông nói tiếp: "Nếu chúng nó có nghe ai mách mà về đây, chưa biết chừng tôi sẽ bứt nếu trỗi dậy cho mà coi. Việc để tang thì đứa con trai cứ theo cố tục cắt tóc, đội mũ, quấn rơm trên đầu để chứng tỏ mình chịu cực chịu khổ với cha mẹ thì thôi cũng được. Nhưng đứa con dâu thì bà bảo nó khỏi cắt tóc, vì tôi chưa bao giờ quên được cái việc nó đã hy sinh mái tóc dài của nó để mua cha. Vậy nó chỉ cần đội khăn tang là đủ." Nhưng khi khâm liệm cho chồng xong, bà phú hộ vì nặng lòng nên cũng cho người lén báo tin cho 5 đứa con gái biết. Khi chúng về, bà đón ở cổng, thuật lại lời trối của cha cho chúng nghe và bảo chúng đừng có vào nhà, kẻo có sự chẳng lành. 5 đứa con gái hối hận lắm, nhưng việc đã rồi, biết làm sao. Khi đưa linh cữu cha, chúng đòi đi đưa cho bằng được. Khuyên can còn mãi không xong, cuối cùng bà buộc lòng phải xé cho chúng ngoài khăn tang ra còn thêm mỗi đứa 1 vuông vải cho chúng che mặt lại, để mong linh hồn bố chúng khỏi biết. Từ đó người ta bắt chước để tang theo cách gia đình này đã làm. Con trai cắt tóc vành rơm, mũ mấn, dây lưng chuối như cổ tục. Con dâu được miễn cắt tóc, chỉ đội khăn tang, lại miễn cả che mặt. Còn con gái ngoài khăn tang còn có thêm 1 mảnh vải che mặt. Trong việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, chúng ta nên nhớ những điều cụ thể sau đây. Thứ nhất, hiếu dưỡng là cung cấp thuốc men, chỗ ở, vật ăn, thức uống. Thứ hai, hiếu hạnh là đối với cha mẹ phải giữ thái độ, hành vi, ứng xử, cung kính, lễ phép, nhẹ nhàng, mềm mỏng, lựa ý, lựa lời. Khi cha mẹ ốm đau bệnh tật, phải kiên nhẫn thuốc thang, chăm sóc, bồi dưỡng chu đáo, không được tỏ ra điều gì bất hiếu. Thứ ba, hiếu tâm là sự quan tâm, nghĩ ngợi hết lòng lo lắng một cách chân thành, chân thật, kính trọng đối với cha mẹ, biểu hiện mình là người con có hiếu thảo. Thứ tư, hiếu đạo là hướng dẫn cha mẹ quy y, giữ giới,